hắn muốn gánh vác một sứ mệnh quan trọng, luyện đan. Lần này chủ yếu luyện chế 3 loại đan dược. Loại đầu tiên là đan dược thánh phẩm, thánh nguyên linh huyết đan, giao cho các luyện đan sư xí thiên giới phụ trách. Siêu tập máu tươi của thánh nhân cùng linh cầm thánh cảnh mà bọn hắn săn giết được để làm cơ sở luyện đan, tập hợp mấy chục loại dược liệu quý giá, luyện chế đan dược thánh phẩm có thể bổ sung sinh cơ và khôi phục huyết khí trong thời gian ngắn. Đây là để chuẩn bị cho trận xuất chinh quang mang thần điện tiếp theo. Tính sát thương của năng lượng ánh sáng quá mạnh, nếu như bị trọng thương, có thể lập tức dùng viên đan dược kia, trong thời gian ngắn phong phú sinh cơ và huyết khí, không nói có thể hoàn toàn bảo mệnh, nhưng có thể đề cao tỷ lệ sống sót, cung cấp chút cơ hội cứu vớt cho phía sau. Một loại khác cũng là đan dược thánh phẩm, thiên nhất kim tủy đan, cái này do chính hắn luyện chế. Nguyên lý luyện chế loại đan dược này cũng không phức tạp, chính là hấp thu năng lượng hỗn độn, lại lấy máu thánh hoàng, các loại dược liệu đặc thù như huyền thiên thanh đằng, luyện chế đan dược đặc biệt có thể so với hỗn độn tinh thạch. Đan dược như thế này bất luận là cho con người hay là yêu thú thì cũng đều có hiệu quả kích phát huyết mạch phi phàm. Nhưng muốn khống chế năng lượng hỗn độn, máu thánh hoàng, cùng huyền thiên thanh đằng và các loại dược liệu đặc thù, đỉnh lô bình thường đều ép không được, thánh hỏa bình thường càng không làm được, chỉ có thể là do đan hoàng tự mình khống chế cửu hoàng luyện thiên đỉnh luyện chế. Mục tiêu của đan hoàng chính là trong thời gian ngắn, luyện chế đủ nhiều thiên nhất kim tủy đan, đẩy Ngu Chính Nguyên lên cảnh giới thánh hoàng. Tiềm lực của hỗn độn chiến tộc rất đủ, xác thực là nên khai phát. Nếu như chỉ dựa vào bọn hắn hấp thu năng lượng hỗn độn, muốn đột phá là quá khó, nhưng nếu có thiên nhất kim tủy đan phụ trợ, tuyệt đối có thể áp súc thời gian đến cực hạn, mà hiệu quả lại càng tốt hơn. Loại đan dược thứ ba, cũng là đan dược quan trọng nhất, đan dược thiên phẩm, vô hạn tạo hóa đan. Viên đan dược kia kiếp trước hắn đã từng luyện chế qua rất nhiều lần, nhưng đều không có thành công. Viên đan dược thiên phẩm này cũng chỉ là căn cứ vào hiểu biết của hắn đối với đan dược và dược liệu đặc biệt, nghiên cứu ra được một đan dược có mục đích. Hắn thấy, phàm là linh thụ đã sống qua vạn năm, còn có thể mạnh mẽ trưởng thành, kỳ thật chính là đột phá một loại gông cùm xiềng xích sinh mệnh pháp tắc nào đó, trong hơn vạn đạo niên luân đã có uy lực vĩnh sinh đặc biệt. Cho nên kiếp trước hắn sưu tập qua rất nhiều loại linh thụ đặc biệt này, thậm chí còn tiếp qua tinh linh tộc, cũng từng chiếm được duy trì từ nơi đó. Nhưng liên tục luyện chế đạt 10 lần trở lên, đều không thể thành công. Sau này hắn bắt đầu tìm kiếm cây cối 30.000 năm, 50.000 năm, thậm chí là 100.000 năm, tiếp tục nghiên cứu vô hạn tạo hóa đan. Nhưng rất đáng tiếc, còn chưa kịp nếm thử, chư thần tận thế liền đột nhiên giáng lâm, sau đó hắn đầu nhập vào bên trong trận giết chóc tuyệt vọng đầy máu kia, cho đến khi kết thúc ngủ say. Thời điểm hắn vừa tới cái thế giới hỗn độn này thì đã nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là chưa kịp áp dụng. Bây giờ bọn hắn đã kéo về phù tang thần thụ, lại kích phát kích tình muốn nghiên cứu viên đan dược thiên phẩm này trong hắn. Bên trong thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên, trước mắt đã có các loại linh thụ đặc biệt vượt qua vạn năm như huyết linh bồ đề thụ, địa hoàng đào thụ, vạn độc huyết long, đại đạo linh đằng, thôn thiên yêu hoa, còn có linh thụ vượt qua mấy trăm ngàn năm như cửu khiếu thông linh thụ thế này. Bây giờ cây phù tang thần thụ này không chỉ có vượt qua vạn năm, còn có được thần tính, nhất là số lượng lớn dễ chính diễn sinh ra dễ lớn mà Khương Phàm đào trở về, cũng đều là có tuổi thọ đã càng lâu. Nếu như hắn gỡ xuống một đoạn, dựa theo đan thuật của hắn tiến hành luyện chế, thật sự là sẽ có khả năng luyện chế thành công, vô hạn tạo hóa đan. Nếu thực sự không được, hắn còn có thể ủy thác Dạ An Nhiên, mượn chút trà cây từ ngũ hành thụ của xí thiên giới, thậm chí là thần thụ thế giới nơi đó. Mà đan hoàng đặt tên cho viên đan dược kia là vô hạn tạo hóa đan, cũng là ký thác hy vọng vô cùng cao đối với viên đan dược đó. Nếu như có thể thành công, viên đan dược này không chỉ có thể có được khí tức vĩnh hằng, còn có sinh mệnh kỳ diệu càng đặc biệt, cũng có thể nói là khởi tử hồi sinh. Nếu như có thể thành công, vậy thì sẽ có thể để thương vong trong trận chiến tranh sắp bộc phát tại Thiên Khải và chiến tranh tại Thương Huyền yếu đến thấp nhất. Dù sao bọn hắn nơi này bồi dưỡng Thánh Vương Thánh Hoàng quá khó khăn, chịu không được tổn thất, mà kẻ địch phải đối mặt lại quá nhiều. Đầu tháng 1, Khương Phàm từ man hoang trở về, thế giới hỗn độn đang tiến hành bế quan tu luyện với khí thế ngất trời, hắn cũng bắt đầu luyện hóa hai con kim ô thánh hoàng, tiếp tục vững chắc và tăng thực lực lên. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại thì ở lại bên ngoài, mật thiết giám sát một ít động tĩnh của Chí Tôn Hoàng Đạo. Nếu như tình thế phát triển dựa theo mong muốn của bọn hắn,
bọn hắn sẽ thật muốn khởi xướng một trận chiến báo thù thảm liệt, vây công Quang Mang Thần Điện. Lúc này Quang Mang Thần Điện còn hoàn toàn không biết Liệp Thần Thương trong tay Khương Phàm đã khóa chặt bọn hắn. Tinh lực chủ yếu của bọn hắn đều đặt ở trên việc khôi phục thực lực, bởi vì tổn thất tại trận chiến ở Thiên Trụ Sơn quá nghiêm trọng. Thánh Vương còn sót lại 3 vị, Thánh Linh còn sót lại 5 vị. Đối với một chí tôn hoàng đạo hùng bá ở Tây Bộ Trung Vực vài vạn năm mà nói, tình huống như vậy thực sự là quá keo kiệt. Bi thảm nhất vẫn là thần tôn của bọn hắn. Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên đang chôn vùi trong hư vô tìm hắn. Tại một khắc Cửu Thiên Thần Tôn hủy diệt bản thân này, Quang Mang Thần Tôn tuyệt vọng đã dứt khoát bỏ đi cơ thể, dung nhập linh hồn vào bên trong Quang Mang Thần Kiếm. Mượn nhờ chuôi siêu cấp thần khí, Quang Mang Thần Kiếm truyền thừa từ hoang cổ đến nay này, chống đỡ đả kích chí mạng. Đây coi như là một tin tức tốt, nhưng cũng không tính là một tin tức tốt. Nói xem như tin tức tốt, chỉ thần tôn vẫn còn tính là, còn sống, cho thần điện đang bối rối mệt mỏi ăn một viên thuốc an thần. Nói không tính là tin tức tốt thì chính là linh hồn thần tôn đã bị Liệp Thần Thương đánh xuyên 2 lần, bị Cửu Thiên Thần Tôn cầm Quang Mang Thần Kiếm đánh xuyên 1 lần, đã vô cùng suy yếu. Nếu như là thời kỳ bình thường, bọn hắn cũng không phải lo lắng, cho dù hao phí 300 năm hay 100 năm từ từ khôi phục thì như thế nào. Chỉ cần thần tôn còn sống là tốt, chỉ cần thần tôn ở chỗ này là tốt. Nhưng tình thế bây giờ lại đầy nguy cơ, lửa uy hiếp đến từ Khương Phàm đã xém cả lông mày, đế tộc ngoại bộ đang ma quyền sát trưởng. Muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại thì thật phải vận dụng thần nguyên mà bọn hắn phong tồn. Ngày 11 tháng 1, tại thời điểm sứ giả Xích Thiên đến đây mời, Quang Mang Thần Tôn vừa mới lợi dụng lực lượng ánh sáng bên trong thần kiếm khôi phục linh hồn, từ bên trong gian nan rút đi ra. Bùi Tu Nghiệp đợi sau khi sứ giả Xích Thiên rời khỏi, hắn mới đi tới cấm địa của thần tôn, góp lời nói. Chuyện này, chúng ta nên duy trì. Nếu quả thật có thể diệt trừ Khương Phàm, nguy cơ hiệp ước đối với Thương Huyền cũng coi như đã qua một thời gian, thần tôn ngài cũng không cần khôi phục quá gấp. Âu Dương Mục Thiên và Bùi Tu Nghiệp đều có ý kiến giống nhau. Cửu Thiên Thần Tôn đã chết, Khương Phàm căn bản không phải là đối thủ của Xích Thiên Thần Tôn, chỉ cần Chu Thiên Thần Tôn đồng ý phó ước, Khương Phàm chắc chắn sẽ phải. Mặc dù Khương Phàm có thế giới hỗn độn, nhưng ta đoán tình huống nơi đó và xí thiên giới đều giống nhau, chỉ có thể phòng ngự, không thể tiến công, nếu không tại thời điểm tiếp ứng bọn người Khương Phàm ở thâm không lúc ấy, hoàn toàn có thể ra tay bắt giết trọng thương Chu Thiên Thần Tôn, mà không phải lựa chọn rút đi. Bùi Tu Nghiệp nói, coi như mệnh Khương Phàm cứng rắn, Thiên Lang Quan lại không thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn, lần này là ba bên chí tôn hoàng đạo chúng ta liên thủ. Hẳn là có thể trọng thương Khương Phàm cùng đám người dưới trướng hắn kia. Linh hồn của Quang Mang Thần Tôn quấn quanh Quang Mang Thần Kiếm, linh hồn phát ra ba động mông lung phiêu miểu. Xích Thiên Thần Triều có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, xác định Khương Phàm muốn động thủ tại Thiên Lang Quan? Bùi Tu Nghiệp hồi đáp. Dựa theo lời của bọn hắn nói, hẳn là tại 8 phần trở lên. Quang Mang Thần Tôn lại hỏi. Các ngươi cho là... khả năng Khương Phàm muốn dụ sát Xích Thiên Thần Tôn tại Thiên Lang Quan có mấy phần? Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên trao đổi ánh mắt, do Bùi Tu Nghiệp lên tiếng nói. Từ tình huống nắm giữ bây giờ, cùng với những gì hiểu rõ về Khương Phàm mà suy đoán, khả năng hắn muốn phục sát Xích Thiên Thần Tôn tại Thiên Lang Quan là cực lớn. Đầu tiên, khẳng định là Khương Phàm phải làm giao dịch cùng với Xích Thiên Thần Triều. Lấy tính cách của hắn cùng tình thế liên minh phức tạp bây giờ ở bên trong xí thiên giới. Hắn nhất định phải trao đổi mấy người Ngô Thiên Khải, Lan Nặc kia trở về. Cho nên, Thiên Lang Quan chắc chắn sẽ tiến hành giao dịch, đây là sự thật đã cố định. Thứ hai, dùng Chu Nguyên Bá làm mồi dụ, là cơ hội duy nhất để Khương Phàm có thể dẫn xuất siêu cấp pháo đài của Xích Thiên Hoàng Thành là Xích Thiên Thần Tôn kia. Đây cũng là cơ hội tốt để Khương Phàm có thể nắm giữ quyền chủ động, đi ứng phó với Xích Thiên Thần Tôn. Ta biết Thần Tôn ngài là đang lo lắng Xích Thiên Thần Tôn quá mạnh. Khương Phàm muốn phục sát hắn là không biết tự lượng sức mình, nhưng, Khương Phàm vừa mới vây bắt Phù Tang Thần Cung, nếu như hắn thôn phệ luyện hóa toàn bộ mấy triệu hỏa điều kia, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Kiếp này không biết Khương Phàm đã tu luyện bí thuật gì mà thực lực lại có thể kịch liệt tăng lên, mặc kệ là thánh linh cảnh, thánh vương cảnh, thậm chí là cảnh giới thánh hoàng. Phụ trợ lại gồm có hai vị thánh hoàng không gian là Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại. Lại còn có 2-3 quái vật nhân ma có thể khống chế hư không đến từ man hoang chiến tộc, một khi sinh ra phối hợp ăn ý, liền giống với ác lang vây khốn mãnh hổ,
cho dù không thể giết chết Xích Thiên Thần Tôn thì cũng có thể cắn xé hắn trồng chất vết thương. Mà thật sự mục đích của Khương Phàm, rất có thể chính là lợi dụng xương cốt máu thịt của Xích Thiên Thần Tôn, lần nữa vọt mạnh tới cảnh giới thần linh, cho dù là không thành công thì cũng có thể bảo đảm tiếp cận thần cảnh. Bùi Tu Nghiệp suy đoán, Quang Mang Thần Tôn đã bị xúc động. Đúng vậy, mục đích thật sự của Khương Phàm cũng không chỉ là báo thù, mà là bước lên thần cảnh. Âu Dương Mục Thiên do dự một lát, cũng lên tiếng nói. Mặc dù Khương Phàm vừa mới bắt lấy Phù Tang Thần Cung, đạt được rất nhiều tài nguyên, nhưng đối với những cao tầng Thánh Vương Thánh Hoàng như bọn hắn mà nói, những tài nguyên này cũng không thể tăng lên quá nhiều, cho nên thực lực tổng hợp của bọn người Khương Phàm không cần thiết phải dự đoán quá cao. Nói cách khác, bây giờ Khương Phàm không có bất kỳ cái tư cách gì để trực tiếp nghênh chiến Tổ Địa Chí Tôn Hoàng Đạo chúng ta, mà muốn thu hoạch được bảo vật như thần cốt, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dẫn xuất một vị thần tôn nào đó đi ra. Thiên Lang Quan, không thể nghi ngờ là thời cơ tuyệt hảo, cũng là cơ hội tốt duy nhất. Âu Dương Mục Thiên nói rất do dự, bởi vì hắn nhìn ra được, thần tôn là đang lo lắng Khương Phàm tìm hắn báo thù, là muốn tập kích Quang Mang Thần Điện. Bây giờ thần tôn chỉ còn linh hồn, chính là thời điểm suy yếu nhất, làm một tôn thần, luân lạc tới tình trạng này xác thực rất khó chịu, cũng không thể không đề cao cảnh giác. Vì để tránh cho khiến cho thần tôn bất mãn, Âu Dương Mục Thiên đã tranh thủ thời gian tiếp tục nói. Kỳ thật ta cảm thấy, Khương Phàm chưa chắc là nhất định phải thu thập Xích Thiên Thần Tôn, mà là hắn không thể không mau chóng trao đổi con tin, nhưng nếu đều muốn trao đổi con tin, tự nhiên sẽ nghĩ đến cơ hội đặc biệt này, cho nên thừa cơ làm cục. Mặc kệ cuối cùng có thể thành công hay không, khẳng định là có thể trọng thương Xích Thiên Thần Tôn, cũng có thể sưu tập được số lượng lớn thần cốt thần huyết từ nơi đó. Bùi Tu Nghiệp có ý kiến là Khương Phàm đang dùng trăm phương ngàn kế, muốn vây bắt Xích Thiên Thần Tôn, Âu Dương Mục Thiên thì lại có ý kiến là Khương Phàm đang mượn cơ hội làm việc, thuận thế làm cục. Nhưng bất luận là ai thì cũng đều có mấy phần đạo lý của người đó, cũng đều phán định khẳng định là Khương Phàm muốn làm cục tại Thiên Lang Quan. Chuyện này cũng đã bỏ đi lo lắng trong lòng Quang Mang Thần Tôn. Bây giờ Quang Mang Thần Tôn đang rất suy yếu, trước nay chưa từng có. Suy yếu đến mức để hắn rất cảnh giác, rất đa nghi, hắn thậm chí còn cảm giác thái độ của Bùi Tu Nghiệp đối với hắn đều không có kính trọng như thường ngày nữa. Bùi Tiêu và Âu Dương Giật Phong đột phá còn thuận lợi không? Linh hồn Quang Mang Thần Tôn ba động. Bùi Tiêu vẫn được, đã bắt đầu đột phá, còn tình huống của Âu Dương Giật Phong. Linh Văn còn không có biến đổi, còn cần tiếp tục cung cấp tài nguyên cưỡng ép cứng rắn đẩy. Bùi Tu Nghiệp hồi đáp. Quang Mang Thần Tôn của bọn hắn đều giống như Xích Thiên Thần Triều và Chu Thiên Thần Điện, cũng đã bắt đầu vận dụng thần vật phong tồn ở trong tổ từ, dùng cho thời kỳ sinh tử tồn vong. Chọn lấy hai vị có thiên phú mạnh nhất bên trong ba vị Thánh Vương. Bọn người Bùi Tiêu chưa từng nghĩ tới mình có thể đi đến cảnh giới Thánh Hoàng, cho nên sau khi đạt được tài nguyên, bọn hắn cũng đã bắt đầu cuồng nhiệt bế quan. Nhưng muốn tiến đến Thánh Hoàng là chuyện khó khăn đến cỡ nào, cho dù là dùng thần vật đẩy mạnh. Cho dù bọn hắn đều là linh văn cực mạnh của thế gian, đều không phải thành công 100%. Ngoại trừ hai vị thánh hoàng gia, năm vị thánh linh cũng đều muốn đẩy lên cảnh giới thánh vương, có 10 vị bán thánh khác, phải vào thánh linh. Loại bồi dưỡng cưỡng ép cứng rắn đẩy này, đối với tài nguyên là tiêu hao rất nhiều, bọn người Bùi Tu Nghiệp đều đã không phải là thịt đau, mà là lá gan rung động. Nhưng, mối uy hiếp đến từ Khương Phàm lại càng lúc càng lớn. Nguy cơ đến từ đế tộc thì đã gần ngay trước mắt, bọn hắn không thể không dùng phương thức gần như dã man cùng điên cuồng này, dùng phương thức hao hết nội tình này, nhanh chóng tăng thực lực tổng hợp lên. Dựa theo lời của Âu Dương Mục Thiên, bây giờ không cần, chẳng lẽ chờ cho kẻ địch dùng sao? Quang Mang Thần Tôn nói, ta cần thần nguyên, chuẩn bị xong chưa? Cái gọi là thần nguyên, là trước khi thần linh chết bình thường, dùng đan dược quý giá, cưỡng ép tăng trạng thái lên tới trạng thái hoàn mỹ. Sau đó dung hợp năng lượng, tam hải, tức là ý thức hải, huyết hải, khí hải, cũng do thần hồn làm dẫn, tạo nên có được thần nguyên, tỷ lệ tạo thần. Thần nguyên, tương đương với kết tinh một sau khi thần cô đọng bản thân. Nhưng, cũng không phải là mỗi vị thần tôn đều nguyện ý vô tư nguy hiểm như thế. Bởi vì sau khi thần linh bình thường chết, bởi vì năng lượng quá cường hãn, có thể sẽ ảnh hưởng đến luân hồi, cho nên thời điểm đầu thai làm người. Rất có thể sẽ trực tiếp thức tỉnh Thánh Vương Linh Văn, hoặc là có được thể chất đặc biệt. Kiếp sau nhất định sẽ rất huy hoàng, rất đặc sắc, cũng còn có thể trở thành người trên người.
mà sau khi tế hiến bản thân, chẳng khác nào thả ra tất cả thần tính của mình, khi vào luân hồi thì cũng không khác gì người bình thường, đầu thai làm người là biến thành người bình thường, hay là thức tỉnh dạng linh văn gì, tất cả đều là phó thác cho trời. Thậm chí, sau khi bản thân tế hiến ngay cả luân hồi đều rất khó hoàn thành, cho nên mạnh như hoàng đạo 30.000 năm là quang mang thần điện như thế này, truyền thừa đến nay đều chỉ có một vị thần tôn cam nguyện tế hiến mình. Những thần tôn khác sau khi chết cũng chỉ là để lại di cốt và huyết nhục, thông qua phương thức dung luyện đặc thù, tạo thành linh tủy thần cốt, cùng máu thần dương, một thần linh được dung luyện cũng chỉ là 5 khối linh tủy và 5 viên dương huyết. Nhưng linh tủy thần cốt cùng máu thần dương đều có thần uy phi phàm cực độ. Linh tủy thần cốt bình thường là ở lại trong tổ từ, hoặc là dùng trên pháp trận. Máu thần dương thì là dùng để bồi dưỡng thánh hoàng cho hậu thế, hoặc là thôi hóa thành thần. Thần nguyên đã chuẩn bị tốt. Lúc Bùi Tu Nghiệp nói chuyện lại là cúi đầu nắm chặt tay, bởi vì hắn không muốn để cho hồn phách thần tôn phát giác được sự dị thường của hắn. Thần nguyên, một viên truyền thừa còn sót lại duy nhất trong 30.000 năm của quang mang thần điện, có thể cưỡng ép tạo nên thần linh. Nếu như giao cho mình, hắn sẽ có hy vọng bước thẳng tới thần linh cảnh. Muốn nói không động tâm, chính hắn đều không tin. Nhưng, coi như thần tôn còn sống, hắn cũng không dám lỗ mãng. Mà, nếu như hồn phách thần tôn dung hợp thần nguyên, là có thể 100% tái tạo huyết nhục. Mà nếu như hắn dùng, chỉ có thể là có một ít tỷ lệ thành thần, cũng không phải là tuyệt đối. Cho nên, nếu như muốn thần nguyên vận dụng, chỉ có thể giao cho thần tôn. Quang mang thần tôn lại hỏi. 9 viên linh tủy thần cốt, toàn bộ phong phú đến trong pháp trận rồi. Bùi Tu Nghiệp hất ra tạp niệm, hồi đáp. Dựa theo phân phó của ngài, thần cốt linh tủy, bảo cốt thánh hoàng, bảo cốt thánh vương, còn có bảo cốt còn lại của thánh linh, toàn bộ đều được bỏ vào. Vào thời điểm dĩ vãng, trong pháp trận thần điện chỉ có 2 viên linh tủy thần cốt, trong pháp trận ở Thiên Khải Hoàng Thành cũng đều là 3 khối. Pháp trận chủ yếu là lấy bảo cốt thánh vương cùng thánh hoàng làm chủ. Nhưng bây giờ, lại điều động toàn bộ máu thần dương cùng một bộ phận linh tủy thần cốt để mà kích phát linh văn cùng huyết mạch ra, toàn bộ tinh thần điện còn thừa lại 9 viên linh tủy thần cốt toàn bộ đều đã ép đến trên pháp trận, tổng số các bảo cốt thánh hoàng khác còn lại có 22 khối, bảo cốt thánh vương có 43 khối. Đây là hoàn toàn móc giống nội tình thần điện, không để ý hậu thế phát triển, tập kết toàn bộ tài nguyên. Ngoài ra càng có mấy trăm vạn viên linh thạch năng lượng, số lượng lớn vũ khí trấn thủ. Lớp bảo vệ không thể phá vỡ, tại tòa quang mang thần điện biến thành pháo đài chân chính. Ánh sáng thần tôn an bài nói. Nếu tất cả đã an bài xong, các ngươi đều chỉnh đốn, chuẩn bị đến Xích Thiên Thần Triều trợ giúp. Chúng ta, ý của thần tôn là, chúng ta đều phải đi qua. Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Quang mang thần tôn của bọn hắn đã bị thương nghiêm trọng nhất, chỉ cần phái một vị thánh hoàng đỉnh phong đi qua, cũng đủ để hiển lộ rõ ràng thái độ của mình, Xích Thiên Thần Triều cùng Chu Thiên Thần Điện cũng sẽ không nói cái gì. Nếu quả thật Khương Phàm muốn tính kế Xích Thiên Thần Tôn, khẳng định không chỉ là thực lực chúng ta có thể tưởng tượng đến kia. Ví dụ như con thái thản cự mãng với cảnh giới thánh linh kia, trước đó chưa từng xuất hiện qua, rất có thể là thế giới hỗn độn, bên trong hoàn cảnh đặc biệt như thế. Không bài trừ khả năng có khác thánh vương thánh hoàng. Diệt trừ Khương Phàm, không chỉ là nghĩa vụ của Xích Thiên Thần Triều, cũng là trách nhiệm của tất cả chí tôn hoàng đạo chúng ta. Nếu đã có cơ hội cùng chính diện đối quyết với Khương Phàm, vậy thì không nên để Xích Thiên Thần Triều đối mặt một mình. Chờ sau khi Bùi Tiêu cùng Âu Dương Giật Phong đột phá, các ngươi phải mau chóng đi qua. Bùi Tiêu mang theo Thiên Phạt Kiếm, Âu Dương Giật Phong mang theo Quyền Trượng Thiên Tôn, toàn lực ứng phó đánh cho ta. Nhưng nếu như nổi lên chuyện ngoài ý muốn, các ngươi phải dùng hết tất cả khả năng bứt ra, tuyệt đối không thể vứt bỏ Thiên Phạt Kiếm hay Thiên Tôn Quyền Trượng. Lĩnh mệnh. Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên cung kính lĩnh mệnh. Chờ Bùi Tiêu bọn hắn đều đột phá, trong thần điện còn có thể có 2 vị thánh hoàng, 6 vị thánh vương, 10 vị thánh linh, phụ trợ thập tam trọng pháp trận, so với thần tôn cùng quang mang thần kiếm, năng lượng phòng ngự hẳn là có thể bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Mà, Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên đều mơ hồ đoán được, thần tôn đây là đang đề phòng bọn hắn 2 lão thánh hoàng đây. Bây giờ thần tôn chỉ là hồn phách có, muốn dung hợp thần nguyên tái tạo thân thể, không chỉ cần phải đầy đủ thời gian, càng không cho phép được xảy ra bất kỳ sơ thất nào, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại.
Cho nên thần tôn muốn dùng cách này, bỏ lại hai vị lão thánh hoàng bọn hắn. Đây là khả năng là bọn hắn quá lo lắng, nhưng thần tôn tự mình an bài, bọn hắn chỉ có thể nghe theo. Nếu như cưỡng ép lưu lại, ngược lại dễ dàng gây nên hiểu lầm đối với thần tôn. Thời điểm Đại Quang mang thần điện bí mật liên hệ Chu Thiên thần điện, Chu Thiên thần tôn đã tỏ thái độ là sẽ không rời khỏi thần điện của hắn. Trên chiến trường tại Thiên Trụ Sơn, đầu tiên hắn là bị đánh xuyên đầu, sau đó lại là bị xỏ xuyên trái tim, không thể nghi ngờ là đã bị trọng thương, vừa trở về lại bị nổ một cái rách dưới. Sau khi lâm vào cuồng bạo, hắn không để ý tiêu hao mà điên cuồng phóng thích thần lực, để hắn bỏ ra cái giá cực kỳ nghiêm trọng. Tình huống bây giờ kém xa thời kỳ đỉnh phong 1/3. Cần lợi dụng máu thần dương phong tồn trong tổ từ thần điện để tái tạo trái tim, càng cần hơn linh tủy thần cốt tái tạo đầu và tay cụt. Sau khi Thánh Hoàng Tần Thế Võ thảo luận cùng Loan Đình, cũng có khuynh hướng cho rằng Khương Phàm đúng là muốn lợi dụng cơ hội trao đổi con tin, phục kích Xích Thiên Thần Tôn, cho nên bọn hắn nguyện ý xuất động Loan Đình cùng một vị tân tấn Thánh Hoàng nào đó. Còn Thần Tôn, đương nhiên là ở lại nơi này tiếp tục điều dưỡng, dùng hết khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng, khi Quang Mang Thần Điện đến đây liên hệ lần thứ hai, bọn hắn lại tỏ thái độ Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên đều sẽ đích thân đến Tây Cương Xích Thiên. Ý vị này cho thấy Quang Mang Thần Điện rất coi trọng trận phản kích này, cũng không đơn giản chỉ là phối hợp với Xích Thiên, mà là muốn toàn lực ứng phó nghênh chiến xí thiên giới. Nếu đã như vậy, Chu Thiên Thần Tôn vẫn nên ở lại tiếp tục tĩnh dưỡng, Tần Thế Võ, Loan Đình đều bồi tiếp đi qua. Nếu như đến lúc đó hai vị Thánh Hoàng đang được bồi dưỡng có thể đột phá, dù là chỉ là một vị, cũng đều sẽ dẫn đi. Chỉ cần Thần Tôn tự mình tọa chấn, có Thánh Hoàng hay không cũng không đáng kể. Không phải Khương Phàm muốn dùng chiến thuật biển người vây công Xích Thiên Thần Tôn sao? Bọn hắn sẽ kiềm chế Thánh Hoàng dưới trướng hắn lại. Nhìn xem Khương Phàm còn lấy cái gì để vây bắt. Chỉ cần không có quá nhiều Thánh Hoàng quấy nhiễu Xích Thiên Thần Tôn, nói không chừng Xích Thiên Thần Tôn còn có thể bắt giết Khương Phàm. Lấy thực lực cường hãn của Xích Thiên Thần Tôn, cho dù là cuối cùng Khương Phàm có chạy đến cái thế giới hỗn độn gì kia, thì Xích Thiên Thần Tôn cũng có thể giết đến, đẩy ra ngoài. Cuối tháng 1, Quang Mang Thần Điện cùng Chu Thiên Thần Điện liên tiếp phản hồi tin tức đã cổ vũ Xích Thiên Thần Triều cực lớn. 5 vị, thậm chí là 6 vị Thánh Hoàng đã gấp rút tiếp viện, còn có 4 cường giả đều là Thánh Hoàng Đỉnh Phong cùng tiếp cận Thánh Hoàng Đỉnh Phong, nhất định có thể kiềm chế xí thiên giới cùng man hoang chiến tộc lại. Mặc dù Chu Thiên Thần Tôn không nguyện ý tự mình phó chiến, nhưng có thể làm được duy trì như thế này đã là rất hiếm thấy. Xích Thiên Thần Triều đã bắt đầu gia tăng tốc độ bố trí. Chờ mong có thể đánh một trận chiến phản kích đặc sắc tại Thiên Lang Quan. Biến cố duy nhất chỉ là, bọn hắn tìm không thấy thiên cực giới. Tìm không thấy thiên cực giới, cũng mang ý nghĩa không lấy thụ yêu kia trở về được. Để bảo đảm lần phản kích này có thể thuận lợi hoàn thành, không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì, Xích Thiên Thần Tôn đã thân lệnh tiếp tục tìm kiếm, tìm tới khi nào được mới thôi. Thời gian yên lặng trôi qua. Tại thời điểm Chí Tôn Hoàng Đạo đang bí mật tiến hành chuẩn bị chiến tranh, Tổ Sơn cũng không quên tuyên cáo Khương Phàm có mục đích cố ý kết thúc nội chiến, và Chí Tôn Hoàng Đạo bọn họ đều có thái độ do dự với 11 khu an toàn, trong lúc vô hình đã bắt đầu ảnh hưởng đến tâm thái dân chúng trong khu vực an toàn. Lý Quân Giao còn bí mật khởi xướng, hành động gió mạnh, đã an bài số lượng lớn ám tuyến trong các vùng an toàn, tức thời chỉ dẫn dư luận, kích động cảm xúc. Dù sao những gì dân chúng bình thường hiểu về bên ngoài vẫn là có giới hạn, chuyện nghị luận lại càng dễ bị cổ động, cho nên các ám tuyến liền xung lên làm, sứ giả hướng gió. Ví dụ như, Tuyên Dương thành tựu Khương Phàm lấy được, cùng sự tích anh hùng đại biểu Thương Huyền chinh chiến thiên khải ở kiếp trước nhiều hơn, thay đổi bọn hắn đối với Khương Phàm một ít nhận biết. Ví dụ như, giải thích mục đích Cửu Thiên Thần Giáo bí mật liên hợp Khương Phàm, nhưng thật ra đang tán thành thân phận chủ nhân Thương Huyền của Khương Phàm. Nguyện ý đi cùng Vạn Thế Thần Triều trọng chỉnh cách cục Thương Huyền. Ví dụ như, Khương Phàm lặp đi lặp lại đạt được pháo đài không gian thần bí, cũng là ban ân của ông trời đối với Khương Phàm, là đang trợ giúp Khương Phàm trọng chỉnh Thương Huyền. Lại ví dụ như, Khương Phàm đã từng bí mật đến đỡ tất cả thánh địa, ý tại sau khi Thương Huyền bộc phát nội loạn, để thánh địa có đầy đủ thực lực bảo hộ dân chúng. Tóm lại, theo số lượng ám tuyến gia tăng gấp bội, Lý Quân Giao đã bắt đầu dần dần chỉ dẫn dân ý ở khu an toàn theo hướng gió. Theo số lượng người trong khu vực an toàn tị nạn không ngừng gia tăng,
loại hướng gió này nhất định sẽ bắt đầu sinh ra ảnh hưởng rõ ràng mà có lợi đối với thương sinh tạo hóa của Khương Phàm. Tại thời điểm mà ý nguyện dân chúng đã khuynh hướng toàn diện đến Khương Phàm, bọn họ lại công khai mật ước của đế tộc ra, hết chuyện này lại tới chuyện kia ập tới kích thích, hình tượng của Khương Phàm đã có thể cao lớn hơn trong nháy mắt. Thế giới hỗn độn. Sau khi Khương Phàm luyện hóa hoàn chỉnh hai bộ Kim Ô Thái Tổ và thôn vệ Đại Xích Thiên Hỏa, cảnh giới xác thực đã xuất hiện đột phá. Hai con Kim Ô này không chỉ là thánh hoàng, càng quan trọng hơn là rất phù hợp với linh văn của Khương Phàm, thuận tiện còn kích phát thực lực của vạn vật nguyên hỏa. Đầu tiên là đầu của Chu Thiên Thần Tôn, sau đó lại là hai Kim Ô Thái Tổ, cảnh giới của Khương Phàm bây giờ hẳn là thuộc về vấn đề cảnh giới thánh hoàng cao giai. Mạnh hơn chính là thánh hoàng đỉnh phong, trước khi thành thần cần quá độ lớn trọn vẹn thánh hoàng. Tại thời kỳ liên tục bế quan này, trước đó Hàn Ngạo nhận được Thánh Vương Cự Long kích phát mà tới gần Thánh Linh đã đột phá trước nhất, chính thức bước lên Thánh Linh cảnh. Tiếp theo chính là Lý Dần. Hắn có thể thuận lợi đột phá, không chỉ là được những tài nguyên kia trồng chất, cũng là bởi vì cái khiên do Đại Lục thứ 10 rèn luyện mà thành đã nhận năng lượng hỗn độn của thế giới ngũ hành kích phát. Phượng Bảo Nam là người thứ 3 tiến đến Thánh Linh. Chuyện này chủ yếu là nhờ vào tinh khí cỏ cây đặc biệt bên trong thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên liên tục tẩm bổ, để cho hắn đặt xuống nền móng vững chắc. Sau đó lại là Cơ Lăng Huyên, nhà đầu thật mạnh này lại điên cuồng khế ước với 9 con Hoàng Kim Nghĩ. Hoàng Kim Nghĩ tùy ý rong chơi bên trong mỏ kim loại địa mạch tại thế giới hỗn độn, gặm ăn các loại kim loại hiếm thấy, thai nghén tinh kim, cung cấp cho Cơ Lăng Huyên tài nguyên dư thừa. Cơ Lăng Huyên tu luyện làm ít công to, thuận lợi bước lên Thánh Linh cảnh. Tiếp theo lại chính là Khương Bân, Tiêu Phượng Ngô, Kiều Linh Vận, Thương Hàn Nguyệt, cùng cuồng nhân tu luyện, du cảnh chiến, tất cả đều thuận lợi bước lên Thánh Linh cảnh. Ngoài ra còn có Tịch Nhan vẫn đang yên lặng tu luyện, cũng thông qua những tài nguyên từ hình phù đồ kia mà yên lặng tiến vào Thánh Linh cảnh. Duy chỉ có Yến Khinh Vũ bởi vì cảnh giới trước đó kém quá xa, tại thời điểm tất cả mọi người tiến vào Thánh Linh cảnh, nàng chỉ đột phá đến Niết Bàn Cửu Trọng Thiên. Liên tiếp đột phá Thánh Linh đã đề chấn bầu không khí trong thế giới hỗn độn cực lớn, mặc dù mỗi người đi đến cảnh giới Thánh Linh đều không phải là kẻ yếu, nhưng đám người Hàn Ngạo này quá đặc biệt. Không phải người mang hỗn thiên linh bảo cấp thần binh, chính là đạt được linh nguyên thần cấp tôi thể, bọn hắn có thể nói là đột phá đến Thánh Linh liền có thể hình thành sức chiến đấu cực mạnh, mà tiềm lực tương lai lại càng lớn, cơ hồ đều có thể dự định cảnh giới Thánh Vương, về phần có thể đến Thánh Hoàng hay không, vậy phải xem mệnh. Bọn hắn đột phá, cũng làm cho thực lực tổng hợp mạnh hơn trận chiến tranh tại Thiên Trụ Sơn trước đó. Thánh Hoàng, Khương Phàm, Đông Hoàng Càn, Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua, Đông Hoàng Toại, Địa Ma Thụ đang ngủ say. Thánh Vương, Đan Hoàng, Hồng Hoang Thiên Long, Đại Vương, Khương Diễm, Bạch Tai, Thiên Hồ Thánh Vương, Thái Âm Thiên Hồ, Triệu Thời Việt, Ngưu Chính Nguyên, Kim Hống, Đông Hoàng Trấn Nguyên, Lan Độ, Lan Thần, Lan Diệu Tinh, Khổng Tước Thánh Vương, Lỗ Tù, Tân Tấn Thánh Vương, Lỗ Lạc. Cảnh giới Thánh Linh, Đông Hoàng Như Ảnh, Khương Bá, Kiều Hinh, Lan Quỳ, vân vân. Vượt qua 40 vị. Cùng ngày sau thời điểm đột phá đến cảnh giới Thánh Vương, bên trong thế giới hỗn độn lại lần nữa oanh động. Trong nhóm Đại Xích Hỏa Nha, đã có con đầu tiên kích phát huyết mạch, biến đổi mà thành Kim Ô, cũng thuận lợi thành khế ước thú mới với Thiên Hậu, còn được Thiên Hậu đặc biệt chiếu cố, thử kích phát tổ mạch. Sau Đằng Xà, Kim Hống, Côn Bằng, đây cũng là con yêu thú thứ tư bên trong cấp bậc 12 yêu tổ. Vui mừng nhất thuộc về Hỏa Kỳ Lân. Đầu tiên là được Thiên Hậu kích phát huyết mạch, sau đó lại được Thiên Hậu luyện hóa Hồng Hoang Chí Tôn cốt tiếp tục kích thích, tiếp theo lại tắm rửa bên trong năng lượng hỗn độn đang cuộn trào, tham lam hấp thu năng lượng ngũ hành, đã đưa tới huyết mạch dị biến chiều sâu, đầu tiên là tiến tới cảnh giới Thánh Vương. Tiếp đó xung quanh cái cổ đã bắt đầu xuất hiện, viên thịt, bên trong bắt đầu ngưng tụ mấy thú nguyên kim, mộc, thủy, thổ. Chuyện này có nghĩa là Hỏa Kỳ Lân đã bắt đầu biến đổi đến Mặc Kỳ Lân. Từ khi nó chính thức gia nhập trận doanh của Khương Phàm đến bây giờ cũng chỉ mới 15 tháng mà thôi. Mặc Kỳ Lân sắp thành hình, Tổ Kỳ Lân còn xa sao? Chỉ với tiềm lực bây giờ mà nói, Thiên Hậu đã chỉ hành như tiền thế. Sau khi Khương Phàm từ chỗ Na Yêu ở ra ngoài, lại đụng phải Đông Hoàng Càn. Ta biết ngay là ngươi đang ở chỗ này. Đông Hoàng Càn với tóc hoa râm, nhưng tinh thần sáng láng, hai con ngươi bắn ra tinh mang, khí thế thịnh long. Nói nhỏ chút, hai tử vừa nằm ngủ.
Khương Phàm quay đầu quan sát phòng trúc trong u cốc. Na Yêu không phải người ngu, chậm chạp không gặp được Chu Thanh Thọ, nàng đã đoán được đã xảy ra vấn đề, Uyển Nhi và các nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể nói rõ sự thật. Cũng may Na Yêu rất kiên cường, sau khi vượt qua một đoạn tuyệt vọng sụp đổ, nàng đã từ từ điều chỉnh lại. Đáng yêu không? Tiểu nữ hài nhi, mũm mím hồng hồng béo múp míp, đáng yêu. Ngươi không đích thân tạo một đứa. Khương Phàm kéo khóe mắt ra. Nói chuyện chính. Đây cũng không phải là chính sự sao. Ta nói ngươi giả bộ làm người đứng đắn cái gì. Bó lớn nữ tử bày ở trước mặt ngươi, vậy mà ngươi đều không động vào. Rõ ràng chính là sói đầu đàn, còn không phải khi dê. Đời trước thê thiếp thành đàn, chơi quên cả trời đất, đời này cải tà quy chính rồi. Chớ vì già không tuân theo, chú ý một chút hình tượng. Đừng kéo những lý do này với ta, như ảnh nhà chúng ta kém đám nữ tử kia của ngươi sao. Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn khí chất có khí chất, loại ngạnh hán như ngươi đây, chẳng phải ưa thích cao lạnh à, như ảnh không ở cùng ngươi ý. Làm sao, lạnh quá mức, đông lạnh ngươi rồi. Đừng nói với ta ngươi không có thời gian, ngươi ba ngày đều chạy tới trong ổ hồ ly kia, chui đến kiểu ra, ngẫu nhiên còn kéo lấy Dạ An Nhiên làm trận giã chiến, ngươi tùy tiện rút ra thời gian nửa ngày, trêu đùa như ảnh, nàng đều có thể. Ngươi cầm miệng cho ta đi. Lão già xấu xa ngươi dám sát ta. Khương Phàm trừng to mắt, căm tức nhìn Đông Hoàng Càn. Ta đang tuân theo di niệm của thần tôn, dám sát chuyện tiến triển. Họ Khương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lên điểm tâm cho ta, từ hôm nay trở đi, nếu như ngươi để nha đầu như ảnh ở đó không đi hầu hạ, lại đi cùng Hồ Ly, Kiều Hinh và Dạ An Nhiên, coi chừng ta xem chiến ở hiện trường. Ai nha, cái lão già ngươi. Khương Phàm vừa muốn tức giận la mắng, Du Cảnh Chiến lại mang theo muội muội Du Niệm An U Mộng tới đây thăm tiểu hài nhi, hai người tranh thủ thời gian chỉnh lại vạt áo, khôi phục tư thái tôn quý vĩ ngạn. Nghị công tử, Niệm An chậm rãi hành lễ, xấu hổ cười nhẹ nhàng. Niệm An đến gặp hài tử sao? Vừa ngủ rồi. Vài ngày trước không tiện tới, bây giờ nghe nói gần đây tâm tình Na Yêu muội muội tốt hơn chút, ta lôi kéo ca ca đến xem. Vừa hay người không nhiều, chỉ có mấy người Lâm Nam các nàng bồi tiếp, mau đi đi. Niệm An hành lễ lần nữa, sau đó cùng ca ca Du Cảnh Chiến đi tới sơn cốc. Khương Phàm nhìn bóng lưng Niệm An thướt tha dịu dàng, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Đầu tiên là an dưỡng tại thánh địa, sau đó lại nhập xí thiên giới chiếu cố ca ca, Niệm An từng bước một lui đi một thân phong trần, quên đoạn thời gian hắc ám kia, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp giống như giấc mơ đối với nàng. Có thể nhìn thấy Du Cảnh Chiến càng ngày càng mạnh, nhìn thấy Niệm An càng ngày càng hạnh phúc, cảm giác áy náy trong lòng Khương Phàm cũng đã ít đi mấy phần. Trong mắt đều chừng muốn rớt ra rồi, lại nhìn nữa ta móc ra cho ngươi. Giọng Đông Hoàng càng hung ác kéo Khương Phàm về hiện thực. Có việc thì nói, không có việc gì xéo đi. Khương Phàm buồn bực im lặng. Ta thật không rõ, ngươi thấy những nữ tử khác đều hận không thể nhào tới. Nhìn thấy như ảnh chúng ta làm sao lại không có cảm giác? Ngươi là cố ý giả thâm trầm, hay là chờ nàng chủ động ôm ấp yêu thương? Cút ngay! Dừng lại, ta muốn nói chính sự với ngươi. Chúng ta phát hiện vấn đề ở Lưu Hòa Thành tại Xích Thiên Tây Cương, mặc dù không xác định, nhưng căn cứ tình huống có được mà dự đoán, hẳn là nơi đó đang bố trí pháp trận. Lưu Hòa Thành ở vị trí nào? Khương Phàm hiểu rất rõ Xích Thiên Thần Triều. Nhưng nhất thời lại không nhớ nổi có một chỗ như vậy. Lưu Hòa Thành vừa thành lập 200 năm trước, không phải thành thị quan trọng, cách Thiên Lang Quan cũng xa xôi, mới đầu không có trong phạm vi giám sát của chúng ta, nhưng chậm chạp không thấy thành trấn quan trọng khác có hành động. Đông Hoàng Toại đã bắt đầu điều tra toàn diện Tây Cương, mấy ngày trước đã phát giác được vấn đề từ nơi đó. Lưu Hòa Thành cách Thiên Lang Quan bao xa? Thẳng 2.700 dặm, nếu như là Thánh Hoàng, lại dựa vào vũ khí đặc thù. Cực hạn hẳn là có thể bảo đảm một giờ thì có thể đến Thiên Lang Quan. Nếu có tinh thần hoặc là võ giả không gian phụ trợ, còn có thể càng nhanh hơn. Bọn hắn hẳn là đang bố trí pháp trận che giấu năng lượng. Khương Phàm hài lòng cười, Xích Thiên đã đuổi kịp ý nghĩ của hắn, trong này chắc chắn là có công lao của Chu Diễm. Cụ thể không rõ ràng, nhưng trong này làm vô cùng bí ẩn. Quang Mang Thần Điện và Chu Thiên Thần Điện đâu? Nơi đó rất an tĩnh. Không có phát hiện có Thánh Hoàng hay Thánh Vương rời khỏi. Đông Hoàng Càn lắc đầu, rất bất đắc dĩ. Không phải cường độ giám sát của bọn hắn không đủ,
mà là Quang Mang Thần Điện và Chu Thiên Thần Điện đều ra sức đề phòng võ giả không gian. Mà hai đại chí tôn hoàng đạo đều xây dựng lãnh địa vài vạn năm của riêng mình, khẳng định có lối đi bí mật, hẳn là thông qua nơi đó để ra vào. Khương Phàm ngược lại rất hài lòng. Cố hết sức điều tra, nhưng tuyệt đối không được để bại lộ tung tích, chúng ta chủ yếu là cho bọn hắn hình thành giả tượng muốn tiến công Xích Thiên Thần Triều. Nếu như Quang Mang Thần Điện không tiếp viện Xích Thiên, toàn bộ lực lượng đều sẽ núp ở trong thần điện, lấy thực lực của chúng ta thật chưa hẳn có thể công phá. Điểm ấy ngươi và ta đều rất rõ ràng. Đông Hoàng Càn nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm, hệ thống phòng ngự của bất kỳ chí tôn hoàng đạo nào cũng đều là cực kỳ kiên cố, nhất là lúc mà bọn hắn đang kéo dài tạo nên cường giả, rất có thể sẽ đều điều động tài nguyên trong tổ tự đi ra. Tương đương như bộc phát toàn diện nội tình vài vạn năm, nguồn năng lượng kia căn bản là không thể nào thông qua tưởng tượng để dự đoán được, bởi vì ngươi cũng không xác định bọn hắn đã giữ bao nhiêu bảo vật, tăng lên bao nhiêu bí mật pháp trận trong hơn 2 vạn năm. Ngươi có ý gì? Đã sắp bắt đầu, ngươi thay đổi chủ ý. Ta thật sự sợ Quang Mang Thần Tôn còn sống. Nếu như trong tổ tự Quang Mang Thần Điện còn phong tồn thần nguyên, lúc nào hắn cũng có thể khôi phục. Lúc ấy cơ thể Quang Mang Thần Tôn đã rách dưới, không gánh được Cửu Thiên Thần Tôn hủy diệt bản thân. Nếu như ngay cả hắn đều không hủy diệt được, Cửu Thiên Thần Tôn chịu chết còn có ý nghĩa gì? Hy vọng có thể còn sống sót duy nhất của Quang Mang Thần Tôn, chính là tế dâng cho Quang Mang Thần Kiếm. Nhưng lúc đó hẳn là hắn cũng không có thời gian làm như vậy, coi như làm được, cũng có thể là bỏ ra cái giá cực lớn. Hắn muốn dung hợp thần nguyên thì cần điều trị linh hồn sau đó mới dùng được, mà quá trình dung hợp lại dài đằng đẵng, cũng không phải nói thành công liền thành công. Cho nên, để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, chúng ta định khởi xướng tiến công vào cuối tháng 2. Sau khi nói xong Khương Phàm lại nghiêm túc nhắc nhở Đông Hoàng Càn. Chúng ta không thể nào ngờ tới mọi chuyện, đoán ra mọi chuyện, bất kỳ trận chiến tranh nào chỉ cần có thể nhìn thấy 6 phần phần thắng thì đã có thể mạo hiểm nếm thử. Còn lại 4 phần, 1 phần nhìn chiến thuật, 1 phần nhìn khí thế, 1 phần nhìn ứng biến, 1 phần giao cho ý trời. Ý của ta là, ngươi không thể nói chuyện cùng thần thụ thế giới, để thế giới hỗn độn trực tiếp đụng vào. Ta đã vấn an xong nhưng, An Nhiên nói 3 vạn năm trước thế giới hỗn độn đã bị một lần trọng thương, suýt nữa đã chôn vùi, hơn một nửa huyết mạch thượng cổ còn sót lại đã bị đánh chết. Từ đó về sau, ngũ hành thần thụ đã bắt đầu suy yếu, hệ thống phòng ngự của thế giới hỗn độn không còn ổn định, mặc dù thả ra khí thế vẫn rất khủng bố, năng lượng hỗn độn nội bộ cũng rất mạnh, nhưng thật sự không thích hợp để chiến đấu. Thế công như phù tang thần thụ, thế giới hỗn độn có thể chống đỡ được, nhưng ngươi muốn trực tiếp liều mạng cùng hệ thống phòng ngự của Quang Mang Thần Điện. Cũng không phải nói sẽ đụng hư thế giới hỗn độn, nhưng khẳng định là bị chịu ảnh hưởng. Sau đó thì sao? Các đế tộc liên hợp xâm lấn Thương Huyền, chúng ta nơi này nhất định hấp dẫn lực chú ý chủ yếu, đến lúc đó tránh không được cần nhờ thế giới hỗn độn ngạnh kháng. Bây giờ bắt đầu đã tấp nập bị thương, sau này thời gian chống cự bị sẽ giảm bớt. Cho nên bây giờ có thể không cần, vẫn là đừng dùng. Mà thần thụ thế giới bây giờ chỉ muốn an ổn sống lâu chút, chứng kiến bình yên thế giới ngũ hành trưởng thành. Cho nên, chúng ta có thể sinh hoạt ở nơi này, chống cự một ít xâm nhập, phải biết đủ, không nên quá nhiều yêu cầu. Nếu như không có thế giới hỗn độn phụ trợ, người phải chuẩn bị sẵn sàng. Quang Mang Thần Điện nhất định sẽ đánh rất ác liệt, không tốt đánh. Đông Hoàng Càn nghiêm túc nhắc nhở. Sau đó vặn vẹo không gian rời khỏi. Khương Phàm yên lặng đứng nguyên tại chỗ một lát, lại lắc đầu. Từ sau khi Cửu Thiên Thần Tôn qua đời, lão tiểu tử này giống như đã thay đổi đi rất nhiều, mặc dù ngoài mặt vẫn thô cuồng táo bạo, không che đậy miệng, nhưng làm chuyện đều rõ ràng chững chạc hơn chút. Hắn là đệ tử thân truyền duy nhất của Cửu Thiên thần tôn được chút xuống tâm huyết cùng yêu mến suốt đời của mình. Trước đó khi còn có thần tôn, bất luận hắn làm cái gì cũng đều không sợ hãi, dù là năm đó bị long tộc truy sát, bị ma tộc nhốt, thì hắn cũng đều ngẩng đầu ưỡn ngực, bởi vì hắn biết toàn thiên khải đều kiêng kỵ sư phụ hắn càng sẽ dốc hết khả năng cứu hắn trở về. Thần tôn qua đời, đối với hắn mà nói không chỉ là thất lạc tình cảm cùng sự đau đớn, càng quan trọng hơn là phía sau không có chỗ dựa vào. Sẽ không có người nào lại bảo hộ hắn, sẽ không có người nào lại kiêu căng vì hắn. Gặp được nguy hiểm cũng chỉ có thể do chính hắn ứng phó. Hắn tựa như một tiểu tử to xác hơn 1000 tuổi, đột nhiên đã mất đi phụ mẫu. Hắn hết lần này tới lần khác còn không thể thương cảm,
bởi vì hắn đã thành phụ mẫu của tất cả, hài tử thần giáo, là người và bối cảnh để tất cả mọi người dựa vào. Lão Tổ, Kiều Linh Vận chạy tới nơi này, nhìn thấy Khương Phàm đứng một mình ngẩn người, nàng tranh thủ thời gian cung kính hành lễ. Khương Phàm đảo qua Kiều Linh Vận, hài lòng nói. Cảnh giới ổn, không tệ. Hôm trước chúng ta vừa mới tổ hợp tù thiên trận, không chỉ có kích phát đại hoang ấn, mà giữa thần nguyên còn sinh ra ảnh hưởng, ngoài ý muốn tăng lên chút thực lực. Kiều Linh Vận mừng rỡ cười nói, toàn thân lưu chuyển ánh sáng màu hồng, trong lúc mơ hồ xen lẫn thành hỏa ảnh kim kiêu, chín cái đầu gáy to, chín cái đuôi đong đưa, tản ra thánh uy cường thịnh, cùng thế hiên ngang và khí chất của Kiều Linh Vận tôn nhau lên. Người đang phát ngốc cái gì ở chỗ này vậy? Na Yêu vừa khóc rồi. Phượng Bảo Nam lôi kéo tay Kiều Linh Vận, áo trắng nhẹ mở, tóc dài dương nhẹ, mặt như quan ngọc, đẹp giống như tuyệt thế mỹ nhân, đứng cùng một chỗ với Kiều Linh Vận như là tỉ muội. Trong nội tâm nàng khẳng định còn rất khó chịu, nhưng đã có thể tiếp nhận. Huynh muội du cảnh chiến mới vừa đến, các ngươi cũng đi bồi đi. Đã đặt tên cho tiểu gia hỏa chưa? Hình như trước đó cầm thú và Na Yêu đã chọn mấy cái, nhưng vẫn không có định ra. Chờ cầm thú trở về đi. Ta đã nói là chưa có định, tên Tiêu Phượng Ngô kia trở về nói với chúng ta, gọi là. Phượng Bảo Nam bất đắc dĩ lắc đầu, xoạch hạ miệng. Thổ tinh, giống như là hài tử của hắn và cầm thú vậy. Kiều Linh Vận bất đắc dĩ càng kháng cự, vốn là một tiểu cô nương, kêu thổ tinh cái gì. Cái tên tháo hán tử Tiêu Phượng Ngô kia còn kiêu ngạo nói hắn là thổ văn, cầm thú là tinh văn, thổ tinh biểu tượng cho hữu nghị giữa hắn và cầm thú. Khương Phàm cười lắc đầu. Cơ Lăng Huyên các nàng đâu, không có theo tới. Phượng Bảo Nam nói. Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt và Yến Khinh Vũ đang chuẩn bị lễ vật. Trước đó mỗi ngày Na Yêu lấy nước mắt rửa mặt, các nàng chỉ lo khuyên, còn không có chuẩn bị lễ vật cho hài tử, nghe nói tâm tình Na Yêu đã tốt hơn chút ít, nên các nàng đều đã đi tìm lễ vật. Thứ ta chuẩn bị chính là sinh mệnh linh dịch, tắm thân thể cho tiểu gia hỏa. Linh Vận chuẩn bị một hộp đan dược. Từ 1 tuổi đến 18 tuổi đều đã chuẩn bị đầy đủ. Các người đó, quá gấp, nàng mới bao nhiêu lớn một chút, chịu không được những linh dược này linh dịch. Cứ giữ đó, chúng ta đi đến trước. Phượng Bảo Nam lôi kéo Kiều Linh Vận đi vào u cốc. Chờ một chút, chờ chút, còn có ta đây. Đông Hoàng Như Yên giống như tinh linh vui sướng từ trong hư không lao ra, theo sát lấy tiến vào u cốc, thuận tiện chào hỏi cùng Khương Phàm. Tỷ tỷ tìm ngươi có chuyện gì đấy, nhanh. Đông Hoàng Như Ảnh ưa thích thanh tĩnh, cũng ưa thích lên cao ngắm phong cảnh, nên nàng đã an trí một căn phòng tại một đỉnh núi với cây rừng thanh thúy tươi tốt. Phòng ốc là do Như Yên tự mình hỗ trợ chế tạo, sinh cơ nồng đậm, tươi mát thoải mái, rất tự nhiên dung nhập vào bên trong bức tranh phong cảnh xinh đẹp. Đông Hoàng Như Ảnh ôn nhuận linh tú, mỹ lệ ưu nhã, nàng ngồi ngay ngắn ở trước bàn, mạng mỏng khẽ che mặt, dung nhan tuyệt mỹ như ẩn như hiện. Đổ thêm một vòng phong tình mông lung. Trên bàn trưng bày linh quả món ngon, còn có rượu ngon. Lúc Khương Phàm đến nơi này, Đông Hoàng Như Ảnh đang ngồi ở trước án tự rót tự uống. Không dùng linh lực luyện hóa rượu, nàng đã hơi say, kiều nhan sau mạng che mặt lại thản nhiên đỏ ửng, đôi mắt đẹp sáng tỏ thâm thúy kia đều đã mông lung. Người đã đến. Đông Hoàng Như Ảnh nhấc mạng che mặt lên, nâng chén uống rượu. Dáng người nàng thướt tha. Cử chỉ ưu nhã, từ trong ra ngoài tản ra sự quý khí cùng mị lực. Như Yên nói cô tìm ta. Khương Phàm kỳ quái nhìn Đông Hoàng Như Ảnh, hôm nay nàng giống như thay đổi cách ăn mặc, kiều nhan vốn đã nghiêng nước nghiêng thành, mà dưới y phục đẹp đẽ càng lộ vẻ mỹ lệ, váy dài trắng tuyết hơi có vẻ đơn bạc, lại còn mơ hồ có thể nhìn thấy áo lót ở bên trong, loại cảm giác suy mỹ lại dụ hoặc kia để cho người ta hoa mắt thần mê. Ngồi đi. Đông Hoàng Như Ảnh châm đưa rượu lên cho Khương Phàm. Nhưng tầm mắt lại cụp xuống, giống như không dám liều tới với ánh mắt Khương Phàm. Cô thế nào? Khương Phàm không có đi sang ngồi, ngược lại hơi nhíu lông mày lên. Ngươi sợ trong rượu có độc. Có chuyện gì cứ nói như vậy là được rồi. Không có chuyện còn không thể tìm ngươi sao? Gần đây ngươi giống như cũng không phải bề bộn nhiều việc. Khương Phàm trần chờ một lát, vẫn ngồi xuống trước bàn, mặc dù đều là món ngon mỹ vị, rượu ngon phiêu đáng hương thơm. Nhưng không thể che hết mùi thơm cơ thể tán phát thản nhiên trên người Đông Hoàng Như Ảnh. Cũng không nồng đậm, lại là chọc người, để cho người ta miên man bất định. Đông Hoàng Như Ảnh châm rượu đưa lên cho mình, tay ngọc nhấc mạng che mặt lên một góc,
một tay nâng chén uống một hơi cạn sạch. Nàng hơi nhíu mày lại, tựa hồ rất không quen với loại rượu mạnh này, thoáng chậm một lát, mới đặt chén rượu xuống. Ngươi cũng uống đi. Khương Phàm bưng chén rượu lên, lại chỉ là ngửi ngửi. Uống đi, uống nhiều thì tốt. Đông Hoàng Như Ảnh rót đầy rượu cho mình, lại uống vào lần nữa. Chỉ là lần này, Khương Phàm rõ ràng đã thấy được một chút mông lung từ trong đôi mắt mê ly của nàng. Gò má nàng càng đỏ ửng sâu hơn, ý thức đều có chút hoảng hốt, cố gắng ngồi thẳng người lên nhưng cơ thể mềm mại lại giống như có chút khó mà chống đỡ được. Nàng nhẹ nhàng lung lay đầu, lần nữa rót rượu cho mình, nhưng lần này lại bị Khương Phàm cản lại. Bọn hắn đến làm phiền cô rồi. Thân thể mềm mại của Đông Hoàng Như Ảnh run rẩy, đôi mắt bất chợt đã chứa đầy nước mắt, lại cố nén không có rơi xuống, nàng dương nhẹ ngón tay ngọc, lấy năng lượng không gian tránh khỏi sự ngăn cản của Khương Phàm, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Khương Phàm than nhẹ, ta đã nói rồi, ta tôn trọng cô. Nếu ngươi không muốn uống, vậy thì bắt đầu đi. Đông Hoàng Như Ảnh đặt chén rượu xuống, cố nén cảm giác hôn mê nồng đậm, chống người lên, đi tới chiếc giường trong phòng ngủ. Nàng không thắng được sức mạnh của rượu, cơ thể mềm mại chập chờn, một đôi chân ngọc như ẩn như hiện dưới váy dài, trắng nõn kiều nộn, hoàn mỹ không một chút tì vết. Khương Phàm biết, hẳn là đám lão nhân thần giáo kia đã đến làm công tác tư tưởng cho Đông Hoàng Như Ảnh. Thông gia thành thân, không chỉ là di niệm sau cùng của thần tôn, cũng là thủ đoạn làm sâu sắc quan hệ giữa hai bên trực tiếp nhất dưới hình thế trước mắt. Nhưng Đông Hoàng Như Ảnh thanh cao tự ngạo, một mực không hành động. Cho nên các lão nhân thần giáo mới sốt ruột. Điểm ấy từ vị trên thân giáo tôn, Đông Hoàng Càn kia liền có thể cảm nhận được. Ngay cả giáo tôn đều như vậy, các tộc lão phía dưới sẽ lại là thái độ gì cũng đều có thể biết được. Nhưng Khương Phàm thật không nghĩ tới Đông Hoàng Như Ảnh lại còn biết dùng phương thức như vậy đến thực hiện, sứ mệnh mà nàng phải gánh vác. Đông Hoàng Như Ảnh nằm ở trên giường, cố nén nước mắt, thân thể mềm mại khẩn trương run rẩy. Trong giáo, xác thực các lão nhân đã tới khuyên nàng. Có ít người coi như uyển chuyển, có ít người lại ngôn ngữ cường ngạnh. Chuyện này lại để nàng nghĩ đến ân sư Đông Hoàng Hoa Thanh đã chết. Nàng thỏa hiệp. Nàng cũng không muốn lại để cho loại chuyện không có ý nghĩa này phiền nhiễu nàng. Nàng phải hoàn thành chuyện này, để các lão nhân thần giáo đều im lặng, cho nàng một cái hoàn cảnh an tĩnh, toàn thân toàn ý tu luyện võ pháp, lĩnh hội truyền thừa. Nàng phải hoàn thành chuyện này. Cho thần tôn cùng ân sư đã chết một cái công đạo. Khương Phàm ngồi ở trước bàn, hắn không có đứng dậy, nhưng thanh âm nhẹ nhàng lại bay vào trong phòng. Trước khi cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn bắt đầu, Cửu Thiên Thần Tôn đã nói riêng qua cùng với ta một câu. Ngài ấy đề nghị cô đến thông gia, không chỉ là chiếu cố Lan gia, cũng không phải vì cái gọi là lợi ích thần giáo. Thật ra ngài ấy đang bảo vệ cô, bảo vệ truyền thừa của cô. Bảo vệ hy vọng người duy nhất có thể thành tựu hư thần linh không cho thần giáo ở trong lòng của mình. Lúc bắt đầu, ta còn không quá rõ, sau đó ta đã hỏi qua Đan Hoàng. Ban đầu Đan Hoàng rất do dự, cho đến sau này ngài mới nói ra bí mật bên trong cho ta biết. Khương Phàm hơi chỉnh lý mạch suy nghĩ, giải thích nói. Mỗi khi hệ thống thế giới phát giác được nguy cơ hủy diệt thì sẽ kích phát ra phản ứng bảo vệ bản thân, đây gọi là bảo vệ, khác với tư duy của con người chúng ta. Mà là bản thân thiên đạo pháp tác diễn biến nên. Loại diễn biến này sẽ xuất hiện hai loại cực đoan, một loại là không tiếc cái giá nào để bảo vệ thế giới, điều động hiện hữu trên thế giới này, hoặc là xuất hiện qua bên trong trường hà thời không, tiến hành phòng ngự toàn diện để ứng phó nguy cơ. Đây là, lục đạo, cô là vạn cổ thiên thu, ta là thương sinh tạo hóa, đều thuộc về trong đó. Một loại là hủy diệt bản thân, từ hệ thống tự nhiên đến khi tự nhiên thai nghén toàn bộ sinh linh. Tiến hành táng diệt cực hạn, dùng phương thức hủy diệt tránh cho nguy cơ giáng lâm, sau đó ở trong hủy diệt một lần nữa thai nghén tân sinh. Đây là, lục táng, sơn hà đại táng, thiên địa đại táng, nhật nguyệt tinh thần đại táng của ta, chính là hệ thống táng diệt tự nhiên bên trong lục táng. Lục đạo và lục táng thuộc về hai loại cực đoan, là hai loại lý niệm chống đỡ hoàn toàn trái ngược nhau. Sau khi hệ thống thế giới phát giác được nguy cơ, sẽ căn cứ một loại thôi diễn nào đó. Chọn ra định 12 người thừa kế, phân biệt khống chế 12 truyền thừa. Cuối cùng ứng phó thời điểm nguy cơ của thế giới, tất nhiên ở giữa 12 truyền thừa sẽ đi đầu bộc phát ác chiến, một bộ phận là tự nguyện trấn áp trận phương khác, một bộ phận là nhận thiên đạo ảnh hưởng mà không thể không xuất chiến. Cuối cùng,
do người thắng trận quyết định thế giới dùng loại tình thế nào để ứng phó nguy cơ. Cửu Thiên Thần Tôn đã phát hiện bí mật lục đạo lục táng tại Thượng Cổ Thần Đình, nghĩ đến lục táng do ta khống chế, mà cô lại chính là tiếp quản lục đạo, không hy vọng cô và ta trong quá trình trưởng thành bởi vì lý niệm khác biệt mà xuất hiện đối kháng. Ta đại biểu là Vạn Thế Thần Triều, cô đại biểu là Cửu Thiên Thần Giáo, theo thời gian cô và ta càng ngày càng mạnh, nếu như lý niệm trái ngược, tất nhiên ảnh hưởng đến cảm xúc, ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên. Đối với hai bên kết minh mà nói, đây tuyệt đối là một tai họa ngầm cực lớn. Nếu như ngài ấy còn sống, cô có thể từ đó điều hòa, nhưng ngài ấy biết thọ nguyên của mình đã gần, chỉ có thể nghĩ đến phương thức thông gia đặc thù này, thông qua tình cảm giữa cô và ta, điều giải nguy cơ như vậy. Ngài ấy hy vọng chúng ta có hài tử, là lo lắng tình cảm của chúng ta không đủ sâu, cho nên dùng hài tử đến kiềm chế. Giọng Khương Phàm bay vào gian phòng, xúc động tâm cảnh Đông Hoàng Như Ảnh khẩn trương mà bi thương. Đông Hoàng Như Ảnh lắc lư ánh mắt, từ từ quay đầu nhìn về bên ngoài. Cách rèm châu, Khương Phàm vẫn ngồi ở trước bàn, tiếp tục nói. Đối với người ngoài mà nói, nguy cơ bọn họ có thể nhìn thấy là Thương Huyền nội loạn, đế tộc xâm lấn, nhưng giữa ngươi và ta kỳ thật còn gánh vác sứ mệnh càng quan trọng hơn, đó chính là không biết lúc nào thế giới sẽ xuất hiện nguy cơ. Nếu thật sự đến ngày đó, nếu như lý niệm giữa cô và ta hoàn toàn đi đến hai thái cực, tất nhiên sẽ dùng đao kiếm đối mặt. Nếu như lại nhận hệ thống thế giới ảnh hưởng, cô và ta sẽ biến thành kẻ thù. Cuối cùng, không phải ta giết cô, thì chính là cô chém ta. Hậu quả trực tiếp, không chỉ là sinh tử giữa cô và ta, càng là Vạn Thế Thần Triều cùng Cửu Thiên Thần Giáo sụp đổ. Cửu Thiên Thần Tôn không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh, cho nên mới dùng cái phương pháp nhìn như hỏng bét này. Ngài ấy chỉ hy vọng trước khi ngày đó đến, cô và ta có thể bởi vì tình cảm, bởi vì hai tử, từ lực ảnh hưởng mãnh liệt của thiên đạo pháp tắc mà có thể tỉnh táo đi ra. Kỳ thật thần tôn nên nói cho cô biết tình hình thực tế, nhưng xin cô nãy hiểu lo lắng của người. Nếu như bây giờ ngài ấy đề cập với cô đến bảo vệ cùng hủy diệt, ý thức của cô khó tránh khỏi sẽ tấp nập suy nghĩ về vấn đề kia, lại càng dễ bị thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng, tiến tới không quen nhìn loại cô như ta đây hay dùng đến thủ đoạn giết chóc chiến tranh này, sinh ra ảnh hưởng không tốt. Đan Hoàng không nguyện ý nói thêm cùng ta, cũng là lo lắng. Khương Phàm ngồi ở trước bàn, nói. Tốt nhất cô nên nghỉ ngơi đi, ta ngồi một chút sẽ đi. Sau này có rảnh ta sẽ thường tới đây ngồi một chút, chắn miệng của đám lão gia hỏa kia. Cô cứ đặt tâm tư ở trên việc tu luyện, không cần suy nghĩ những chuyện khác. Về phần nguy cơ thế giới, tạm thời còn phiêu miểu vô tung, không cần thiết sầu lo quá nhiều, tăng thực lực lên mới là quan trọng nhất, không có thực lực tất cả đều là nói suông. Sao ngươi lại còn ở chỗ này? Đông Hoàng Như Yên vui sướng về đến phòng, nhìn thấy Khương Phàm lập tức cảnh giác. Tỷ tỷ của ta đâu? Ngủ, ngủ, mệt mỏi, mệt mỏi. Cô nhất định phải lặp lại lời ta nói sao? Làm cái gì mà mệt mỏi? Người ta đều đã ngủ, người còn ở nơi này làm gì? Mưu đồ làm loạn sao? Nha nha, còn uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm ư? Tiểu nha đầu, từ nay về sau, nơi này là nhà của ta, người không có chuyện gì thì bớt chạy tới nơi này. Có ý gì, người uống đến mơ rồi. Đây là nhà của ta và tỷ tỷ ta, lúc nào thành của ngươi rồi? Nghe không hiểu, đi hỏi Đông Hoàng Thánh Kiệt một chút thì biết. Khương Phàm đứng dậy, cố ý trêu đùa. Sau này có tới, nhớ kỹ phải gõ cửa. Ngươi nói mê sảng cái gì, nhà của ta ta muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Sau này, không được như vậy nữa. Lúc rời khỏi Khương Phàm lại nhắc nhở lần nữa. Nhớ kỹ sau này phải gõ cửa, ban đêm cũng đừng tới, nếu không. Tự gánh lấy hậu quả. Bệnh thần kinh sao? Đông Hoàng Như Yên nói thầm, nàng vén rèm châu lên quan sát trong phòng ngủ, nhìn thấy tỷ tỷ đang nghiêng đầu nằm trong chăn, giống như là ngủ thiếp đi. Nàng há to miệng, lại không dám quấy rầy, lộ vẻ tức giận lui trở về. Biết được Khương Phàm tới nơi ở của Đông Hoàng Như Ảnh, còn chờ đợi nửa ngày, rất nhiều lão nhân thần giáo cũng đã bắt đầu tìm Đông Hoàng Như Yên để tìm hiểu tình huống. Khi Đông Hoàng Như Yên lên án Khương Phàm hồ ngôn loạn ngữ, các lão nhân lại đều cười đến nở hoa. Xong rồi. Rốt cuộc cũng vẫn xong rồi. Đây không chỉ là di niệm của thần tôn, cũng tượng trưng cho mối quan hệ giữa Khương Phàm và thần giáo trở nên thân mật hơn. Từ sau ngày thổ lộ tâm tình cùng Đông Hoàng Như Ảnh, Khương Phàm đều dựa theo ước định,
mỗi lúc trời tối đều đến trong phòng như ảnh ngồi một chút. Chuyện này khiến các lão nhân thần giáo vui mừng lại chờ mong, mỗi ngày đều đi, hẳn là rất hài lòng, chỉ cần như ảnh có thể một mực buộc Khương Phàm lại, nói không chừng có thể sinh hạ hài tử. Bọn hắn còn bái phỏng đan hoàng trong âm thầm, hy vọng có thể từ nơi đó đòi hỏi chút thuốc an thai. Dù sao Khương Phàm cũng đều là thánh hoàng, xác suất lớn là rất khó sinh ra hậu đại bình thường, chỉ có thể dựa vào dược vật kích thích. Đông hoàng như ảnh mới đầu còn không quen khi mỗi ngày đều có nam tử chui vào trong phòng mình, nhưng nhìn thấy mỗi lần Khương Phàm đều là ngồi ở chỗ đó yên lặng minh tưởng, cảm ngộ võ pháp truyền thừa, không có bất kỳ cử động mạo phạm gì, nàng cũng dần dần buông ra. Phiền não biến mất, khúc mắc cũng được tháo, nàng từ từ khôi phục nhẹ nhõm như thường ngày, cả người cũng tươi đẹp hơn rất nhiều, giống như về tới thời gian từng ở thiên cung. Không biết là Khương Phàm tôn trọng đối với nàng đã để cho nàng cảm động, hay là sau nàng hiểu rõ tình hình thực tế nên đã không còn mâu thuẫn nữa, đông hoàng như ảnh ngẫu nhiên sẽ còn yên lặng nhìn Khương Phàm. Nàng cũng không biết thời điểm mình nhìn thì bản thân đang suy nghĩ gì, nhưng chính là thỉnh thoảng sẽ yên lặng nhìn. Không cần đề phòng ta nói tôn trọng, thì sẽ tuyệt đối không mạo phạm cô. Trong đêm tĩnh mịch, Khương Phàm nhắm mắt lại, thản nhiên nói một câu. Đông hoàng như ảnh đỏ mặt, con người thất thần hiện lên vài tia bối rối, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, ra vẻ bình tĩnh hỏi. Người biết lục táng và lục đạo đều có cái nào không? Ta đề nghị bây giờ cô vẫn không cần suy nghĩ ở giữa lục đạo cùng lục táng đối kháng quá nhiều. Chuyện này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cô trong lúc vô hình. Ta chỉ là muốn hiểu bọn chúng trước thời hạn, làm chút chuẩn bị. Chờ thời điểm Bát Châu Thập Tam Hải liên thủ tiến vào Thương Huyền, những người thừa kế kia hẳn là đều sẽ tới, ta không muốn không có chút chuẩn bị nào mà đã biến thành con mồi. Khương Phàm trầm ngâm một lát, mới nói. Chư Thiên Lục Táng, là chỉ táng Sơn Hà, táng Thiên Địa, táng Nhật Nguyệt Tinh Thần, táng Chúng Sinh, táng Luân Hồi, táng Chư Thiên Thần Ma. Lục táng liên hợp, vạn cổ giai không, chư thiên lục đạo, là chỉ vô hạn sơn hà, thiên địa huyền hoàng, tự tại vũ trụ, chúng sinh tạo hóa, bất tử bất diệt, vạn cổ thiên thu. Lục đạo tương dung, tuyên cổ vĩnh hằng. Lục táng đại biểu cho hủy diệt và tân sinh, lục đạo đại biểu cho vĩnh hằng và bảo vệ, giữa bọn chúng đều là đáp lời chống lại tương đối. Ví dụ như sơn hà đại táng và vô hạn sơn hà, ta có thể thông qua táng diệt sơn hà thu hoạch được năng lượng hủy diệt cực mạnh. Mà vô hạn sơn hà thì có thể chữa trị và trấn áp đại lục hay đại dương, lợi dụng uy lực vô hạn sơn hà hình thành bảo vệ chí cường. Ví dụ như chúng sinh đại táng, có thể lợi dụng đại đạo pháp chỉ, khiến cho chúng sinh chịu chết, mà chúng sinh tạo hóa thì lợi dụng lời cầu nguyện của chúng sinh, hình thành uy hiếp cường đại. Lại ví dụ như chư thiên thần ma đại táng, đó là lực lượng kinh khủng có thể trực tiếp táng diệt thần ma, vạn cổ thiên thu của ngươi thì là có thể từ thời không vô tận mượn tới uy lực thần ma. Thậm chí có thể tỉnh lại thần ma tại thời đại xa xôi. Lục đạo cùng lục táng không tồn tại phân chia mạnh yếu tuyệt đối, bởi vì càng là về sau lục táng cùng lục đạo càng khó tu luyện. Ví dụ như, Sơn Hà đại táng cùng vô hạn Sơn Hà, cũng rất dễ dàng lợi dụng đại lục và Uông Dương hình thành thế công hay bảo vệ. Thần ma đại táng cùng vạn cổ thiên thu, là bởi vì độ lĩnh hội là cực khó, khó mà phát huy ra 1/10 hiệu quả. Ở giữa lục táng và ở giữa lục đạo cũng có thể thôn phệ lẫn nhau. Ví dụ như ta, ban đầu là Sơn Hà Đại Táng, sau này thôn phệ Thiên Địa Đại Táng, Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Táng, cũng may mắn thôn phệ được Thương Sinh Tạo Hóa. Khương Phàm giới thiệu đơn giản về bí mật của lục táng lục đạo. Đông Hoàng như ảnh lâm vào trầm tư, bí mật lục táng lục đạo càng muốn phức tạp và thâm ảo xa so với những gì nàng tưởng tượng. Khương Phàm nói, cô có thể tiếp nhận đến truyền thừa vạn cổ thiên thu, không thể nghi ngờ là may mắn. Nó tuyệt đối là năng lượng cực hạn nhất thế gian, nhưng, chính như ta vừa mới nói, bất luận là chư thiên thần ma, hay là vạn cổ thiên thu, độ khó tu luyện đều cực lớn. Muốn hiểu thấu đáo ngộ ra, gần như là không thể nào, từ xưa đến nay đều không có ai có thể hiểu thấu đáo 1/10 về nó. Khi Khương Phàm đang nói chuyện, hắn cũng dương mắt nhìn về Đông Hoàng như ảnh ở trong phòng ngủ. Từ bên trong mấy câu giới thiệu giải rác của Đan Hoàng hắn đã có thể nhìn ra được chỗ kinh khủng của vạn cổ thiên thu. Tức là có thể bắt được một siêu cấp cường giả đã từng ảnh hưởng qua một thời đại nào đó từ bên trong thời không vô tận, còn có thể mượn tới nguồn lực lượng kia. Nếu có thể tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể hoắc loạn thời không, để những nhân vật lịch sử kia tái hiện đương thời. Nguồn năng lượng này không thể nghi ngờ là để cho người ta mong đợi,
nhưng muốn đạt tới loại trình độ kia, quả thực là lời nói vô căn cứ. Không biết Đông Hoàng Như Ảnh có thể tìm hiểu đến loại trình độ nào. À, chờ một chút. Khương Phàm hơi phấn chấn tinh thần, đột nhiên đứng dậy. Đông Hoàng Như Ảnh đang trầm tư cũng giật mình, theo bản năng nắm chặt cổ áo, cảnh giác nhìn Khương Phàm. Khương Phàm thể hiện cứng đờ, xấu hổ cười nói. Đừng hiểu lầm, không phải ta muốn mạo phạm cô, ta chỉ đột nhiên nghĩ đến. Cô có thể cảm ngộ những cường giả ảnh hưởng đoạn lịch sử kia từ bên trong thời không trường hà, cô có thể cảm ngộ đến Chu Tước hay không? Số lượng Chu Tước sinh ra trong lịch sử cực ít, có thể thức tỉnh ra huyết mạch thủy tổ càng là lác đác không có mấy, mà sát tính của Chu Tước lại cực nặng, còn bị Bạch Hổ Cự Long Huyền Vũ kiêng kỵ, hẳn là có thể nhấc lên gió tanh mưa máu tại thời đại của bọn chúng, để lại ấn ký mãnh liệt. Ngươi, có thể cảm nhận được hay không? Đông Hoàng Như Ảnh buông tay ngọc ra. Hẳn là có thể. Khương Phàm kích động nói. Cô hẳn là biết truyền thừa thủy tổ của ta, chính là đặc biệt thông qua huyết mạch Chu Tước ảnh hưởng tới thời gian và không gian, mượn tới lực lượng Chu Tước một thời đại nào đó. Nếu như sau này chúng ta cùng nhau tu luyện, cô phụ trách tiếp dẫn, ta phụ trách cảm ngộ, nói không chừng còn có thể có hiệu quả. Thời điểm Khương Phàm bế quan một thời gian trước hắn đã muốn thông qua ấn ký thủy tổ ngưng tụ ra phân thân thứ hai, nhưng thật đáng tiếc cũng không có thành công. Nếu Đông Hoàng Như Ảnh có thể cảm ngộ vạn cổ thiên thu, cũng hẳn là có thể ảnh hưởng đến thủy tổ truyền thừa. Tại thời kỳ đỉnh phong nhất kiếp trước của hắn, hắn đã mượn tới qua ba Chu Tước. Kiếp này nói không chừng có thể đạt tới 4, 5, thậm chí có thể mang theo một vị Chu Tước đế quân nào đó. Nghĩ tới đây, ánh mắt Khương Phàm nhìn về phía Đông Hoàng Như Ảnh đều trở nên nóng bỏng hơn. Ấn ký thủy tổ so với bát cấm thánh thiên quyết đều muốn nhanh nhẹn dũng mãnh. Số lượng càng nhiều càng khủng bố hơn. Nếu như sau khi đến cảnh giới thần linh, có thể mượn dẫn 5 vị Chu Tước, vậy giữa thế gian bao la này, ai có thể là đối thủ của hắn? Khương Phàm nghĩ đến liền bắt đầu hành động, mang theo Đông Hoàng Như Ảnh rời khỏi chỗ ở, tiến vào biên giới thế giới hỗn độn, dắt tay nhau đi bế quan. Tại vấn đề tu luyện khác tạm thời hắn đều đã đến bình cảnh, nếu như có thể thức tỉnh ấn ký thủy tổ thứ hai, nhất định có thể tăng thực lực lên nhiều. Phần thắng tập kích quang mang thần điện cũng nhiều hơn một phần. Các tộc lão của Cửu Thiên Thần Giáo đều vui mừng lại rung động. Khương Phàm đây là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi. Đầu không thỏa mãn vuốt ve an ủi ở trong phòng nên bắt đầu truy tìm kích tình càng nguyên thủy. Như ảnh của bọn hắn quả nhiên là có mị lực, không động vào thì thôi, đã đụng phải thì sẽ nghiện. Dựa theo cái kích tình cùng tần suất này, lại phụ trợ thêm đan dược đặc thù. Tương lai đều có thể sinh con dưỡng cái. Bọn hắn thậm chí còn bắt đầu chờ mong hài tử đầu tiên sau khi Khương Phàm sống lại có thể thức tỉnh ra dạng linh văn gì. Một người là thần phẩm linh văn, Thánh Hoàng Chu Tước, một người là Thánh Vương Thiên Phẩm, Hư Thiên Thánh Linh, sau khi kết hợp thì tỷ lệ sinh ra linh văn cường hãn sẽ rất lớn. Ví dụ như, Thái Hư Thiên Hoàng. Sau khi những người khác biết được Khương Phàm kéo lấy Đông Hoàng Như Ảnh, bỏ trốn, thì đã biết cuối cùng mỹ nhân kế của Cửu Thiên Thần Giáo đã thành công. Hai bên sau này cũng không thể nào xem như minh hữu, mà là quan hệ thông gia. Khương Phàm và Đông Hoàng Như Ảnh cũng không biết bên ngoài đang suy nghĩ gì, đều toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong bế quan. Đông Hoàng Như Ảnh cảm ngộ thời không, tìm kiếm dấu vết đặc sắc Chu Tước lưu lại trong dòng sông lịch sử, đầu tiên nàng liền truy tung đến 3 vạn năm trước. Đây không phải là nhân tộc thức tỉnh Chu Tước linh văn, mà là đại yêu Chu Tước chân chính, thức tỉnh từ Thương Huyền, thống ngự vạn cầm, loạn chiến thiên khải. Đông Hoàng Như Ảnh thành công dẫn xuất một sợi khí tức Chu Tước, rót vào cơ thể Khương Phàm. Khương Phàm tiếp nhận khí tức Chu Tước, ngẫu nhiên bộc phát ra uy lực Chu Tước cực mạnh, như là chân chính giao hòa cùng Chu Tước yêu hoàng 3 vạn năm trước kia, nhìn trộm đến cảnh giới thần cảnh đã lâu. Mặc dù không thể trực tiếp lưu lại ấn ký thủy tổ thứ hai, nhưng thế dung hợp mạnh như vậy, lại làm cho hắn sinh ra cộng minh cùng tôn Chu Tước kia. Cứ lặp lại như thế, khi Đông Hoàng Như Ảnh không ngừng phóng thích, Khương Phàm cũng đã nhiều lần cộng minh với lịch sử, rốt cuộc cũng sau 7 ngày, ngưng tụ ra ấn ký thủy tổ thứ hai, lấy uy lực niết bàn phóng xuất ra vị thủy tổ phân thân thứ hai. Khương Phàm kích động đến cuồng nhiệt, đây không chỉ là thành công tạo ra thủy tổ phân thân thứ hai, càng mang ý nghĩa vạn cổ thiên thu thật sự có thể sinh ra ảnh hưởng đối với chí cao truyền thừa của hắn, cũng mang ý nghĩa hắn có hy vọng ngưng tụ càng nhiều thủy tổ phân thân hơn so với kiếp trước. Ánh mắt Khương Phàm nhìn về phía Đông Hoàng Như Ảnh đều thay đổi hoàn toàn,
thì ra Đông Hoàng Như Ảnh là dùng như thế. Số lượng thủy tổ phân thân ngươi ngưng tụ là có thể vô hạn, hay là có hạn chế? Đông Hoàng Như Ảnh chịu không được ánh mắt nóng bỏng của Khương Phàm. Bình thường mà nói, ngưng tụ ba cái đã xem như cực hạn. Muốn ngưng tụ càng nhiều, không chỉ phải hình thành càng nhiều ấn ký thủy tổ, còn phải cân nhắc năng lực chịu đựng của cơ thể. Cái gọi là thủy tổ phân thân, là thông qua ấn ký thủy tổ, sinh ra liên hệ cùng những chu tước trong dòng sông lịch sử kia sau đó lại mượn tới ý chí, tiếp đến thì thông qua đó phóng thích năng lượng huyết nhục linh hồn của ta, lấy niết bàn ảo diệu dục hỏa trùng sinh tới. Tương đương với việc do ta tạo nên ra chiến khu hoàn toàn mới, do chu tước đã từng có kia đến khống chế. Cho nên mỗi khi tạo nên một vị thủy tổ phân thân thì chẳng khác nào xé rách ra một bộ phận thân thể ta cả. Một hai cái còn có thể tiếp nhận, ba cái chính là cực hạn. Lại nhiều hơn thì có thể ảnh hưởng đến thực lực bản thân ta có thể thi triển. Nếu chỉ có thể tạo nên ba cái, vậy thì hình như ngươi cũng không cần thiết phải kích động nhỉ, lấy thực lực của ngươi, sớm muộn gì cũng đều có thể thành công. Tác dụng của ta chỉ là để cho ngươi tạo bộ thủy tổ phân thân thứ hai trước thời hạn. Đông Hoàng Như Ảnh biết truyền thừa nghịch thiên như thế này có hạn chế, nếu không hắn liên tiếp ngưng tụ ra 5-6 cái, vậy thì cả thần nhìn thấy đều được chạy. Đó là tình huống bình thường, mặc kệ ta là chu tước linh văn hay là chu tước chân chính, ngưng tụ 3 bộ chính là cực hạn. Nhưng tình huống đời này của ta đặc biệt, ta có bát cấm thánh thiên quyết, tu luyện tới thần linh cảnh giới, thì tương đương với việc có được 8 cái huyết hải, chỉ cần lại tăng cường thêm linh hồn, mở rộng năng lượng khí hải, ta có thể tạo nên 8 bộ thủy tổ phân thân. Đến lúc đó, ta không chỉ có thể thông qua bát cấm thánh thiên quyết, tăng lên 8 lần thực lực, nghênh chiến cường địch, càng có thể thông qua ấn ký thủy tổ, chia ra 8 bộ phân thân, có được ý thức tự chủ, hộ tống ta liên hợp chinh chiến. Khương Phàm ngẫm lại thì hưng phấn. Đây là chuyện mà kiếp trước hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng ra, kiếp này cũng đã có thể vượt qua dự đoán. Kiếp trước phối hợp với 3 bộ phân thân đã có thể nghênh chiến chư thiên thần ma, kiếp này phối hợp với 8 bộ phân thân, không thể nghi ngờ là có thể săn giết thần ma. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn con mắt Khương Phàm cuồng nhiệt đến phát sáng, trong lòng không hiểu sao lại bất chợt rung động, thương thiên lựa chọn táng diệt truyền thừa thật sự là chọn đúng người, người này hoàn toàn chính là vì chiến tranh mà tồn tại. Coi như Khương Phàm có thể trưởng thành thật, nhất định là ác mộng của tất cả cường tộc thiên khải, chu tước tái nhập uy lực đế quân, không thể ngăn cản. Cô nhất định phải hỗ trợ ta ngưng tụ ra thủy tổ phân thân. Khương Phàm kéo hai tay Đông Hoàng Như Ảnh lại, rõ ràng là đang khẩn cầu nàng. Bát cấm thánh thiên quyết đã vì hắn và cung cấp cơ sở huyết hải, chỉ cần đan hoàng có thể thông qua đan dược, cường thịnh linh hồn của hắn, mở rộng khí hải của hắn, hắn hoàn toàn có thể tạo nên càng nhiều thủy tổ phân thân. Dung hợp, hắn có thể gia tăng 8 lần, cường thế tập kích, đánh đâu thắng đó. Hắn có thể tạo nên 8 vị phân thân, không sợ quần chiến, quét ngang chiến trường. Tại thời khắc hắn thành thần thì đã có thể thật sự bảo vệ Thương Huyền, không sợ bát châu thập tam hải khiêu chiến. Cơ thể Đông Hoàng Như Ảnh run rẩy, bối rối rút tay ra. Ta sẽ nỗ lực hết sức. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng quát truyền đến, không gian vặn vẹo, ánh sáng màu xanh nở rộ, Đông Hoàng Như Yên đáng yêu mỹ lệ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, tiểu nha đầu mang theo ánh mắt bất thiện nhìn Khương Phàm. Nàng không phải người ngu, đã biết chuyện giữa Khương Phàm cùng tỷ tỷ. Nhưng hỗn đản này giày vò trong phòng không được sao, còn muốn kéo lấy tỷ tỷ đi ra bên ngoài trà đạp, khiến cho mọi người trong thế giới hỗn độn đều biết, hình tượng của tỷ tỷ nàng đều muốn bị hắn hủy. Phụ thân cô không có nhắc nhở cô không được qua đây quấy rầy à? Khương Phàm cười nhìn Đông Hoàng Như Yên đang quyệt miệng trừng mắt, cảm xúc kích động bây giờ là mặc cho ai cũng đều không phá hư được. Phụ thân ta bảo ta tới. Đông Hoàng Như Yên nhìn Khương Phàm liền đầy ngập phẫn uất, đau đớn thay tỷ tỷ. Đáng thương cho tỷ tỷ cao ngạo của nàng, khuất phục dưới sự bức bách của thần giáo, biến thành đồ chơi của nam tử khác. Trong mấy ngày này, nàng đi ngủ cũng có thể nghĩ ra được dáng vẻ tỷ tỷ thút thít và dãy giụa ở dưới người Khương Phàm. Phụ thân cô bảo cô tới, nhưng cơ thể này ta ăn không tiêu. Khương Phàm khẽ nhíu mày, cửu thiên thần giáo đây là mua một tặng một. Hỗn đản, lưu manh, ngươi nghĩ gì thế, là tặc điểu ngươi nuôi đột phá, phụ thân bảo ta tới gọi các ngươi đi qua, người khác tới không tiện. Đông Hoàng Như Yên hung hăng trà sát Khương Phàm một chút, sau đó lại đi đến bên cạnh tỷ tỷ, lã chã rơi lệ. Tỷ tỷ, tỷ chịu ủy khuất rồi.
Đông Hoàng Như Ảnh vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, muốn giải thích, lại sợ nha đầu này lắm mồm, cùng để lộ ra tình hình thực tế với bên ngoài, lại rước lấy các trưởng lão thảo phạt, nhưng nếu không giải thích, giống như chấp nhận mình bị trà đạp. Chỉ có thể nói quanh co một hồi, sau đó thấp giọng một nói. Đừng lo lắng, ta rất tốt. Tặc điểu đột phá, mau dẫn ta đi qua. Khương Phàm phấn chấn, đưa tay liền muốn giữ chặt tay Đông Hoàng Như Ảnh. Tự mình đi đi, không có chân sao. Đông Hoàng Như Yên tranh thủ thời gian ôm lấy tỷ tỷ, không gian vặn vẹo biến mất khỏi tại chỗ. Nhà đầu chết tiệt kia, hơn một vạn dặm đường đấy. Khương Phàm ngưng tụ hỏa dực phóng lên tận trời, chạy tới nơi tặc điểu bế quan. Vạn chúng mong đợi Thánh Hoàng đột phá rốt cuộc cũng đã xảy ra ở trên người tặc điểu. Đầu tiên là thần huyết cùng năng lượng hỗn độn tái tạo huyết đan, sau đó lại là toàn tộc Kim Ô yêu tộc, tế hiến. Rốt cuộc cũng kích phát ra thần uy chân chính của Thái Dương Đồ Đằng, để tặc điểu thành công bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Mặc dù so với thời gian mong muốn đã dài hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần đột phá, vậy cũng đều đáng để chờ đợi. Thánh Hoàng mới, lại còn là Kim Ô Thánh Hoàng mang theo Đồ Đằng, tin tức này đã để cho thế giới hỗn độn cực kỳ chấn phấn. Tặc điểu càng phách lối gáy to, kích động khoe khoang với Hồng Hoang Thiên Long, không nghĩ tới kẻ đầu tiên tiến tới Thánh Hoàng lại là nó. Nhưng tặc điểu biến đổi lần này lại xuất hiện biến cố ngoài ý liệu, chính là định hình cơ thể của nó. Không còn là yêu linh thể, mà là nhận đồ đằng ảnh hưởng, triệt để hóa thân thành Kim Ô. Đây là chuyện tốt, cũng có tiếc nuối. Chỗ tốt là nó có được thân thể cực kỳ cứng cỏi như Kim Ô, không chỉ giống trước đó, chỉ có thể bằng vào truyền thừa phóng thích công pháp, mà là có thể bằng vào chiến khu cường hãn tiến hành chém giết. Tiếc nuối là nó không thể nào tùy ý thay đổi các loại hỏa thú giống như trước đó nữa. Nhưng tặc điểu không thèm để ý, Thánh Hoàng, đây không thể nghi ngờ là một độ cao cực kỳ tôn quý, bình thường chỉ có thể là huyết mạch cấp bậc yêu tổ mới có thể chân chính đạt tới, mà không chỉ là dựa vào cơ duyên trồng chất mới có thể thành công, thường thường còn cần mấy phần may mắn. Nó có thể đạt tới cấp độ này, chết cũng không tiếc. Trong lúc này, liên tiếp có 26 con đại xích hỏa nha phát sinh biến đổi. Biến thành Kim Ô chân chính, tự nhiên mà phụng dưỡng tặc điểu là tân chủ. Chuyện này khiến Hồng Hoang Thiên Long và Huyền Quy đều ước ao ghen tị. Số mệnh, đều là số mệnh cả. Trước đó bọn nó một kẻ có thực lực, một kẻ có tộc đàn, tặc điểu biếng nhác còn một mình cô đơn, kết quả bây giờ ngược lại là tốt, người ta muốn thực lực có thực lực, muốn tộc đàn có tộc đàn. Kẻ đến sau lại đi lên. Hướng Vãn Tình không thể nghi ngờ là kích động nhất. Tặc điểu đột phá đã chứng minh tiềm lực của Thái Dương Đồ Đằng, cũng mang ý nghĩa nàng có hy vọng tiến tới Thánh Hoàng. Mặc dù chỉ là hy vọng, nhưng đủ để nàng phấn chấn. Thánh Hoàng, đó là thực lực cấp bậc giáo tôn ở vạn đạo thần giáo, càng là nàng tồn tại trí cao đã từng ngưỡng vọng, không nghĩ tới nàng lại có hy vọng đi đến vấn đề kia. Tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh trở lại trong đội ngũ thần giáo, lập tức mang theo vô số ánh mắt vui mừng. Cũng không thiếu ánh mắt bi phẫn của Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Trước sau như một nhỉ. Giới chủ nhìn qua thân ảnh tuyệt mỹ phiêu dật nơi xa, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Cái gì trước sau như một? Thường Lăng ôn nhuận như ngọc, đơn thuần như nước, không có lĩnh hội tới thâm ý của giới chủ. Ta cho rằng cô chỉ có gương mặt đẹp, dáng người cao gầy, tình huống bên trong chưa hẳn có thể làm cho nam tử hài lòng. Kết quả, hắc hắc, vóc người nóng bỏng. Hương vị ngọt ngào, dư vị vô tận. Ngài, làm sao ngài biết? Nếu như cô trong ngoài không đồng nhất, Khương Phàm có thể dính ở trên người cô hơn 10 ngày. Có thể không để ý lời người ngoài nghị luận mà kéo nàng từ gian phòng tới nơi không ai giày vò đến bây giờ. Khương Phàm, đó là thật giữ không được, muốn thống thống khoái khoái phát tiết đến thông thấu. Giới chủ không chút kiêng kỵ nói lập tức để Thường Lăng đỏ bừng mặt. Giới chủ thấp giọng cười nói. Đừng thấy nữ tử Khương Phàm ăn không nhiều, nhưng mỗi người đều là tuyệt vị thế gian. Dạ An Nhiên có khí chất, Kiều Hinh có dung mạo, Hướng Vãn Tình có dáng người, một nữ tử như ta nhìn thấy đều giữ không được. Nếu như Đông Hoàng Như Ảnh không có chút vốn liếng nào, có thể để cho Khương Phàm từ chỗ bên các nàng nhếch đi, còn chốt đến bây giờ. Thường Lăng đỏ bừng cả mặt, nàng xấu hổ lại càng bất đắc dĩ, thực sự chống đỡ không được những câu những lời giới chủ nói, đứng ở nơi đó nghe cũng không phải nghe. Không nghe cũng không phải nghe. Người có muốn liều mạng cùng với các nàng hay không? Giới chủ đong đưa vai, đụng đụng Thường Lăng, nghiền ngẫm hỏi nàng. Liều cái gì?
liều mạng vốn liếng, tuy nữ tử bên trong xí thiên giới nhiều, nhưng có thể phân cao thấp cùng mấy người Dạ An Nhiên các nàng, giống như chỉ có ngươi. Sư tỷ, Thường Lăng rất im lặng. Thế nào, không có lòng tin sao? Bộ dáng, khí chất của ngươi có cái nào kém so với các nàng, nhất là cái dáng người kia, không nhìn không biết, nhìn rồi thì không thể quên được. Ngày đó tắm rửa cùng ngươi, ta đều suýt chút nữa không có nắm lấy. Sư tỷ, Thường Lăng xấu hổ giận dữ dậm mạnh chân. Khương Phàm có lộc ăn. Giới chủ hạ miệng, giống như đang hồi tưởng cảnh đẹp ngày đó. Khương Phàm chấn vỡ gông cùm xiềng xích không gian, lấy lăng thiên thuật chạy tới nơi này, nhìn thấy kim ô kích động lật múa trên không trung, cùng thái dương đồ đằng bành trướng đến mức vặn vẹo không gian, phần chân nắm chặt nắm đấm. Thánh Hoàng. Lại một Thánh Hoàng. Cường giả cần nhất bây giờ, chính là Thánh Hoàng. Bất luận là bôn tập quang mang thần điện, hay là vây bắt xích thiên thần tôn, nhiều hơn một vị Thánh Hoàng thì nhiều hơn một phần thắng. Thậm chí tương lai đang lâm thiên khải chiến trường, mỗi vị Thánh Hoàng đều có thể một mình trấn thủ một phương, cũng chỉ có Thánh Hoàng tọa trấn nơi nào đó, mới có thể bảo đảm phòng tuyến vững chắc. Đột phá rất kịp thời, có thể hành động. Thiên Hậu đi đến bên cạnh Khương Phàm, cũng phấn chấn khi thấy tặc điểu đột phá, thật không uổng công Khương Phàm thiên vị đối với nó. Không tính thần giáo, vẻn vẹn bọn hắn bên này, đến trước mắt Thánh Hoàng đã vượt qua kiếp trước. Ta và Đông Hoàng Như Ảnh không có gì, là diễn trò cho thần giáo xem. Khương Phàm nhìn thấy Thiên Hậu tới, tranh thủ thời gian giải thích nói. Vạn cổ thiên thu của Đông Hoàng Như Ảnh có thể trợ giúp ta hình thành liên hệ cùng Chu Tước trong quá khứ, ngưng tụ ấn ký thủy tổ mới. Hôm nay vừa vặn thành công một cái, kiếp này có hy vọng vượt qua ba cái, mục tiêu là 8 cái. 8 cái. Thiên Hậu khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm. Kiếp trước có thể ngưng tụ 3 cái đã có thể đối kháng đế tộc tại Thiên Khải. Kiếp này có thể 8 cái. Thiên Hậu đều nghĩ không ra đó là cái tràng cảnh gì. Mục tiêu là 8 cái, có thể thực hiện hay không thì chưa nói, nhưng 5 cái hẳn là có hy vọng. Khương Phàm không dám nói lời quá vẹn toàn, dù sao Chu Tước sinh ra hoang cổ đến nay từ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có 8 cái đều là không biết hay không, cho dù là có, chỉ sợ đều là đã từng là cấp bậc đế quân. Tặc điểu đắc ý một trận, sau đó đi đến trước mặt Khương Phàm. Các cường giả nhao nhao tụ tập tới đây tới. Tặc điểu đột phá, mang ý nghĩa chiến tranh sắp khai hỏa. Bọn hắn muốn bắt đầu chuẩn bị bước cuối cùng. Cảnh giới bán thánh trở xuống. Niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên, không trực tiếp tiến công quang mang thần điện, do Khương Quỳ, Khương Diễm các ngươi tự mình phụ trách, phân tán đến bên ngoài quang mang thần điện 3.000 dặm, sau khi bộc phát tiến công thì tận hết khả năng phá hư địa tầng, có thể hướng xuống đào bao sâu liền đào bấy sâu, cắt đứt lối đi bí mật của quang mang thần điện, một kẻ cũng không thể thả đi. Cảnh giới bán thánh đi lên còn lại, dựa theo kế hoạch đã định mà làm việc. Khương Phàm nhìn các cường giả khẩn cấp tụ họp ở xung quanh. Không tiếp tục nói lời dư thừa, trực tiếp hô to. Chúng ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta chắc chắn ứng phó toàn lực. Xuất chinh, quang mang thần điện. Xuất chinh, quang mang thần điện. Đám người lên tiếng gào thét, tiếng như lôi chiều, lay động trời đất, chiến ý như thủy triều, sôi trào khắp màn trời. Tiến hành chuẩn bị cuối cùng, 3 ngày sau, thế giới hỗn độn đến quang mang thần điện. Khi Khương Phàm phất tay thét lên ra lệnh, bọn hắn nhanh chóng tản ra. Bắt đầu chuẩn bị chiến đấu trước tiên. Phụ trách tiến công, top 5 top 3, tạo thành chiến đội khác biệt, bảo đảm thế công có thể tập trung phóng thích, cũng có thể ủng hộ do thời điểm hai bên phát sinh ngoài ý muốn. Phụ trách thanh lý, tổ kiến 4 chi đội ngũ, phân phối tới các phương hướng khác nhau, bảo đảm thanh lý mất tất cả con đường bí ẩn dưới mặt đất, một người cũng không thể thả đi. Các luyện đan sư thì xuất ra thánh nguyên huyết linh đan mà bọn hắn luyện chế. Phân biệt giao phó đến trên tay các vị thánh vương cùng thánh hoàng. Bởi vì là đan dược thánh phẩm, xác suất luyện chế thành công hơi thấp, mà vật liệu cũng không dư giả, cho nên chỉ luyện chế ra được có 11 viên, cường điệu giao cho nhân vật quan trọng muốn đội lên phía trước nhất. Khương Phàm thì tự mình bái phỏng nhân vật mấu chốt cho hành động quang mang thần điện lần này, Âu Dương Vân Quyệt. Trong địa lao do địa ma thụ hình thành, tinh thần thánh vương của Thái Cổ Thần Miếu, Diệp Phô Ưu cùng nhị trưởng lão của Đại Quang Mang Thần Điện, Âu Dương Vân Quyệt đang nằm ở nơi đó. Bọn hắn sớm đã mắng mệt mỏi, cũng đã quen với khí tức khủng bố của địa ma thụ, bọn hắn đang nằm ở nơi đó yên lặng điều dưỡng khôi phục. Thời gian trôi qua hơn 4 tháng,
xương cốt của bọn hắn đều đã khép lại tốt, thân thể đau đớn cũng không còn nghiêm trọng như vậy, nhưng ở trong địa lao tối tăm không ánh mặt trời này, bọn hắn tuyệt vọng lại bất lực. Vừa nghĩ tới đợi chờ mình rất có thể sẽ là chất dinh dưỡng của địa ma thụ, tinh thần liền chán nản. Bọn hắn tu luyện nửa đời, vậy mà lại rơi xuống loại kết quả này, cố gắng nửa đời này còn có ý nghĩa gì? Nhất là Diệp Vô Ưu, hắn là tinh thần thánh vương, tu luyện tới loại cảnh giới này thật quá khó khăn. Âu Dương Vân Quyệt, một giọng nói lạnh lùng phá vỡ trong địa lao an tĩnh. Khương Phàm, sao ngươi lại còn không chết? Ông trời thật sự bị mù rồi sao? Âu Dương Vân Quyệt nhìn thấy Khương Phàm, trong nháy mắt, lửa giận tựa như bão táp, cuồn cuộn mãnh liệt ở trong lồng ngực. Diệp Vô Ưu lên cơn giận dữ, nghĩ đến chuyện bị tên hỗn đản này tính toán hắn liền tức giận mà không có chỗ phát tiết. Quá âm hiểm, quá tà ác, đây là chuyện mà một thần hoàng chuyển thế làm sao? Ta chết rồi, ai tới thả ngươi đi? Khương Phàm đi đến trước mặt Âu Dương Vân Quyệt. Ngươi chịu thả ta đi, lừa gạt quỷ sao? Âu Dương Vân Quyệt hừ lạnh. Ta đã đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi viết ra huyết thư, ta sẽ thả ngươi rời khỏi. Ngươi xác định? Âu Dương Vân Quyệt khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Lúc ấy ta đã cam đoan qua, đương nhiên phải giữ lời hứa. Điều kiện gì? Âu Dương Vân Quyệt không thể tin được, hắn cũng rất cảnh giác. Nhưng nhịp tim không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ, sau khi cảnh giác lại càng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đừng tin hắn, hắn không có ý tốt. Diệp Vô Ưu lập tức cảnh cáo. Để hắn im miệng. Khương Phàm nháy mắt đối với Bạch Tai đang ở bên cạnh. Ngươi làm gì, đừng tới đây. Ta là tù binh, các ngươi nên ưu đãi tù binh. Các ngươi là vạn thế thần triều, phải có khí độ đại quốc. Dừng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng đừng đừng, ngươi đừng tới đây, có nghe hay không, xương cốt ta vừa bị. A, nát, a. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết nương theo thảm trạng miệng mũi rướm máu của Diệp Vô Ưu đã kích thích Âu Dương Vân Quyệt. Âu Dương Vân Quyệt gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Sốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu như còn muốn để cho ta hại thần điện, ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Khương Phàm nói, ta để cho ngươi hại qua thần điện lúc nào rồi? Ngươi gạt ta viết huyết thư, kích thích Diệp Vô Ưu để lộ mật ước với đế tộc. Ha ha, hắn đã hiểu rồi sao? Không sai, ta xác thực biết chuyện mật ước, nhưng ta cũng không có công bố ra ngoài. Vì sao, ngươi sẽ bỏ qua cơ hội tốt như thế này? Đây coi như là cơ hội tốt sao? Chí tôn hoàng đạo các ngươi là đại biểu cho hình tượng Thương Huyền, nếu như công bố mật ước, không chỉ có tổn thất hình tượng của các ngươi, cũng sẽ mang đến cho dân chúng khủng hoảng, lợi lớn xa hơn tệ. Âu Dương Vân Quyệt hồ nghi nhìn Khương Phàm, gia hỏa này có nhân nghĩa như thế. Tuy nhiên, tình thế Thương Huyền đã bày ở nơi này, chỉ cần ta không chết, 3 năm sau đế tộc vẫn sẽ tiến đến, cho nên chuyện mật ước sớm muộn đều phải công bố. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Lúc này, Diệp Vô Ưu đã dừng kêu thảm lại, hắn đã đau đến ngất đi. Khóe mắt Âu Dương Vân Quyệt có chút run rẩy, không đành lòng nhìn thảm trạng của Diệp Vô Ưu. Khương Phàm lật tay triệu ra 3 viên tinh thạch ký ức, nở rộ mê quang ở trong địa lao. Một viên tinh thạch ký ức là hình ảnh Diệp Vô Ưu thông cáo mật ước với đế tộc. Một viên là hình ảnh Âu Dương Vân Quyệt dùng máu tươi viết huyết thư. Một viên thì là chữ bên trên huyết thư. Bị bọn người Khương Phàm dùng tấm da thú kia của Âu Dương Vân Quyệt một lần nữa viết lên hiệp nghị. Âu Dương Vân Quyệt nhìn thấy thì lên cơn giận dữ, một khi những tinh thạch ký ức này được công bố, hắn và Diệp Vô Ưu sẽ theo sự kiện ký hiệp ước để lại tiếng xấu muôn đời, chịu đủ lăng mạ. Ngươi nói chuyện đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Âu Dương Vân Quyệt cơ hồ gào thét thật lớn, bởi vì cảm xúc quá kích động, lồng ngực nhấc lên, kịch liệt ho khan, máu tươi đều tràn ra khóe miệng. Ngươi có thể nghĩ đến, nếu như 3 viên tinh thạch ký ức này chiêu cáo thiên hạ, đối với ngươi, đối với quang mang thần điện sẽ là dạng ảnh hưởng gì? Bây giờ ta thả ngươi trở về là muốn ngươi nói rõ tình huống cùng người chủ trì bây giờ của quang mang thần điện, sau đó. Chúng ta, muốn nói chuyện với hắn. Nói chuyện, nói cái gì, làm sao nói? Lúc ngươi trở về, mang ta đi đến, tiếp theo cũng không cần ngươi nữa. Không thể nào. Âu Dương Vân Quyệt quả quyết từ chối, nói đùa cái gì, mang ngươi về. Một thánh hoàng như ngươi đã đủ để bù đắp được nửa tôn thần. Phần thiên diệt thế viêm càng là cực diễm của thế gian. Một khi muốn bộc phát ở nơi đó, đối với quang mang thần điện mà nói tuyệt đối là tai nạn,
Ngươi kích động cái gì, đến quang mang thần điện các ngươi, người nên khẩn trương là ta, không phải là các ngươi. Nơi đó là nơi ở của các ngươi, nếu như muốn vây khốn ta, ta không có chút chỗ trống nào để hoàn thủ. Không được là không được. Âu Dương Vân Quyệt vẫn kiên quyết phản đối, lúc trước hắn ước gì có thể lừa gạt Khương Phàm đi đến, nhưng bây giờ thần tôn sống chết còn chưa biết, hắn lại không hiểu rõ tình huống của thần điện, tuyệt đối không thể bỏ hung thú như tên Khương Phàm này vào. Hắn đã để lại sai lầm lớn ở chỗ này, nếu như lại dẫn sói vào nhà, hắn thật sự sẽ thành tội nhân thiên cổ. Ta không vào, còn bàn bạc thế nào? Ta có thể tiện thể nhắn cho ngươi. Ta nhất định phải tự mình gặp lại các ngươi thần tôn, có một số việc cũng chỉ có thể là hai người chúng ta thương lượng. Ngươi là muốn đi đến điều tra thần tôn phải chăng còn sống? Âu Dương Vân Quyệt nhìn chằm chằm Khương Phàm. Ta muốn là nói chuyện, không phải chiến tranh. Lời nói của ngươi, chính ngươi tin sao? Ta nói cho ngươi, ta tuyệt đối không thể nào để cho ngươi tiến vào quang mang thần điện. Tuyệt đối không thể nào. Ta không vào đi cũng được, sẽ là người khác. Hài tử của ta, Kiều Vô Hối, hắn có thể đại biểu ta. Không được, ta cũng không thể nào thả Thánh Hoàng vào quang mang thần điện. Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên của quang mang thần điện các ngươi đều còn sống. Trong khoảng thời gian này rất có thể đều tạo nên thứ ba vị Thánh Hoàng thứ tư, lại còn ở chính lãnh địa các ngươi, còn sợ một Thánh Hoàng. Kiều Vô Hối ở bên cạnh cũng nói. Rốt cuộc là ngươi đang sợ cái gì? Biểu hiện bây giờ của ngươi, thật sự quá làm mất thể diện cho thần điện các ngươi. Âu Dương Vân Quyệt cau mày, không phải sợ Thánh Hoàng, là sợ lại bị Khương Phàm lừa. Nếu quả thật các ngươi như có thành ý, cao nhất là phái Thánh Linh đi qua. Thánh Linh, tại lãnh địa của các ngươi phất tay liền có thể trục chết. Cao nhất Thánh Linh, nếu không thì không cần bàn nữa. Hai vị Thánh Vương, một vị đi đến đàm phán, một vị lưu thủ cửa vào. Nếu như ngươi đồng ý, ta thả ngươi còn sống trở về, nói chuyện cùng quang mang thần điện. Nếu như không đồng ý, bây giờ ngươi sẽ chết, ta tìm Chu Thiên thần điện khác bàn bạc. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đế tộc xâm lấn đã như lửa xém lông mày, tất cả đều là do các ngươi tạo thành. Xích Thiên thần triều đã mất lý trí, mà rốt cuộc quang mang thần điện các ngươi là bị chôn cùng, cùng nhau nhận thương huyền phỉ nhổ, hay là hợp tác cùng ta, lấy phương thức chuộc tội bảo vệ thương huyền, bây giờ phải cần làm lựa chọn. Hợp tác với ngươi. Âu Dương Vân Quyệt cau chặt lông mày, mâu thuẫn lộ rõ trên mặt. Ngươi khả năng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng đến cuối cùng ý tưởng của thần tôn các ngươi là gì, ngươi sẽ không biết. Ngươi dẫn người của ta đi, có thể bàn bạc thì bàn bạc, không thể bàn bạc thì chúng ta tiếp tục làm kẻ địch. Nhưng tóm lại đây là cái lựa chọn, là một trận cứu rỗi. Lời Khương Phàm nói đã xúc động đến Âu Dương Vân Quyệt. Nội chiến đang bộc phát. Mọi chuyện đang gây họa tới thương huyền. Trừ phi Khương Phàm cam nguyện chịu chết, nếu không nguy cơ ngoại chiến không thể tránh được. Tuy nói đây đều là do Khương Phàm đưa tới, nhưng ước hẹn với đế tộc đúng là do bọn hắn ký kết. Khi ký ức tinh cầu chiêu cáo thiên hạ, một khắc này, hình tượng chí tôn hoàng đạo dùng vài vạn năm đau khổ duy trì bảo vệ sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc, ngưỡng của hàng tỷ tín dân chúng thương huyền cũng sẽ bị chà đạp. Đến cuối cùng quang mang thần điện nên đi con đường nào? Mặc dù Âu Dương Vân Quyệt biết hai bên không thể nào hợp tác với nhau, quang mang thần điện càng không có khả năng làm tôi tớ cho Khương Phàm, nhất là khi thần tôn giết hại số lượng lớn cường giả dưới trướng Khương Phàm, đây là điều kiện tiên quyết, nhưng giống như Khương Phàm nói, tóm lại đây chính là một sự lựa chọn. Có lẽ, thật sự có thể nói một chút. Âu Dương Vân Quyệt dao động. Bây giờ là lúc nào rồi? Khương Phàm trả lời. Ngày mùng 2 tháng 2. Cách cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn đã qua 5 tháng. Âu Dương Vân Quyệt liên tục giãy giụa, cuối cùng đã quyết định. Lúc nào ta sẽ được trở về? 3 ngày sau thì có thể. Ta có hai điều kiện, đầu tiên ngươi tuyệt đối không thể tới gần quang mang thần điện, thứ hai, nhiều nhất hai vị Thánh Vương đi qua. Âu Dương Vân Quyệt thật sự kiêng kỵ Khương Phàm, mà hai vị Thánh Vương còn có thể tiếp nhận, cho dù là tự bảo, cũng uy hiếp không được thần điện. Ta muốn tự mình đi qua. Chỉ phái hai vị Thánh Vương là nhượng bộ của ta. Nhưng nếu như bọn hắn có cái gì ngoài ý muốn, ta lập tức chiêu cáo tinh thạch ký ức với thiên hạ, thuận tiện nói rõ là quang mang thần điện nhấc lên cuộc giao dịch này. Chỉ cần bọn hắn tôn trọng quy củ thần điện thì sẽ không có việc gì. Âu Dương Vân Quyệt thở sâu, lại có chút hoảng hốt. Thật không nghĩ tới hắn còn có thể sống được mà trở lại thần điện,
mà hình ảnh mình viết huyết thư bên trong tinh thạch ký ức đã để hắn cảm thấy rất khuất nhục, không biết thần tôn sẽ xử trí hắn như thế nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, chết tại thần điện, dù sao cũng tốt hơn là chết ở chỗ này. Huống chi sau khi trở về, cũng có thể tự cho mình một lời giải thích, không đến mức bị xem như phản đồ, tội nhân. Sau khi Khương Phàm rời khỏi địa lao, Hồng Hoang Thiên Long, Huyền Vũ, Ngưu Chính Nguyên và các thánh vương cũng chờ ở chỗ này. Như mong muốn, hắn có thể tiếp nhận hai vị thánh vương. Ngưu tộc trưởng, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi xác định có thể nhận nhiệm vụ này. Người Khương Phàm chọn là hai vị thánh vương là Hồng Hoang Thiên Long cùng Ngưu Chính Nguyên này. Từ sau khi trở về Hồng Hoang Thiên Long cũng không có ngừng trưởng thành lại, bây giờ đã là cảnh giới thánh vương đỉnh phong, thực lực không thể nghi ngờ. Mặc dù Ngưu Chính Nguyên chỉ tiến đến thánh vương trong thời gian ngắn, nhưng ở trong thế giới hỗn độn này, tốc độ trưởng thành của hắn vẫn rất nhanh. Hắn còn kế thừa hỗn độn giới thạch còn sót lại của Ngưu Thái Bình sau khi chết. Đó là kết tinh của hỗn độn chiến khu cảnh giới thánh hoàng lắng đọng bên trong khí hải, không chỉ có thể kích phát tiềm lực huyết mạch hậu đại, còn có thể bộc phát ra uy lực và năng lượng cực mạnh. Đan Hoàng đã tự mình luyện chế thành công hai viên thiên nhất kim tủy đan, cũng đều cho Ngưu Chính Nguyên, để vị tộc trưởng hỗn độn chiến tộc này trưởng thành đến thánh vương đỉnh phong, tiềm lực to lớn. Nếu như muốn lựa chọn hai vị đội viên thánh vương từ trong đội cảm tử, thực lực hai vị này đều là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng bây giờ hỗn độn chiến tộc đang trong thời kỳ yếu ớt, Ngưu Thái Bình mới mất, Ngưu Thiên Khải bị bắt, nếu như Ngưu Chính Nguyên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đả kích đối với toàn bộ hỗn độn chiến tộc có thể nghĩ. Ngưu Chính Nguyên nghiêm túc trả lời. Ta nên tiếp, ta cũng có thể tiếp, tin tưởng ta nhất định sẽ phối hợp với Hồng Hoang Thiên Long, xé mở bình chướng phòng ngự, chờ các ngươi giết đến. Ngưu Ngàn Kỳ, Ngưu Kình Thương, Ngưu Thanh Giao trao đổi ánh mắt. Rất muốn thuyết phục tộc trưởng không nên miễn cưỡng. Nhưng bọn hắn có thể hiểu được lựa chọn của tộc trưởng, đây là muốn chứng minh thực lực của hỗn độn chiến khu, càng là phải báo thù quang mang thần điện. Ngươi hãy từ từ ngẫm lại, trước ngày mai nếu như thay đổi chủ ý, ta sẽ phái đại vương đi. Không cần suy nghĩ, ý ta đã quyết, cam đoan có thể chống đỡ được cho đến khi các ngươi đuổi tới. Nếu đã như thế này, các ngươi hãy cố hết sức quen thuộc, tìm tòi chiến thuật với nhau. Đến lúc đó cuối cùng sẽ xuất hiện nguy hiểm hay chuyện ngoài ý muốn gì, ai cũng không thể nào dự đoán được, các ngươi chỉ có thể dựa vào lẫn nhau. Khương Phàm cũng không phải muốn hợp tác cùng Quang Mang Thần Điện thật, mà là lợi dụng Âu Dương Vân Quyệt mang Hồng Hoang Thiên Long cùng Ngưu Chính Nguyên đến trước Quang Mang Thần Điện, lừa gạt nơi đó mở phòng ngự, kiên trì đến khi Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại tới bôn tập. Chỉ cần có thể chống đỡ chân áp trong lúc ngắn ngủi, dẫn Đông Hoàng Càn xông vào Quang Mang Thần Điện. Trận chiến này đã có thể thành công một nửa. Đến lúc đó nội bộ cuồng chiến, bên ngoài tấn công mạnh thì đã có thể phá vỡ pháp trận phòng ngự của Quang Mang Thần Điện trong thời gian ngắn nhất, nhất cử nuốt lấy siêu cấp hoàng đạo hùng cứ trung vực Tây Bộ vài vạn năm này. Nhưng nếu như Hồng Hoang Thiên Long và Ngưu Chính Nguyên gánh không được thì bọn hắn có thể bị vây ở bên trong, thảm tao sát hại, bọn hắn sẽ cưỡng ép phá bị đánh thức, Quang Mang Thần Điện sẽ khó khăn trùng điệp, thậm chí có khả năng không công mà lui. Cho nên, bọn họ cũng đều biết, kế hoạch cảm tử, đưa Thánh Vương đi đến là vô cùng mạo hiểm, nhưng vẫn được cao tầng thông qua toàn bộ. Chúng ta sẽ dùng hết khả năng, tăng tốc độ lên tới cực hạn, các ngươi phải tin tưởng, chúng ta nhất định có thể làm được. Đông Hoàng Càn thận trọng nhắc nhở Hồng Hoang Thiên Long và Ngưu Chính Nguyên. Vì để ngăn ngừa bị Quang Mang Thần Điện phát giác, bọn hắn cần giữ vững đầy đủ khoảng cách, đến lúc đó Thần Điện bị bừng tỉnh, pháp trận nhất định sẽ mở ra toàn diện. Các loại kiếm chiều quét ngang hư không, bọn hắn muốn giết đi đến là cực khó. Nhưng nếu đã quyết định kế hoạch, bọn hắn phải dùng toàn lực ứng phó, mà còn phải kiên định lòng tin. Đầu tháng 2, khi Thánh Hoàng của Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện từ mật đạo lặng yên rời khỏi thần điện của riêng mình tiến về Xích Thiên Thần Triều, pháp trận mà Xích Thiên Thần Triều bố trí tại Lưu Hòa Thành đã thuận lợi hoàn thành. Xích Thiên Thần Triều khởi động toàn diện phòng ngự bao phủ 10 vạn dặm núi sông và hư không, cảnh giác vết tích của thế giới hỗn độn, đề phòng bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì. Xích Thiên Thần Tôn tiếp tục bế quan điều trị, chuẩn bị quyết đấu cùng phần Thiên Thần Hoàng. Nhưng, để bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, giao dịch tại Thiên Lang Quan chỉ là cái bẫy chung cuộc mà Khương Phàm đặt ra. Lấy ước đàm tại Thượng Thương cùng mưu đồ bí mật với Man Hoang làm kíp nổ. Kích thích Xích Thiên Thần Triều nghĩ đến Thiên Lang Quan là trận sát cục, tiến tới hấp dẫn lực chú ý,
nhưng thiên lang quan vẫn là một cái kíp nổ, sát cục thật sự là tại quang mang thần điện. Mặc dù khẳng định là Khương Phàm muốn làm giao dịch cùng Xích Thiên Thần Triều, cũng sẽ đổi tới trong thời gian ước định, nhưng trước đó, đầu tiên Khương Phàm phải giải quyết quang mang thần điện. Kỷ nguyên năm 18, ngày mùng 5 tháng 2, tương lai Thương Huyền đều ghi khắc lịch sử một ngày cực kỳ ý nghĩa này. Bởi vì Khương Phàm đối quyết chính diện với Chí Tôn Hoàng Đạo, mang ý nghĩa nội chiến Thương Huyền đã thật sự bộc phát. Bởi vì Khương Phàm tập kích quang mang thần điện, cũng mang ý nghĩa bọn hắn có được thực lực hủy diệt Chí Tôn Hoàng Đạo. Quang mang thần điện. Khi Bùi Tiêu, Âu Dương Dật Phong lần lượt bước lên thánh hoàng cảnh, rốt cuộc cảm xúc bất an trong thần điện cũng đã bình phục lại. Mặc dù đệ tử bình thường cũng không biết tình huống thần tôn như thế nào, nhưng có thể xác định là quang mang thần kiếm đã trở về. Bây giờ Bùi Tiêu, Âu Dương Dật Phong không phụ sự mong đợi của mọi người, để thánh hoàng đạt tới số lượng 4 vị hiếm thấy, thực lực thần điện đang nhanh chóng khôi phục, mặc dù không bằng thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không kém lắm. Đám đệ tử cũ của thần điện cũng không thể không rung động nội tình thần điện khủng bố xa hơn so với những gì bọn hắn dự đoán, có thể tại thời điểm cần thiết nói tạo nên thánh vương thì có thể tạo nên thánh vương, nói bồi dưỡng thánh hoàng thì có thể bồi dưỡng thánh hoàng. Đây là chuyện mà lúc trước tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Đều giữ vững tinh thần, bây giờ là lúc nào rồi, còn dám lười biếng. Bây giờ chính là thời điểm thần điện cần các ngươi, ai dụng tâm làm việc, thần điện tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Bó lớn tài nguyên đang chờ các ngươi, nếu ai dám qua loa lười biếng, ảnh hưởng bầu không khí, tuyệt đối không tha thứ. Tân tấn thống lĩnh, Bùi Thanh Phong trấn thủ Sơn Môn Cung Điện Bắc Bộ, nghiêm khắc khiển trách mấy vị lười biếng đệ tử. Lúc trước hắn là Chí Tôn Thánh Phẩm, bằng vào thân phận và mối quan hệ nên có được rất nhiều tài nguyên, đạt tới cảnh giới bán thánh, cứ cho rằng đó là mức cực hạn nhân sinh của hắn, không nghĩ tới thần điện kịch biến. Số lượng lớn thần cốt thần huyết được mời ra khỏi tổ từ để mà kích phát linh văn, tiềm lực, bồi dưỡng thánh linh, thánh vương, cùng thánh hoàng mới. Hắn chính là kẻ may mắn được chọn, Chí Tôn Thánh Phẩm tiến tới thiên phẩm, cảnh giới bán thánh tiến tới thánh phẩm, càng từ phó thống lĩnh thăng đến thống lĩnh, tỏa trấn phương Bắc. Loại biến đổi này có nghĩ cũng không dám nghĩ, để hắn đến bây giờ còn ở vào trạng thái phấn khởi, cũng trở nên đặc biệt nghiêm khắc. Pháp trận đều đã mở ra. Chúng ta trấn thủ nơi này giống như không có ý nghĩa gì cả, chính là bảy cái tình thế mà thôi. Đệ tử thân truyền của Bùi Thanh Phong thấp giọng bực tức. Làm càn, bây giờ pháp trận chỉ là mở ra tượng trưng, không có hoàn toàn bộc phát ra năng lượng, đối với tinh thạch và bảo cốt là hao tổn cực lớn. Các ngươi đóng giữ nơi này, chính là gánh vác trách nhiệm quan sát, một khi phát hiện vấn đề, lập tức cảnh báo nội bộ thần điện, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất kích hoạt toàn diện pháp trận. Sư phụ ngài bất giận, ý của đệ tử là, kế tiếp là Khương Phàm muốn tập kích Cửu Lê Thần Cung, chúng ta nơi này không cần thiết phải khẩn trương thái quá. Ai nói với ngươi Khương Phàm muốn tập kích Cửu Lê Thần Cung, hắn nói cho ngươi biết. Bọn hắn không phải cam đoan cùng Tổ Sơn, không dậy nổi nội chiến sao. Lời hắn nói ngươi tin, chính hắn đều không tin, bây giờ nhìn lại Khương Phàm chỉ có thể bôn tập Cửu Lê Thần Cung, nhưng nếu để cho hắn nhìn thấy chúng ta nơi này lười nhác đê mê. Ngay cả trấn thủ cánh cửa đều mặt ủ mày trao, ngươi nhìn xem hắn có tới hay không. Bùi Thanh Phong nghiêm khắc khiển trách, thanh âm hòa với linh lực truyền khắp sơn môn gần đó. Bên ngoài điện, các đệ tử và trưởng lão đều nhấc lên tinh thần, nghiêm túc kiểm tra phòng ngự, ngắm nhìn vùng núi bằng phẳng được ánh sáng bao phủ. Thời điểm trước đó, xung quanh thần điện cung điện tất cả đều là núi rừng xanh tươi tốt, bây giờ theo pháp trận nở rộ, năng lượng ánh sáng trực tiếp bao phủ tới hơn 2.000 dặm. Tất cả cây cối đều lọt vào tai họa ngập đầu, cuối cùng liền biến thành vùng núi trụi lùi. Như thế này càng tốt hơn, ánh mắt khoáng đạt, bất kỳ cái gì cũng đều có thể kịp thời phát giác. Bày ra tinh khí thần, tận tốt hết trách nhiệm cho ta. Bùi Thanh Phong nhắc nhở sau đó liền muốn rời khỏi, nhưng lúc này, tầng ngoài cùng pháp trận phụ trách dò xét năng lượng đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhắc nhở có cường giả tới gần. Chuẩn bị sẵn sàng. Bùi Thanh Phong cao giọng thét lên ra lệnh, kích phát quang minh linh văn, ngắm nhìn cây núi bị ánh sáng bao phủ. Tầng ngoài pháp trận nổi lên gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, kích thích các nơi tế đàn các trưởng lão. Tuy nhiên, từ tình huống pháp trận suy đoán, người đến gần hẳn là cảnh giới thánh vương, không phải thánh hoàng. Chuyện này khiến Bùi Thanh Phong và đám người thoáng yên tâm, đoán chừng rất có thể là Chu Thiên Thần Điện. Không lâu sau đó, ba thân ảnh xuất hiện ở cuối tầm mắt.
tốc độ rất nhanh. Trong núi rừng trụi lủi, dưới cường quang chói mắt chiếu xuống, ba thân ảnh kia rất đáng chú ý. Âu Dương Vân Quyệt chống đỡ ánh sáng kinh khủng, gian nan vọt mạnh về phía trước. Nhưng ánh sáng này đều là pháp trận thả ra, giống như vô số lợi kiếm ánh sáng chém vào đầy trời. Lấy cảnh giới niết bàn cảnh cửu trọng thiên của hắn, tất cả đều cảm thấy uy hiếp mãnh liệt, càng là tiến về phía trước, năng lượng ánh sáng càng cường thịnh, chiếu lên trên người càng giống như là vô số kiếm chiều đang tập kích hắn, mặt ngoài thân thể hình thành áo giáp thánh quang không ngừng xuất hiện vết cắt. Đại tạc huyễn hóa thành hình người, nhưng dưới mênh mông ánh sáng chiếu vào lại có loại cảm giác bị tịnh hóa, xương cốt toàn thân răng rắc giòn vang, giống như khống chế không nổi muốn trở lại hình thái yêu thú. Ngô Chính Uyên cau mày, không hổ là chí tôn hoàng đạo, pháp trận vẫn chưa hoàn toàn mở ra mà đã có năng lượng như thế. Nhị trưởng lão, Bùi Thanh Phong khoa trương dụi dụi con mắt, khó có thể tin được mà nhìn nam tử đang nhanh chóng đến gần. Nhị trưởng lão tham dự qua cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn, sau đó thì mất tích, liên tiếp mấy tháng đều không có tin tức, thần điện đã suy đoán hẳn là chết rồi. Trước đó vài ngày, tân nhiệm điện chủ Bùi Tiêu còn một lần nữa khâm định người được chọn lên vị trí nhị trưởng lão, không nghĩ tới vậy mà trở về. Thật sự là nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão còn sống. Nhị trưởng lão vậy mà còn sống. Các đệ tử và trưởng lão ở Bắc Bộ cảm thấy ngoài ý muốn càng kích động, nhất là người của Âu Dương phe phái, suýt chút nữa đã muốn rộng mở pháp trận đi qua nghênh đón. Phía sau hắn là ai? Bùi Thanh Phong cách phong ấn của quang mang thần điện, quan sát đến hai nam tử ở sau lưng Âu Dương Vân Quyệt. Nhưng bọn hắn đều mặc áo choàng màu đen dày đặc, che kín thân thể, cũng đều cúi đầu, không thấy rõ bộ dáng. Điều duy nhất có thể xác định là, một người trong đó là yêu thú biến thành. Năng lượng ánh sáng của thần điện bọn hắn đối với yêu ma có uy hiếp rất mạnh, thậm chí có thể tùy tiện chiếu ứng ra chân thân. Nhưng con yêu thú này là cái gì? Mơ hồ vặn vẹo, vậy mà lại thấy không rõ lắm. Ta là Âu Dương Vân Quyệt, ta đã trở về. Âu Dương Vân Quyệt đi đến trước sơn môn Bắc Bộ, nhìn qua sơn môn rộng rãi cao tới trăm trượng, cùng tầng tầng phòng ngự nở rộ ánh sáng, trong lòng có cảm giác kích động đã về nhà, cũng có mấy phần bất định và bất an, dù sao hắn cũng đã bị Khương Phàm bắt làm tù binh, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nhị trưởng lão, ta là Bùi Thanh Phong, hoan nghênh trở về. Nhưng tình huống bây giờ đặc biệt, thần điện giới nghiêm, chúng ta không tiếp nhận khách bái phỏng. Người có thể vào, nhưng bọn hắn thì không thể. Trong sơn môn truyền ra giọng của Bùi Thanh Phong, thông qua sơn môn và bình chướng quấy nhiễu, thanh âm trở nên lơ lửng không cố định. Bây giờ trong điện là ai chủ sự? Âu Dương Vân Quyệt dùng năng lượng quấn quanh thanh âm, tận hết khả năng truyền đến bên trong. Hoàng Tổ, Bùi Thu Nghiệp. Mời hắn tới, ta có chuyện quan trọng vô cùng muốn bẩm báo. Thu Nghiệp Hoàng Tổ đang bế quan. Gần đây không hy vọng bị người khác quấy rầy. Bùi Thanh Phong là thánh linh thống lĩnh, đương nhiên biết Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên đã rời khỏi, nhưng các trưởng lão và đệ tử khác cũng không hiểu rõ tình hình, tuyên bố là đang bế quan chiều sâu. Ai chủ sự thì mời người đó đến, chuyện của ta vô cùng quan trọng. Người có thể tự mình tiến đến, tự mình đi qua báo cáo. Âu Dương Vân Quyệt vừa muốn mở miệng, đại tặc cùng Ngô Chính Uyên ở sau lưng đồng thời bóp lấy hắn hai bên bả vai. Ý là phải vào cùng một chỗ, hắn chỉ có thể nói. Chuyện của ta rất quan trọng, hai người ở sau ta cũng rất đặc biệt. Xin mời lão tổ chủ sự tới, do ngài tự mình định đoạt. Bọn hắn là... Xin mời lão tổ chủ sự tới. Tân Tấn Thánh Hoàng, Âu Dương Giật Phong tự mình đến nơi này, dù sao cũng là hậu đại nhà mình. Về phần Bùi Tiêu, hắn tiếp tục tọa trấn nội bộ thần điện. Bây giờ là thời kỳ nguy cơ. Dù là chuyện đặc biệt gì cũng không thể để hai vị thánh hoàng phụ trách bảo vệ thần điện toàn bộ kéo tới một nơi. Vân Quyệt, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Trong sơn môn truyền đến thanh âm phiêu miểu, cứ việc rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể phân biệt ra là giọng của Âu Dương Giật Phong, nhân vật số 2 bây giờ của Âu Dương gia bọn hắn. Khởi bẩm Giật Phong lão tổ, ta bị bắt. Âu Dương Vân Quyệt xấu hổ. Bị ai bắt? Xí Thiên Giới, Khương Phàm. Sau khi giọng của Âu Dương Vân Quyệt truyền vào bên trong, thật lâu cũng không có thanh âm khác tiếp tục truyền tới. Âu Dương Giật Phong, bọn người Bùi Thanh Phong đứng bên trong sơn môn, vẻ mặt đã biến đổi rất nhiều. Bị Khương Phàm bắt, nhìn hắn giống như còn sống rất tốt mà.
Khương Phàm há có thể tha cho hắn, còn thả hắn trở về. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà thân phận hai người đi theo sau lưng Âu Dương Vân Quyệt cũng đã rõ rành rành, thánh vương của Xí Thiên Giới. Cảnh báo! Bùi Thanh Phong lập tức quay người gào thét. Thông báo các pháp trận thần điện, chú ý biến động ở Bắc Bộ, chuẩn bị kích hoạt bất cứ lúc nào. Cứ nói, hư hư thực thực có Xí Thiên Giới tới gần. Âu Dương Giật Phong tự mình an bài sau đó đã lấy lại bình tĩnh, truyền ra thanh âm. Ngươi là người của gia tộc Âu Dương ta, hẳn là có kiêu ngạo của Âu Dương gia, sau khi bị bắt, vì để tránh cho tiết lộ bí mật, ngươi phải nên làm như thế nào? Ta hẳn là, kết thúc bản thân. Nhưng thật giống như ngươi sống rất tốt. Ta, lúc ấy ta một lòng muốn chết, nhưng bị Khương Phàm lừa gạt mê hoặc. Ta, ngươi làm cái gì? Âu Dương Giật Phong cau mày, lập tức khẩn trương lên. Ta cam đoan không có tiết lộ cơ mật. Nhưng Khương Phàm còn bắt những người khác, từ bọn hắn nơi đó biết được. Biết được, chuyện mật ước với đế tộc, sau đó giả tạo thành ta viết huyết thư, dùng tinh cầu ký ức ghi chép lại. Ngươi nói cái gì, Khương Phàm biết cái gì? Sắc mặt Âu Dương Giật Phong đột nhiên biến đổi. Bùi Thanh Phong đang vội vàng an bài cũng bỗng nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm sơn môn đang đóng chặt. Khương Phàm biết rồi. Mật ước với đế tộc. Đây là việc liên quan đến mặt mũi hoàng đạo, thậm chí là tuyệt đối cơ mật của Thương Huyền, ai sẽ cởi trần ra cho Khương Phàm xem. Lẽ ra thà rằng chết bất khuất mới đúng. Nhưng, nếu Khương Phàm đã biết, vì sao còn không có công bố ra ngoài? Khương Phàm muốn tự mình đến gặp mặt thần tôn, nhưng ta không hiểu rõ tình huống thần điện, sau khi liên tục tranh thủ, bọn hắn chỉ phái tới hai thánh vương. Bọn hắn nhận Khương Phàm ủy thác, đến đây làm giao dịch cùng thần điện. Giao dịch gì? Âu Dương Giật Phong hô hấp dần dần dồn dập lên, mật ước đế tộc rơi xuống trên tay Khương Phàm. Đây không thể nghi ngờ là ác mộng còn nghiêm trọng hơn so với chuyện Xí Thiên Giới bóp chặt Thiên Trụ Sơn. Một khi Khương Phàm tùy ý công bố chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn, mặc dù ngày đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng bây giờ đã rơi xuống trong tay Khương Phàm, thật sự là vượt qua mong muốn của bọn hắn, cũng đột nhiên đưa bọn hắn tới tình trạng cực kỳ bị động. Ta không rõ ràng, bọn hắn thả ta trở về, chính là để cho ta dẫn hai người của bọn hắn đến đàm phán. Người đâu, báo thân phận. Âu Dương Giật Phong lấy lại bình tĩnh, cao giọng chất vấn. Đại tặc kích phát năng lượng, cao giọng đáp lễ. Can hệ trọng đại, chúng ta muốn tận mắt nhìn thấy thần tôn. Ngươi, không đủ tư cách. Âu Dương Giật Phong cao giọng nói. Ta là Thánh Hoàng, ta có thể đại biểu thần điện. Thánh Hoàng đã có thể đại biểu. Thần tôn đã chết rồi sao? Cuồng ngạo, nơi này là quang mang thần điện, không phải là nơi để Xí Thiên Giới các ngươi dương oai. Bây giờ trên tay chúng ta nắm nhược điểm của các ngươi, không muốn vào ngày mai thấy tinh thạch ký ức thịnh truyền khắp thiên hạ, không muốn nhìn thấy tất cả hình ảnh bên trong tinh thạch ký ức đều là trưởng lão quang mang thần điện ngươi viết huyết thư, thì lập tức tôn trọng một chút cho ta. Nếu như các ngươi cần, mời chúng ta đi đến, khách khí tiếp đãi. Nếu như không muốn nói, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, đến Chu Thiên Thần Điện ở Nam Bộ bàn bạc. Nhớ kỹ, chúng ta nguyện ý bàn bạc, là không muốn trận nội chiến này huyên náo quá lúng túng, càng là đang cho các ngươi cơ hội. Nếu như các ngươi đều không muốn nói, bắt đầu từ ngày mai, tinh thạch ký ức sẽ từ Tổ Sơn, truyền khắp thiên hạ. Các ngươi không chỉ phải đối mặt với việc bị dân chúng phỉ nhổ, còn phải tiếp nhận lửa giận từ Tổ Sơn, bị thương sinh cung chế tài. Giọng đại tặc hùng hậu trùng kích phong ấn. Xuyên thấu qua cửa đá, truyền vào bên trong. Âu Dương Giật Phong cau mày, tức giận lại càng khẩn trương. Mật ước với đế tộc đúng là sỉ nhục chạm tới sâu trong linh hồn bọn hắn. Lúc trước, thời điểm mà Xích Thiên Thần Triều vừa mới nói ra, bọn hắn vừa tức giận, vừa mâu thuẫn, thậm chí là chửi mắng. Cuối cùng sở dĩ thỏa hiệp, cũng là nghĩ có thể lừa bịp đế tộc, trước khi đế tộc kịp phản ứng, lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết Xí Thiên Giới. Sau đó để đế tộc xé bỏ mật ước, nhưng người nào nghĩ đến sẽ nháo đến cục diện khó xử như bây giờ. Ngô Chính Uyên bước về phía trước mấy, ngạnh kháng ánh sáng nóng bỏng đến bành trướng, đứng trước pháp trận, lên tiếng gào thét. Ngươi là Âu Dương Giật Phong, ta nhớ không lầm, 500 năm trước, ngươi từng là điện chủ quang mang thần điện. Ta lại hỏi ngươi, tín niệm mà chí tôn hoàng đạo thủ vững là cái gì? Căn nguyên mà đế tộc tám phương kiêng kỵ Thương Huyền là cái gì? Vào cái ngày ngươi kế nhiệm điện chủ ấy,
có từng quỳ gối trước linh vị các đời tiên tổ quang mang thần điện, tuyên cáo lời thề sẽ bảo vệ Thương Huyền, trấn thủ Thương Huyền. Kết quả thì sao? Chí Tôn Hoàng Đạo, các ngươi xé nát tín niệm, các ngươi đạp vỡ ranh giới cuối cùng của Thương Huyền. Các ngươi tiết độc hai chữ Chí Tôn, các ngươi phụ lòng trọng thác của các đời tiên tổ. Ta lại hỏi ngươi, coi ngươi sau khi chết, sẽ gặp mặt tiên tổ như thế nào? Ngươi giải thích loạn cục Thương Huyền như thế nào? Là giao toàn bộ trách nhiệm cho Khương Phàm sao? Có đúng không? Ngô Chính Nguyên càng nói càng tức giận, gương mặt dữ tợn, đau đớn lại bi phẫn. Hắn không chỉ là vì chuyện quang mang thần điện đồ sát thần tôn bọn hắn, cũng là vì quang mang thần điện sa đọa mà tiếc hận. Kiêu ngạo, kiên trì 30.000 năm, sa đọa, lại chỉ ở trong nháy mắt. Bây giờ, mở rộng cánh cửa, để cho ta gặp mặt thần tôn các ngươi. Nếu như thần tôn không tiện, mời tất cả thánh hoàng các ngươi, gặp mặt chúng ta. Ta đại biểu cho Khương Phàm. Đại biểu cho người đã từng là chủ nhân Thương Huyền, trước khi cục diện Thương Huyền triệt để mất khống chế, cùng các ngươi tiến hành một trận nói chuyện sau cùng. Tiếng Ngô Chính Nguyên gào thét truyền vào cánh cửa đá, đối với rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử mà nói, bọn kỳ thật hắn cũng không biết cặn kẽ nội dung đế ước, cho tới giờ khắc này nghe phía bên ngoài lên án, mới mơ hồ biết được thần điện đã làm cái gì, lại đang trải qua cái gì. Âu Dương Dật Phong cùng Bùi Thanh Phong cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, bọn hắn xác thực đã bị xúc động. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Âu Dương Dật Phong để lại một câu trở lấy, ra hiệu Bùi Thanh Phong trông coi cửa đá, hắn nhảy vọt lên, hóa thành thánh quang sáng chói, lao thẳng đến cung điện sâu trong quang mang thần điện. Ngô Chính Nguyên ở lại ngoài cửa, cùng Hồng Hoang Thiên Long đụng đụng ánh mắt không để lại dấu vết, làm xong chuẩn bị tập kích. Ở bên ngoài cách đó 2.000 dặm, Khương Phàm, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại đang ẩn núp. Khương Phàm lợi dụng Sơn Hà Đại Táng, chìm ở dưới mặt đất vạn mét, giao hòa cùng địa tầng, ẩn nấp hoàn mỹ, đồng thời cẩn thận cảm nhận được năng lượng ba động ở bên ngoài 2.000 dặm. Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại điều chỉnh trạng thái, lặng lẽ diễn biến đạo ngấn không gian. Nhất là Đông Hoàng Càn, toàn bộ cánh tay phải đều đang căng cứng, đó là một tay cụt của thần tôn để lại, không chỉ có khuấy động thần uy, cũng khắc lấy huyết chú của thần tôn. Bọn hắn khẩn trương cao độ. Trái tim nhảy lên cực mạnh, hô hấp đều trở nên lộn xộn. Đại quang mang thần điện đứng sừng sững ở đó ròng rã 30.000 năm, hệ thống phòng ngự vô cùng hoàn thiện, mà là năng lượng lại cực kỳ khủng bố. Nếu như cưỡng ép tập kích, nơi đó cách 2-3.000 dặm đã có thể phát giác, sau đó đều có thời gian sung túc kích phát toàn diện pháp trận, hình thành kiếm chiều quét ngang mấy ngàn dặm. Muốn cưỡng ép tấn công mạnh, cái giá quá lớn. Vì để dùng cái giá thấp nhất, lấy được thắng lợi lớn nhất, bọn hắn chỉ có thể khai thác phương thức lừa gạt, nhất cử phá vỡ pháp trận phòng ngự ở ngoài cùng, chấn kinh quang mang thần điện, chèn ép khí thế nơi đó. Nhưng, cho dù quang mang thần điện tiếp nhận bọn Hồng Hoang Thiên Long đi đến, pháp trận cũng chỉ là mở ra ngắn ngủi, nếu như Hồng Hoang Thiên Long và Ngô Chính Nguyên không thể nắm chặt cơ hội, rất có thể sẽ bị vây ở bên trong, mà nếu nắm chặt cơ hội, thì mang ý nghĩa sẽ là một trận ác chiến. Bọn hắn không biết bây giờ trong thần điện có mấy vị thánh hoàng, lại sẽ có bao nhiêu cường giả đến cửa đá Bắc Bộ, nghênh đón hai vị khách quý này. Cho nên, bọn hắn thật sự đổ mồ hôi thay Hồng Hoang Thiên Long và Ngô Chính Nguyên. Đây mới thực là đánh cược sinh tử. Quyết định vận mệnh của chính bọn hắn, quyết định thành bại và thương vong chiến dịch lần này, càng có thể ảnh hưởng đến xu thế nội chiến Thương Huyền sau đó. Lại ở phía sau thêm ngàn dặm, Kiều Vô Hối, Khương Qua, Tặc Điểu cũng đang mang theo Thánh Vương, Thánh Linh, cùng bán thánh, lo lắng khẩn trương nhìn chằm chằm cuối tầm mắt. Khoảng cách này thật sự quá xa, nhưng vì để tránh cho bị ánh sáng cường hãn ở pháp trận quang mang thần điện bắt được, chỉ có thể tiềm phục tại này. Bọn hắn đang chờ đợi, cũng đang cầu khẩn. Bọn hắn dâng cao chiến ý, nhưng cũng khẩn trương đến ngạt thở. Âu Dương Dật Phong tìm tới Bùi Tiêu đang tọa trấn tại đại quang mang điện, thông báo tình huống ở Bắc Bộ. Bùi Tiêu cau mày, không nghĩ tới Xí Thiên Giới lại chủ động liên hệ bọn hắn, càng không có nghĩ tới Xí Thiên Giới đã biết được mật ước của đế tộc. Mặc dù hắn được tôn làm thánh hoàng, nhưng dù sao cũng là vừa mới đột phá, chỉ muốn an an ổn ổn giữ vững cửa nhà, chờ thần tôn đột phá, chờ Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên đắc thắng trở về, vậy mà Khương Phàm lại đưa tới cho hắn một món lễ lớn như thế này. Âu Dương Dật Phong cũng trở tay không kịp, nhưng cục diện đã bày ở nơi này, bọn hắn không thể không đối mặt. Khi ta tới đột nhiên nghĩ đến, mục đích chủ yếu mà bọn hắn bí mật tới,
rất có thể là làm cục ở Thiên Lang Quan. Bùi Tiêu cau mày. Ý của ngươi là, bọn hắn muốn thông qua chúng ta, hiểu rõ phản ứng của Xích Thiên Thần Triều, cùng bố trí tại Thiên Lang Quan. Âu Dương Dật Phong nói. Trước đó Khương Phàm có Cửu Thiên Thần Giáo làm nội ứng, mọi chuyện đều có thể khống chế thiên cơ, sớm bố trí. Lần này, mặc dù bọn hắn đã tận lực cẩn thận, nhưng dù sao cũng là muốn đối kháng cùng Hoàng Đạo Toàn Thịnh, Xích Thiên Thần Triều kia, cho nên vẫn không có lực lượng, muốn thông qua quan sát chúng ta, hiểu rõ tình huống của Xích Thiên. Có đạo lý. Bùi Tiêu nghĩ tới đây, trong lòng ngược lại yên tâm. Chí ít Xích Thiên Thần Triều phỏng đoán là chính xác, Khương Phàm đúng là muốn bắt Xích Thiên Thần tồn tại Thiên Lang Quan vây. Không hổ là thần hoàng kiếp trước, đúng là to gan. Luôn có thể ra tay bất ngờ, mà còn dám nghĩ dám làm. Vừa giải quyết xong Phù Tang, đã trực tiếp nhắm mục tiêu ngay thần tôn mạnh nhất. Nếu như không phải Xích Thiên Thần Triều nơi đó đầy đủ cẩn thận, thật đúng là có khả năng bị Khương Phàm tính toán. Âu Dương Dật Phong nói. Thậm chí ta còn hoài nghi, Khương Phàm muốn tiến hành một loại hợp tác nào đó cùng chúng ta. Hợp tác, liên thủ vây bắt Xích Thiên Thần Tôn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào này. Ta chỉ là hoài nghi. Khương Phàm nắm trong tay tinh thạch ký ức, có lực lượng đàm phán. Ngươi nghĩ như thế nào, muốn gặp mặt cùng bọn hắn sao? Đề nghị của ta là, trước tiên hãy gặp mặt. Âu Dương Dật Phong thật không muốn tiếp nhận củ khoai lang bỏng tay này, thậm chí muốn bọn hắn đuổi trước tiên đi, nhưng chuyện mật ước với đế tộc thật quá đặc thù. Bùi Tiêu đã đứng dậy sắp qua đi nhìn, nhưng nghĩ tới bây giờ thần điện suy yếu, hắn liên tục suy nghĩ, lại nói. Mời bọn hắn tiến đến, nhưng không được vào khu nội điện, cứ ở bên ngoài điện. Cứ nói thần tôn và thánh hoàng đều đang bế quan, người có thể đại biểu thần điện. Trước tiên hãy tìm kiếm thái độ của bọn hắn. Ta, xin gặp thần tôn. Chờ một chút, không phải thần tôn hạ lệnh bất cứ kẻ nào cũng đều không được quấy rầy sao. Tình huống bình thường thì không thể quấy nhiễu, nhưng tình huống bây giờ là đặc biệt. Trước tiên ngươi đừng có gấp, chờ ta nghe điều kiện của bọn hắn trước lại tới thương lượng, sau đó nhìn tình huống phải chăng nên tấu bẩm thần tôn. Âu Dương Dật Phong tranh thủ thời gian nhắc nhở, thần tôn đang dung hợp thần nguyên, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào, mà Âu Dương Mục Thiên lão tổ trước khi đi cũng đã lặng lẽ nhắc nhở qua, tuyệt đối không thể mạo phạm thần tôn bây giờ, nếu không chắc chắn sẽ liên lụy đến toàn bộ Âu Dương gia tộc. Bùi Tiêu bừng tỉnh, gật đầu nói. Cũng tốt, thời điểm nói chuyện chú ý thái độ và ngữ khí, phải để bọn hắn cảm giác được gần đây chúng ta nuôi dưỡng rất nhiều thánh vương và thánh hoàng, thần tôn cũng còn sống, đang dùng thần nguyên tái tạo thân thể, bây giờ chúng ta rất mạnh, vô cùng mạnh, thực lực đã vượt qua thời kỳ bình thường. Còn có, ngàn vạn lần ngươi phải xác định bọn hắn chỉ có hai thánh vương tiến đến, không có những người khác tiềm phục tại gần đó. Thời điểm mời tiến đến phải khống chế tốt con đường cửa Bắc, không thể hoàn toàn mở ra. Ta đã hiểu, ngươi cũng duy trì tốt pháp trận khu nội điện, để phòng bất chắc. Âu Dương Dật Phong và Bùi Tiêu đều nhắc nhở lẫn nhau, bọn hắn chưa bao giờ cẩn thận qua như thế. Mặc dù đều là thánh hoàng cao quý, nhưng bây giờ tình huống thần điện lại phức tạp, bọn hắn không thể không cẩn thận một chút nữa. Nếu không, xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, bọn hắn đều khó chối tội được. Sau khi Âu Dương Dật Phong rời khỏi, Bùi Tiêu truyền lệnh tất cả các nhân vật cấp lão tổ tỏa trấn khu nội điện, kích hoạt 3 tầng pháp trận phòng ngự khu nội điện, tùy thời ứng phó bất chắc. Đại quang mang thần điện chia làm 2 khu vực nội điện và ngoại điện, nội điện khống chế 3 tầng pháp trận, ngoại điện khống chế 10 tầng pháp trận. Khu nội điện được đại quang mang chủ điện cầm đầu, bao quanh 6 tòa phó điện nguy nga hùng vĩ. 6 tòa phó điện đều là đục núi xây lên, cao tới hơn 1.000 trượng. Mỗi tòa đều là trọng địa thần điện, có cất giữ điển tịch võ pháp, có cất giữ vũ khí và bảo dược, có cung cấp chỗ cho cao giai niết bàn thậm chí là thánh linh diễn võ, càng có cấm khu cất giữ di vật tiên tổ. Đều là nơi vô cùng thần thánh của các đệ tử và trưởng lão ở đại quang mang thần điện. Lúc bình thường, nơi này đã được đề phòng nghiêm ngặt, bây giờ là thời kỳ đặc thù, bọn chúng đã biến thành tế trận bảo vệ, trở thành chỗ trong khu nội điện được 3 tầng phòng ngự bảo vệ. Tế đàn dưới đáy phó điện đã thức tỉnh toàn bộ, không chỉ có mấy ngàn cường giả liên thủ tỏa chấn, còn tồn phóng siêu cấp thần vật như thần cốt linh thủy, số lượng lớn bảo cốt thánh vương thánh hoàng, cùng rộng lượng linh thạch ánh sáng. Mỗi tòa tế đàn đều tương đương với bán thần đang ngủ say. Theo chỉ lệnh của Bùi Tiêu,
cho nên toàn bộ tế đàn đã thức tỉnh, cường quang sáng chói mênh mông bộc phát từ tế đàn, bao phủ phó điện, nổ bắn ra khung trời. Bọn chúng xuyên suốt cùng trận tâm đại quang mang thần điện, hình thành ba tầng pháp trận phòng ngự tuyệt thế kinh khủng. Tương đương với sáu bán thần bảo vệ một chân thần, thần uy mênh mông cuồn cuộn như những côn sông trùng điệp, lao nhanh không dứt, giống như cửu thiên lôi đình, tràn ngập đất trời. Ánh sáng vô tận bao phủ hoàn toàn trăm dặm quần sơn khu nội điện, ngay cả hư không trong phạm vi này đều bị chiếu thấu. Khu ngoại điện, cung điện nơi này cũng đều là đục núi xây lên, độ cao từ trăm trượng đến ngàn trượng không giống nhau, số lượng thì có 88 tòa. Bình thường thuộc về khu vực được trưởng lão cùng các đệ tử sinh hoạt cùng tu luyện ở bên ngoài điện, bây giờ biến thành trận nhãn pháp trận, cùng nhau chống lên 10 tầng hệ thống phòng ngự. Trên tế trận nội bộ cung điện cũng đều thờ phụng bảo cốt thánh vương, thậm chí là bảo cốt thánh hoàng, do rộng lượng tinh thạch cung cấp nuôi dưỡng. Tế đàn tạo thành pháp trận, còn cùng linh mạch dưới mặt đất và hư không trên bầu trời sâu chuỗi cùng nhau, có thể bộc phát ra uy lực và năng lượng cực mạnh. Không hề nghi ngờ, chỗ vị trí này của Đại Quang Mang Thần Điệt, nhất định là một trong những bảo địa quan trọng nhất Thương Huyền, cũng nhất định có thể không ngừng cung cấp năng lượng như đại dương mênh mông, duy trì pháp trận tầng ngoài vận chuyển. Mà cái này, chính là nội tình cùng thực lực của Chí Tôn Hoàng Đạo. Truyền lệnh thần tôn, tiến về thần điện nghị sự. Âu Dương Dật Phong mang lên hai vị thánh vương đi đến Sơn Môn Bắc Bộ. Một vị thánh vương đỉnh phong, Bùi Vạn Đỉnh. Một vị tân tấn thánh vương, Âu Dương Huyết Luật. Phía ngoài, Hồng Hoang Thiên Long và Ngô Chính Nguyên ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trái tim lại nhảy một cái, cuối cùng cũng bắt đầu. Nhìn qua bình chướng ánh sáng mênh mông rộng rãi ở trước mặt, trong lòng bọn họ bây giờ đều không có lực lượng, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước, xem như đánh cược mệnh đều muốn sáng tạo, dấu vết thắng lợi, trận chiến cực kỳ quan trọng này. Chú ý thái độ, nơi này là thần điện, không phải là xí thiên giới các ngươi. Âu Dương Vân Quyết nhắc nhở. Sau đó chỉnh lý vạt áo, chuẩn bị trở lại thần điện. Trong cửa đá, Âu Dương Dật Phong không có lập tức mở cửa, mà là liên tục dò xét khí tức hai vị thánh vương bên ngoài kia. Xác định chính là thánh vương, mà không phải là thánh hoàng áp chế năng lượng. Chỉ là thánh vương, đừng nói hai người, năm ba người bọn hắn cũng có thể hoàn toàn khống chế lại, nhưng nếu như là khác thì sẽ rất phiền toái. Sau khi xác định không sai, Âu Dương Dật Phong lại tự mình đến khống chế con đường tế trận ở cửa Bắc, thông qua tế trận cảm giác pháp trận, do pháp trận dò xét phạm vi mấy ngàn dặm bên ngoài. Tầng ngoài cùng của pháp trận quang mang thần điện, chính là để kiểm tra đo lường nguy hiểm. Nếu có khí tức đặc biệt cường hãn tới gần trong phạm vi ngàn dặm thì có thể lập tức gây nên phản ứng. Tình huống bây giờ đặc thù, uy lực kiểm tra đo lường pháp trận đã tăng vọt. Có thể rõ ràng phát giác được khí tức thánh vương cùng thánh hoàng trong hơn 2.000 dặm. Theo sát là tầng thứ 2 tầng thứ 3, chính là hoắc loạn triều dâng, có thể lật tung trời đất, xua tan nguy hiểm. Sau khi phòng ngự, thì là bộc phát ra kiếm triều ánh sáng kinh khủng, cuồng kích thiên địa, cắt chém ngàn dặm. Không có phát hiện khí tức thánh hoàng. Từ sau khi Âu Dương Vân Quyết mang theo hai vị thánh vương tới, các trưởng lão tế đàn đang tra xét rõ ràng vùng núi hoang dã Bắc Bộ. Vô cùng cẩn thận. Âu Dương Dật Phong gật gật đầu, đi đến trước cửa đá. Hắn cẩn thận rơi xuống trong mắt Bùi Thanh Phong, không khỏi có chút hoảng hốt, lúc nào thần điện tiếp đãi mấy vị thánh vương đều trở nên cẩn thận như vậy rồi. Nhưng nghĩ tới tình cảnh thần điện bây giờ, cùng hung danh đám tên điên bên ngoài kia thì hắn lại hít một ngụm khí lạnh thật sâu, nghiêm túc đề phòng. Pháp trận sẽ mở ra từng chục tầng, các ngươi đi đến từng tầng. Giọng của Âu Dương Dật Phong đưa ra ngoài. Không thể nào. Bên ngoài đột nhiên truyền đến lời đáp lễ lãnh ngạo. Nơi này là quang mang thần điện, các ngươi nhất định phải tuân thủ quy củ. Âu Dương Dật Phong nghiêm túc cảnh cáo. Cũng bởi vì là quang mang thần điện, chúng ta mới muốn cẩn thận. Đừng quên, hai bên là liên quan thù địch, nếu như các ngươi đồng ý đổ xấu, lừa gạt chúng ta đi đến lại khống chế thì sao? Bên ngoài truyền đến thanh âm càng nghiêm túc. Chúng ta là quang mang thần điện. Im miệng đi, các ngươi chỉ tên là ánh sáng, làm việc lại không gọi được hai chữ ánh sáng. Chúng ta muốn an bài hai vị thánh hoàng tới, nhưng Âu Dương Vân Quyết liều chết không nguyện ý, để tỏ lòng thành muốn đàm phán, chúng ta đã mạo hiểm quyết định cho hai vị thánh vương tới, nhưng Khương Phàm nói, hai vị thánh vương chỉ có thể một người đi đến, một người phải giữ vững cửa đá, để phòng bất trắc. Hừ, giữ vững cửa đá, nếu như chúng ta thật muốn hại các ngươi,
coi như các ngươi nổ rớt cửa đá, cũng chạy không thoát khỏi quang mang thần điện. Chúng ta không giống các ngươi, nhà lớn nghiệp lớn, chúng ta bồi dưỡng thánh vương không dễ dàng. Không thể nào gãy ở chỗ này. Thái độ của Ngô Chính Uyên rất kiên quyết. Nếu như các ngươi đã có thái độ như vậy, chúng ta chính là thái độ như vậy, ta lặp lại lần nữa, chúng ta là đến cho các ngươi cơ hội, các ngươi không nên cho thể diện mà không cần. Bầu không khí thoáng nóng lên. Cho vào. Thánh Vương đỉnh phong, Bùi Vạn Đỉnh ra hiệu với Âu Dương Giật Phong. Hắn không có trải qua cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn, mà là đại thống lĩnh tọa trấn Thiên Khải. Lần này lựa chọn bồi dưỡng tân thánh hoàng, bất luận là từ thiên phú hay là trong tính cách hắn đều càng có hy vọng, kết quả dựa theo bối phận mà chọn Bùi Tiêu, chuyện này khiến trong lòng của hắn không cam lòng. Nhưng sau đó thánh hoàng đầu tiên là Bùi Tu Nghiệp lại chính thức giao chuẩn thần khí của Quang Mang Thần Điện, cũng chính là tài quyết hoàng kiếm trấn thủ Thiên Khải cho hắn, cũng coi là một sự an ủi. Chúng ta có thể ứng phó. Âu Dương Huyết Luật cũng gật đầu với Âu Dương Giật Phong. Bây giờ hắn không nhìn nổi nữa, mặc dù cẩn thận một chút là tốt, nhưng không đến mức cẩn thận thành như thế này. Huống chi, chỉ là để lại một thánh vương thủ vệ, bọn hắn muốn xử lý thì vẫn có thể xử lý sạch. Các ngươi cần phải giám sát chặt chẽ. Âu Dương Giật Phong nhắc nhở, sau đó nói với phía ngoài. Nhượng bộ lớn nhất của chúng ta là mở nửa cửa bắc. Nếu như các ngươi có thể chấp nhận, một trước một sau tiến đến, nếu như không thể, đó chính là không có thành ý nói chuyện với nhau, mời trở về đi. Âu Dương Vân Quyệt cũng nhắc nhở ở ngoài cửa. Các ngươi có lo lắng của các ngươi, thần điện cũng có cân nhắc của thần điện, chúng ta đã nhượng bộ, các ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Mở nửa cửa thành, ta vào trước. Ngô Chính Uyên sâu hít một hơi, chiến khu hùng tráng nhúc nhích kịch liệt. Kim Mân mặt ngoài cơ thể nở rộ cường quang bành trướng, trong nháy mắt hình thể đã tăng vọt đến 100 mét, ngay sau đó, Kim Mân dẫn dắt huyết nhục lan tràn ở sau cổ, xen lẫn thành một cái đầu hoàn toàn mới, nơi bả vai diễn biến ra cánh tay tráng kiện. Mênh mông chiến ý nương theo hỗn độn tử khí bàng bạc, ầm vang nở rộ. Ngươi muốn làm gì? Âu Dương Vân Quyệt kinh hô. Tự vệ, mở cửa. Ngô Chính Uyên đưa một tay triệu ra hỗn độn trọng trùy. Một tay bóp lấy cổ Âu Dương Vân Quyệt, kéo lấy muốn đi đến trong. Cái đầu phía sau thì nháy mắt với Hồng Hoang Thiên Long, hai tay nhanh chóng huy động, dẫn dắt thủy triều hỗn độn xen lẫn ở trong tay, như là hỗn độn thần linh diễn biến hình thức ban đầu của thế giới. Mở cửa. Bùi Vạn Đỉnh hừng hực linh văn, như mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, xương cốt toàn thân đều hiện lên quang minh thánh văn, xuyên thấu qua da thịt dâng lên cường quang. Khí tức cả người cũng được kịch liệt kéo lên. Hắn là Thánh Vương đỉnh phong, càng là đại thống lĩnh quang mang tại Thiên Khải, chiến lực vô song, cực kỳ cường đại. Hắn lấy máu tươi làm dẫn, tế ra chuẩn thần khí tài quyết hoàng kiếm. Hoàng kiếm tranh minh, âm thanh rung động mây xanh, bộc phát ra kiếm uy kinh khủng, cùng kiếm chiều sáng chói. Nhưng kiếm chiều không phải kiếm khí sắc bén, mà là do vô số xiềng xích xen lẫn thành, xiềng xích hoành kích đầy trời. Xuyên suốt hiện thực và hư vô, như là giao hòa cùng thiên địa pháp tắc. Tài quyết hoàng kiếm, một trong hai đại chuẩn thần khí của đại quang mang thần điện. Quanh năm trấn thủ Thiên Khải chiến trường, chém giết vô số yêu ma, càng từng uống máu của thần. Bùi Vạn Đỉnh đưa hai tay cầm kiếm, linh văn sán lạn như mặt trời, hai con ngươi như bắn ra hàng vạn tia lôi đình. Mái tóc dài của hắn bay lên, khuôn mặt lạnh lẽo, khóa chặt cửa đá đang rộng mở. Khí thế của hắn đạt tới cực hạn, ở bên trong tài quyết hoàng kiếm tràn ngập xiềng xích kiếm chiều, lộ ra vẻ thần thánh mà cường đại. Tân tấn thánh vương, Âu Dương Huyết Luật, hai tay quay quanh lấy một vòng ngọc bàn, bắn ra mênh mông ánh sáng. Sau khi linh văn của hắn biến đổi đến thánh vương thiên phẩm, năng lượng đã được thăng hoa đến thái thanh thánh quang, mặc dù còn không thể ảnh hưởng đến thời gian giống như thượng thanh thánh quang, nhưng lại có thể chiếu phá hỗn độn, vặn vẹo võ pháp. Ngọc bàn trong tay cũng là chí bảo trấn tộc của Âu Dương gia tộc, Thượng Thanh Thiên Luân, bên trong phong tồn lấy nguồn sáng Thượng Thanh, mà phần nguồn sáng này thì có thể hoắc loạn thời gian. Theo hai vị Thánh Vương ra tay, Bùi Thanh Phong cùng các đệ tử và trưởng lão gần cửa đá đều thả lỏng trong lòng, cũng tự nhiên sinh ra mấy phần kiêu ngạo. Đây chính là chí cao linh văn của thần điện bọn họ, Đại Quang Minh linh văn thuộc về ánh sáng của thần sáng thế, Thượng Thanh Thánh văn mạnh nhất cũng là cực quang của thế gian. Là thứ để bọn hắn ỷ vào hùng cứ trung vực, khinh thường Thiên Khải. Mở cửa.
Thánh Hoàng Âu Dương Giật Phong phất tay ra hiệu, bề mặt cửa đá nguy nga cao tới trăm trượng sáng bóng trơn trượt lưu chuyển, đường vân giao hòa cùng pháp trận như linh xà phục sinh vặn vẹo, bên trái chỉ là có chút giật giật, phía bên phải thì dần dần mở ra. Mà cửa đá mở ra, thì xuyên suốt dòng dã 10 tầng phong ấn, hình thành một con đường quang ảnh pha tạp. Ngô Chính Nguyên ngẩng đầu mà bước đi, mang theo hỗn độn trọng trùy, bóp lấy Âu Dương Vân Quyệt, phía sau ngưng tụ thành tiểu thế giới hỗn độn, xuyên qua con đường dài đến hơn 500 mét, bước vào quang mang thần điện. Mới vừa vào đến, chói tài quyết hoàng kiếm tuyệt thế sáng đã liền đâm vào đôi mắt Ngô Chính Nguyên, đầy trời đều là vết kiếm xiềng xích, càng là mang đến uy áp kinh khủng tràn ngập đất trời, như là có thể tuyên án sinh tử của hắn trong nháy mắt. Trong thoáng chốc, thậm chí bên tai hắn còn nghe được một loại nỉ non của linh hồn nào đó, đại đạo lưu chuyển âm thanh. Tài quyết hoàng kiếm. Ngô Chính Nguyên liếc mắt một cái đã nhận ra chuẩn thần khí uy chấn thiên khải cùng thương huyền này, trong lòng không khỏi hung hăng co rụt lại. Ngô Chính Nguyên, ha ha, Khương Phàm không xử bạc với ngươi nhỉ, lại đẩy ngươi lên cảnh giới thánh vương. Bùi Vạn Đỉnh cười lạnh, ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo. Trên vị trí địa lý, hỗn độn tử phủ xen vào giữa trung vực cùng tây bộ, có qua lại cùng quang mang thần điện bọn hắn, hắn cũng chú ý qua tộc trưởng đương đại này, chỉ là không nghĩ tới có một ngày, hỗn độn tử phủ lại đứng ở mặt đối lập với bọn hắn, còn dám giơ lên trọng trùy đối với bọn hắn. Cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn, ta đã là thánh vương. Rất đáng tiếc, ngươi không ở đó, nếu không, chỉ sợ ngươi không về được. Ngô Chính Nguyên cường thế rằng co, chiến khu trăm mét càng tản ra uy lực và năng lượng kinh khủng. Giống như là tiên dân hoang cổ, có thể xé nát thiên địa, dung chuyển càn khôn. Vẻ mặt Bùi Vạn Đỉnh đột nhiên lạnh lại. Ngươi nên thấy may mắn khi ta không ở đó, nếu không đã sớm đổ thứ không biết sống chết các ngươi đây rồi. Âu Dương Giật Phong cũng lạnh lùng hỏi. Ngô Thái Bình, còn tốt chứ? Ánh mắt Ngô Chính Nguyên ngưng lại, gương mặt co rúm, nghiến răng nghiến lợi nói. Chết dưới kiếm thần tôn các ngươi. Âu Dương Giật Phong nghe được tin tức này. Trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Đáng tiếc, thật vất vả mới tiến tới được Thánh Hoàng, còn không có thể nghiệm mấy ngày đã chết. Đây là ý trời, hỗn độn chiến tộc các ngươi không thể lại xuất hiện Thánh Hoàng. Đi theo Khương Phàm đối kháng Thương Huyền, càng là một con đường chết. Bùi Vạn Đỉnh cùng Âu Dương Huyết Luật cũng thở phào, nếu Ngô Chính Nguyên nói Ngô Thái Bình chết rồi, vậy thì đã chết thật, bọn gia hỏa cao ngạo này sẽ không lấy sinh tử của lão tổ ra đùa giỡn. Vậy thì xác thực xí thiên giới tổn thất thánh vương thánh hoàng rất nặng, địa ma thụ và minh hoàng chặn đánh thần tôn kia hẳn là cũng chết rồi. Ngô Chính Nguyên lạnh lẽo đáp lễ. Thần tôn các ngươi đâu? Bị tạc chết rồi sao? Khẳng định chết, lúc ấy hắn đều bị Khương Phàm giết chỉ còn nửa người, cửu thiên thần tôn tự bạo một trận, không chết thì thật không có thiên lý. Sắc mặt ba người Âu Dương Giật Phong bỗng nhiên âm trầm, bọn người Bùi Thanh Phong ở hai bên cửa đá càng là trợn mắt lên nhìn. Để cho ngươi thất vọng rồi, thần tôn của chúng ta còn sống. Không chỉ còn sống, mà còn đang khôi phục. Trận tự bạo kia của cửu thiên thần tôn xác thực rất đột nhiên, nhưng hắn chết không có chút ý nghĩa nào cả. Chu thiên thần tôn đang khôi phục, thần tôn của chúng ta cũng đang khôi phục. Ha ha, không phải hắn không đủ mạnh, mà là cửu thiên thần giáo mấy ngàn năm căn bản không biết chí tôn hoàng đạo vài vạn năm chúng ta đến cuối cùng là có nội tình mạnh bao nhiêu. Giọng Âu Dương Giật Phong cao vút. Biểu thị rõ thái độ kiêu ngạo. Bọn người Bùi Vạn Đỉnh cũng ngẩng đầu lên, thần tôn mượn nhờ quang minh thần kiếm bảo trụ hồn phách, lại mượn nhờ thần nguyên sắp tái tạo thân thể, trong lòng bọn họ tràn đầy tự hào và lực lượng. Mặc dù vận dụng thần nguyên quá tiếc nuối, nhưng lắng đọng mấy vạn năm, không phải là vì thời khắc sinh tử như thế này sao? Bọn hắn vui mừng, tâm tình Ngô Chính Nguyên lại chìm xuống dưới, đại quang mang thần tôn còn sống thật. Hắn làm thế nào mà có thể còn sống? Bên ngoài pháp trận, đại tặc nhìn thấy Ngô Chính Nguyên gợi chuyện đúng hạn thì nó cũng đã bắt đầu tới gần con đường cửa bắc. Âu Dương Giật Phong liếc mắt nhìn Âu Dương Vân Quyệt bị chộp trong tay Ngô Chính Nguyên, lạnh lùng nói. Ta đã tấu bẩm thần tôn mục đích của ngươi tới đây, thần tôn đồng ý gặp ngươi. Nhưng, ngươi phải để cho ta tin tưởng lời ngươi nói trước. Ngươi nói tinh thạch ký ức. Ngô Chính Nguyên vung tay ném Âu Dương Vân Quyệt ra mấy trăm mét, trên tay lật ra ba viên tinh thạch ký ức cực lớn. Viên đầu tiên nở rộ lên hào quang óng ánh, đương nhiên đó là hình ảnh tinh thần thánh vương của thái cổ thần miếu, Diệp Vô Ưu đang há mồm nói chuyện, thanh âm cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nghe được chuyện hắn nói về ước định của đế tộc.
đủ rồi. Âu Dương Dật Phong tranh thủ thời gian chặn ngang, chỉ nghe được một câu phía trước thì đã biết đó là thật. Sắc mặt bọn người Bùi Vạn Đỉnh âm trầm, thái cổ thần miếu đáng chết, bình thường tự cho là thanh cao, vậy mà thời khắc mấu chốt lại không có cốt khí như thế. Còn gì nữa không? Ngô Chính Uyên lại lật ra viên tinh thạch ký ức thứ hai, ánh sáng nở rộ, hình ảnh dần dần rõ ràng, là Âu Dương Vân Quyệt máu me khắp người nằm nhoài trên tảng đá thấm máu tươi của mình viết cái gì đó. Số lượng lớn ánh mắt hung tợn chuyển hướng tới phía Âu Dương Vân Quyệt. Âu Dương Vân Quyệt bi phẫn nói. Bọn hắn bảo ta viết tên, nói viết tên thì có thể thả ta đi. Ngô Chính Uyên bổ sung một câu. Là bảo ngươi viết tên tất cả người của Quang Mang Thần Điện, cùng với vũ khí, tính cách của tất cả để chúng ta hiểu chỗ nhược điểm. Bọn người Âu Dương Dật Phong nhíu mày. Âu Dương Vân Quyệt tranh thủ thời gian giải thích. Ta, không có viết thật, ta cũng chỉ là biên ra thôi. Ngô Chính Uyên lật ra viên tinh thạch ký ức thứ ba, phía trên rõ ràng là nội dung huyết thư. Ba đầu công ước, ba đầu ghi chú giữa chí tôn hoàng đạo và đế tộc. Đủ rồi. Không đợi đám người nhìn kỹ thì đã bị Âu Dương Dật Phong ngăn lại. Ngô Chính Uyên nói. Bất kể có phải là Âu Dương Vân Quyệt viết hay không, chỉ cần chúng ta dùng viên tinh thạch ký ức thứ hai cùng viên thứ ba chiêu cáo thiên hạ, kẻ cầm đầu của trận mật ước với đế tộc này sẽ lập tức bị Thương Huyền nhận định là Quang Mang Thần Điện các ngươi làm. Ánh sáng biểu tượng cho Đại Quang Mang Thần Điện sẽ biến thành đối tượng để chúng sinh lăng mạ, hình tượng mà liệt tổ liệt tông các ngươi gầy dựng vài vạn năm qua sẽ triệt để hủy ở trên tay các ngươi. Âu Dương Dật Phong dùng sức nắm chặt nắm đấm, hận không thể một quyền nện chết Âu Dương Vân Quyệt. Bùi Vạn Đỉnh và đám người cũng đều u ám sắc mặt, một chiêu này quá độc ác, rõ ràng là Xích Thiên Thần Triều tác hợp tạo nên đế ước, nhưng bên trên tinh thạch ký ức lại rõ ràng chính là trưởng lão của bọn họ. Nếu như sau khi công bố, chúng sinh Thương Huyền đương nhiên đều sẽ lăng mạ bọn hắn, coi bọn họ là kẻ cầm đầu bán Thương Huyền. Ngô Chính Uyên cất kỹ ba viên tinh thạch ký ức. Chí tôn hoàng đạo các ngươi thật sự là táng tận thiên lương, cũng dám làm giao dịch như vậy cùng đế tộc. Ngô Chính Uyên ta thật cảm thấy không đáng thay tiên tổ các ngươi, hình tượng tôn quý dùng hơn 2 vạn năm duy trì, bị các ngươi dùng mấy cái quyết định ngắn ngủi phá hủy hoàn toàn. Theo ta đi. Âu Dương Dật Phong không muốn ở chỗ này bàn bạc, hắn chào hỏi Ngô Chính Uyên muốn đi đến. Nhưng, Bùi Thanh Phong đột nhiên quát lớn. Ai bảo ngươi thông qua, đứng ở nơi đó đừng động. Đám người tìm theo tiếng nhìn sang, sắc mặt hơi biến đổi, không biết lúc nào. Còn yêu thú kia đã biến thành tráng hán vậy mà đứng ở trong con đường cửa bắc. Đừng động, đứng ở nơi đó, chờ sau khi Ngô Chính Uyên đi đến, ngươi lại tới gần bên trong. Bùi Vạn Đỉnh và Âu Dương huyết luật khống chế vũ khí, tản ra mênh mông ánh sáng cùng năng lượng ba động khủng bố, uy hiếp tráng hán kia. Đại tặc lấp lóe ánh mắt, đột nhiên quát lớn. Ngô Chính Uyên, ngay lúc này. Oanh, ầm ầm. Đại tặc đột nhiên bộc phát thân thể đang được áp chế. Xương cốt toàn thân răng rắc giòn vang, tiếng như lôi đình, long khí sôi trào cuồng dã bạo động, bao phủ con đường, rung động 10 tầng pháp trận. Nương theo long uy cuồn cuộn, mê quang hồng mông, nó triệt để hóa thân thành hồng hoang thiên long. Dài đến hơn 500 mét, khôi ngô hung hãn, có vảy chi chít, vừa vặn lấp kín toàn bộ con đường, hai cánh vỗ mạnh, nhấc lên như cơn lốc long khí, giống như là vạn long bạo động, đánh nát pháp trận. Đại quang mang thần điện. Các ngươi tổn hại tổ huấn Thương Huyền, ruồng bỏ tín ngưỡng Thương Huyền, khinh nhờn danh giới cuối cùng của Thương Huyền, hôm nay. Ta, Ngô Chính Uyên, đại biểu chủ nhân Thương Huyền, phần thiên thần hoàng, tuyên cáo các ngươi. Hủy diệt. Ngô Chính Uyên phóng thích toàn diện hỗn độn chiến khu, gương mặt hắn dữ tợn, gào vỡ không gian, chiến khu 100 mét đạp một cái phóng lên cao, ở trước mặt 2 vị thánh vương, 1 vị thánh hoàng, hắn không sợ chết mà lao thẳng đến tế trận cách 3.000 mét bên ngoài cửa bắc. Cũng chính là trận tâm khống chế con đường cửa bắc. Hỗn độn trọng trùy nặng đến vạn tấn, bộc phát ra cường quang, hỗn độn như sông lớn lao nhanh, như sơn hà lật úp, trọng áp chấn vỡ nát mặt đất, vết nứt khuếch tán dã man. Ngô Chính Uyên, người muốn chết. Âu Dương Dật Phong đột nhiên biến sắc, thượng thanh thánh quang với cảnh giới thánh hoàng nở rộ như thủy triều, trong chớp mắt đã phóng xuất ra 9 tấm lụa thánh quang, thanh tịnh như nước, lại vặn vẹo không gian và thời gian. Trong chớp mắt lập tức đánh vào bên trên chiến khu 100 mét của Ngô Chính Uyên. Thượng thanh thánh quang là cực quang thế gian, gần với đại quang minh thần quang, hoàng kim thần quang, ánh sáng thánh Phật và các loại ánh sáng thần sáng thế. Có thể soát diệt võ pháp,
để cường thế ngưng tụ võ pháp tán loạn thành năng lượng, uy lực chợt hạ xuống. Có thể khai phá hỗn độn, lập tức chấn vỡ vụn càn khôn, chiếu thấu vạn vật. Kinh khủng nhất không thể nghi ngờ là ảnh hưởng đến thời không. Sáu mảnh thượng thanh thánh quang trong chốc lát bổ về phía hỗn độn chiến giới mà Ngô Chính Uyên khống chế ở hai tay phía sau, muốn bổ nó ra diệt vong. Ba mảnh thượng thanh thánh quang thế như thiên đao, chém về phía đầu Ngô Chính Uyên, muốn tuyệt sát hắn. Quang mang thần điện, ta thay lão tổ ta tặng cho các ngươi. Cái đầu phía sau của Ngô Chính Uyên lại cùng lúc cuồng dã gào thét, toàn lực khống chế hỗn độn chiến giới dẫn đầu phóng thích, nghênh kích sáu mảnh thượng thanh thánh quang. Đây là võ pháp siêu cường của hỗn độn chiến tộc bọn hắn, kích phát hỗn độn sáng thế huyền diệu, mở ra tiểu thế giới hỗn độn, uy lực tuyệt luân. Nhưng hỗn độn chiến giới này không chỉ là do Ngô Chính Uyên dùng huyết mạch hỗn độn tạo nên, mà bên trong còn có hỗn độn giới thạch của Ngô Thái Bình. Đó là giới thạch mà hỗn độn chiến khu với cảnh giới thánh hoàng lắng đọng ra ở bên trong khí hải, có thể kích phát tiềm lực hậu đại, càng có thể bộc phát ra uy lực và năng lượng cực mạnh, không khác thú nguyên của yêu thú lắm. Ngô Chính Uyên hấp thu một bộ phận năng lượng để mà kích phát huyết mạch, nhưng vẫn còn lại 3/5. Khi Ngô Chính Uyên kích phát năng lượng hỗn độn, giới thạch bên trong hỗn độn chiến giới ầm vang phóng thích, phun trào ra ba động cường đại hủy trời diệt đất, uy lực thế giới, uy lực diệt thế, trong chốc lát đã được bộc phát, như là thể hiện ra tình cảnh khủng bố khi thế giới tàn lụi, vạn vật bị chôn vùi. Một kích cường hãn này không thể nghi ngờ là đã đạt tới vấn đề thánh hoàng, càng tương đương với uy lực tự bạo của vị thánh hoàng Ngô Thái Bình kia. Cho dù thượng thanh thánh quang có thể bổ ra hỗn độn, xoát diệt võ pháp, nhưng dưới sự xuất kích vội vàng, vẫn không thể nào đạt tới uy thế mong muốn, ngược lại là đã bị đánh nát. Một tiếng bạo hưởng, hỗn độn chiến giới triệt để bị chôn vùi, phóng xuất ra sự hủy diệt không có gì sánh kịp, cường quang chật ních cả trời đất, năng lượng tàn phá không bị bất cứ trở ngại nào. Trong chốc lát, ba động đã lật tung mặt đất, trùng kích bình chướng nội bộ, còn đánh tung bay bọn người Bùi Vạn Đỉnh đang muốn hành động ra ngoài, đánh tới bình chướng. Bùi Thanh Phong, Âu Dương Vân Quyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp vỡ nát. Tại thời khắc sống còn kia, thậm chí Âu Dương Vân Quyệt đều không có phản kích, mà là phát ra tiếng nguyền rủa oán giận đến cực hạn. Hắn đột nhiên đã hiểu, tên hỗn đản Khương Phàm kia căn bản cũng không phải là đến đàm phán, mà là lừa gạt. Khương Phàm không phải đến xác định thái độ của Quang Mang Thần Điện, mà là đến vây bắt Quang Mang Thần Điện. Hắn rất tức giận, hắn hận đến mức thanh âm đều đã khàn giọng. Đầu tiên là bị lừa bịp viết huyết thư, sau đó lại là dẫn sói vào nhà, hắn là tội nhân của Quang Mang Thần Điện. Năng lượng đột nhiên nổ tung cực kỳ khủng bố, tương đương với thánh hoàng tự bạo, thế giới sụp đổ, ầm vang rung chuyển tầng tầng pháp trận, chôn vùi cung điện đầy khắp núi đồi, càng chạm tới địa tầng. Ở bên ngoài 2000 dặm, Khương Phàm đang định thần dò xét, ánh mắt lại đột nhiên dữ tợn, bạo tạc trong nháy mắt. Ngay lúc này, sông Đông Hoàng toại, không cần đếm xỉa gì hết. Đông Hoàng càn cuồng dã buông ra tiếng gào thét mà hắn vẫn đang kiềm chế, thiêu đốt khí tức huyết nhục, kích phát thần uy nơi cánh tay phải, một phát bắt được Đông Hoàng toại và Khương Phàm, vạch ra vết tích không gian thô to, đánh xuyên địa tầng, đánh xuyên không gian bị ánh sáng bao phủ, lao thẳng đến phía bắc Quang Mang Thần Điện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỗ cửa Bắc Thần Điện, Ngô Chính Uyên bị năng lượng bạo tạc trùng kích, phần lưng và thân thể đều rách mướp, nhưng tốc độ phóng tới cũng theo đó mà tăng vọt, gương mặt hắn dữ tợn, gắt gao nắm chặt hỗn độn trọng chùy, đánh tới thạch điện trước mặt. Thạch điện là tế đàn quan trọng khống chế cửa đá Bắc Bộ, trong tế đàn nơi đó do một cái đầu lâu thánh hoàng trấn thủ, được số lượng lớn bảo cốt và linh thạch kích phát, năng lượng giống như là đại dương bao la. Lấy cảnh giới thánh vương của Ngô Chính Uyên, muốn có lực lượng hủy diệt, xác thực rất khó. Nhưng hắn dứt khoát kiên quyết, huyết khí toàn thân sôi trào, kim mân mặt ngoài chiến khu như xà mãng đang vặn vẹo, điên cuồng hội tụ về hai tay, trong chốc lát chiến uy hỗn độn tăng vọt đến cực hạn, hỗn độn trọng chùy đánh ra uy lực thế giới, giống như là viên sao chổi xẹt qua thế gian. Ầm ầm, hỗn độn trọng chùy va chạm vào thạch điện, khoảnh khắc thạch điện lung lay sắp sụp đổ. Ba động khủng bố đã đánh thẳng vào bên trong tế trận. Các trưởng lão trấn thủ vỡ nát ngay tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe, nhưng sau khi tế đàn nhận trùng kích, vậy mà lại còn bắn ra năng lượng ánh sáng để cho người ta tuyệt vọng, như có hàng tỷ tia lôi đỉnh oanh kích tới. Như là một qua minh mang thánh hoàng nổi giận nhấc lên phản kích. Toàn thân Ngô Chính Uyên bị vô tình đánh xuyên,
để lại lít nha lít nhít vết máu, thân thể cường tráng bay rất ra ngoài. Ngô Chính Uyên giữ tợn hét lớn, mãnh liệt nhấc lên giữa không trung, cưỡng ép ổn định, nắm chặt lôi đình trọng chùy lần nữa đuổi giết Thạch Điện. Ngô Chính Uyên, người dám mạo phạm Quang Mang Thần Điện, là ai cho ngươi đảm lượng? Đi chết đi! Âu Dương Giật Phong miệng mũi chảy máu, toàn thân rách dưới, nhưng vẫn chống đỡ được năng lượng hỗn độn đang bạo động, cường thế giết tới, uy lực Thánh Hoàng triệt để bộc phát ra, xung quanh hiện ra thiên đồ quỷ dị, mênh mông khó lường, năng lượng ba động chấn động cả đất trời. Một quyền tuôn ra, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, thiên đồ ầm vang bộc phát, giống như là vũ trụ một phương bao phủ tới phía Ngô Chính Uyên. Đất trời sụp đổ, thời không hỗn loạn. Uy lực Thánh Hoàng, bá đạo tuyệt luân. Ngô Chính Uyên không sợ hãi, hắn dậm chân phóng tới, trước một khắc bị đánh trúng, hắn kích thích hỗn độn trọng chùy dâng lên hỗn độn, lần nữa đánh tới tế đàn nguy nga như núi, thẳng đến cái xương đầu Thánh Hoàng kia. Xương đầu oanh minh, cường quang vô biên, tế đàn lắc lư mãnh liệt, số lượng lớn tinh thạch theo đó mà vỡ vụn, giống như là từng viên tinh thần vẫn lạc. Ngô Chính Uyên và trọng chùy đều bị tung bay, nhưng lần này, hắn thả ra kim mân vốn là nên làm phòng ngự, dẫn dắt hỗn độn vô tận, hóa thành siêu cấp chiến khu, một tay cầm trọng chùy tháo chạy, lần thứ ba đánh về phía tế đàn. Hỗn độn chiến khu gánh chịu lấy lửa giận cùng sự điên cuồng của Ngô Chính Uyên, ánh sáng bành trướng, hỗn độn lưu chuyển, gắt gao nắm chặt hỗn độn trọng chùy nặng nề, giống như là một ngôi sao chổi sáng chói, đối diện đập vào trên xương đầu Thánh Hoàng, ngay sau đó năng lượng biến thành hỗn độn chiến khu trực tiếp dẫn bạo. Kim mân như lôi đình cuồng kích, năng lượng như đại dương mênh mông chút xuống. Cả tòa tế đàn lay động mãnh liệt, tất cả bảo cốt đều vỡ nát toàn bộ, trong nháy mắt hóa thành năng lượng vô biên vô tận phóng thích ra. Tốt, tốt. Hai mắt Ngô Chính Uyên đỏ ngầu, cuồng loạn gầm thét, sau một khắc bị thiên đồ quỷ bí của Âu Dương Giật Phong bao phủ, vỡ nát ngay tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe, toái cốt bay lên. Đáng chết. Âu Dương Giật Phong lên cơn giận dữ. Vậy mà lại trơ mắt nhìn một thánh vương phá toái tế đàn chấn thủ ở ngay trước mặt hắn. Đúng lúc này, khi tế đàn sụp đổ, con đường không gian chỗ cửa đá kịch liệt vặn vẹo. Hồng Hoang Thiên Long cuồng dã gào thét, 16 chiếc vảy rồng giống như là lấy uy lực kình thiên, cưỡng bức đánh vỡ nát con đường, chống lên con đường không gian vững chắc. Hắn long uy mênh mông, túc sát khí tức sôi trào, vô tận sợ hãi cùng kiềm chế xâm nhập thiên địa, trên trán long văn như là thức tỉnh viễn cổ yêu thần. Giam cầm thiên địa, hoắc loạn thời không, phát ra hủy trời diệt đất ba động cường đại. Âu Dương Giật Phong bỗng nhiên quay người, gắt gao tiếp cận con đường bên ngoài mấy ngàn thước. Giống. Hồng Hoang Thiên Long cường thế bộc phát, độc giác xuyên trời tách ra ánh sáng hồng mông thần bí, ánh sáng lóa mắt không gì sánh được, cũng có thể làm cho mặt trời thất sắc, càng làm cho không gian sụp đổ. Trong chớp nhoáng, cái sừng Thiên Long giống như là thứ duy nhất giữa trời đất, ánh sáng nở rộ nhanh chóng bạo động. Biến thành hàng ngàn hàng vạn con sông ánh cuồn cuộn, sáng chói vô tận, toàn cảnh là sán lạn. Mỗi một mảnh ánh sáng đều giống như ẩn chứa chúng sinh đại đạo, hàng nghìn hàng vạn tia sáng quét ngang khung trời, như là tái hiện thiên địa pháp tắc, tái tạo hình thức ban đầu của thế giới. Bùi Vạn Đỉnh, Âu Dương Huyết Luật mới vừa tỉnh táo lại từ trong hỗn độn chiến giới trực tiếp bộc phát lúc nãy, đều đã rõ ràng nhận ra một loại khí tức quỷ bí, linh hồn hồi hộp, ý thức hoảng hốt. Ầm ầm. Long văn khôi phục, giống như là chân long hoắc loạn trời đất, gánh chịu lấy ánh sáng độc giác xuyên trời hồng mông, bạo kích Âu Dương Giật Phong ở xa xa. Các ngươi chơi cái gì? Giết hắn cho ta, chắn con đường cửa bắc. Âu Dương Giật Phong gầm thét lên, mái tóc dài bay loạn, mỗi sợi tóc đều giống như ánh sáng và lôi đình. Hắn diễn biến thượng thanh thiên đồ, hoắc loạn thời không ở xung quanh, khi tuyệt thế long uy đánh tới trong chốc lát, bỗng nhiên bọc hắn lại. Hồng Hoang Thiên Long bộc phát tuyệt thế sát chiêu, vậy mà lại bị thượng thanh thánh quang quỷ dị, tách rời, ở bên trong thiên đồ, cưỡng bức hóa thành long khí thuần túy, lập tức như hồng lưu trút xuống bốn phương tám hướng. Ngọa tào. Hồng Hoang Thiên Long trừng lớn con mắt, ác như vậy. Chí tôn hoàng đạo quả nhiên đều là chút nhân vật biến thái. Có thể truyền thừa mấy vạn năm không phải không có đạo lý. Năng lượng liên tiếp bạo động, triệt để kinh động đến cung điện trong Quang Mang Thần Điện. Lúc này, bình chướng tầng ngoài nổi lên gợn sóng, giống như là cự nhạc va chạm đại dương, gợn sóng chồng chất, dọc theo bình chướng pháp trận nhanh chóng khuếch tán. Các trưởng lão đang khẩn cấp thôi động pháp trận nhao nhao hô to.
có lực lượng thần bí đang nhanh chóng tới gần thần điện. Là Thánh Hoàng, có thể là Thánh Hoàng. Toàn diện mở ra, phản kích. Số lượng lớn tộc lão bừng tỉnh, kích phát tế đàn của riêng phần mình, sâu chuỗi lên năng lượng pháp trận mênh mông mà hoàn chỉnh. Rầm rầm rầm. 10 tầng pháp trận bên ngoài quang mang thần điện oanh động lên, tầng đầu tiên mật thiết bắt năng lượng di chuyển, tầng thứ 2 đến tầng thứ 10 thì cùng sâu chuỗi tế trận trong địa tầng đại địa linh mạch và trong thần điện, bộc phát ra năng lượng ánh sáng không có tận cùng, giống như là mặt trời sáng chói rơi xuống tỏa ra ánh sáng vô tận, không gian vặn vẹo, càng giống là cự thần thức tỉnh, huy động lên hàng trăm hàng tỷ quang kiếm, chém chết chúng sinh. Đây là số lượng lớn tế đàn liên hợp bộc phát phản kích. Tế đàn không chỉ có do đông đảo bảo cốt Thánh Hoàng Thánh Vương cùng rộng lượng tinh thạch kích phát, càng sâu chuỗi cùng vạn dặm núi sông linh mạch, uy thế cường hãn thật không thua gì thế công của thần linh. Bọn người Khương Phàm đang ở trong hư không nhanh chóng tới gần lập tức tiếp nhận bạo kích chồng chất. Năng lượng ánh sáng cắt chém đất trời, chém chết hư không, ngay cả hư không hắc ám vô tận đều bị chiếu thấu, lít nha lít nhít kiếm ảnh chém vỡ nát đạo ngấn không gian của bọn hắn, càng uy hiếp được sinh cơ của bọn hắn. Đông Hoàng Toại, giao cho ngươi. Đông Hoàng Càn huy quyền bạo kích, thiêu đốt sinh cơ huyết nhục làm đại giá, thôi động cánh tay phải, diễn biến vô số không nhận, cắt đứt hơn 10 dặm thậm chí hơn 100 dặm không gian, chấn vỡ nát kiếm chiều ánh sáng vô biên vô tận. Khương Phàm, theo sát ta, theo sát. Đông Hoàng Toại tiếp nhận Đông Hoàng Càn, thi triển đạo ngấn không gian, nhanh chóng lan tràn về quang mang thần điện. Khương Phàm gắt gao nắm chặt liệp thần thương, vẻ mặt nghiêm túc. Chiến ý như thủy triều, nhìn chằm chằm đạo ngấn không gian kéo dài đến cuối cùng. Vì để tránh cho năng lượng quá cường hãn quấy nhiễu đạo ngấn ổn định, ảnh hưởng tốc độ vượt qua không gian, hắn đều thanh lý tất cả mọi thứ bên trong thông thiên tháp không còn gì, cũng cho phần thiên chiến vực lui xuống. Chỗ lối đi tại cửa bắc của quang mang thần điện. Hai thánh vương cũng muốn xông vào quang mang thần điện chúng ta. Khinh người quá đáng. Bùi Vạn Đỉnh thi triển quang mang thuật, lấy tốc độ vượt qua không gian. Trong lúc thoáng qua liền xuất hiện ở trước mặt Hồng Hoang Thiên Long. Tài quyết hoàng kiếm rung động mây xanh, bộc phát ra thần uy kinh khủng, kiếm chiều sáng chói mà hừng hực, do xiềng xích dày đặc xen lẫn thành, cũng không sắc bén, lại khuấy động uy lực pháp tắc phán quyết sinh tử, thẳng đến Hồng Hoang Thiên Long. Hồng Hoang Thiên Long có thể rõ ràng phát giác được cái uy thế kinh khủng tuyệt luân kia, nhưng không có bất kỳ sự lùi bước hay né tránh gì mà là tiếp tục ngăn ở trên lối đi, huyết mạch sôi trào, long khí cuồn cuộn. Ánh sáng lộng lẫy toàn thân bỗng nhiên ảm đạm, long văn trên trán lại tăng vọt ánh sáng đến cực hạn, giống như là chân long nhảy lên, nghịch loạn càn khôn. Răng rắc, kiếm chiều va chạm mãnh liệt trong chốc lát đã sụp ra, nổ lên vô số xiềng xích, nhưng xiềng xích không có tán loạn, mà là như lôi đình uốn lượn bao phủ toàn thân thiên long, cũng không sắc bén, cũng không có để lại vết thương, nhưng lại vô tình tàn phá sinh cơ của nó. Hồng Hoang Thiên Long to béo hùng tráng vậy mà trong nháy mắt đã gầy yếu đi 1/3. Đây chính là chuẩn thần khí, dưới sự thôi động của Thánh Vương đỉnh phong, uy lực có thể so với Thánh Hoàng bạo kích. Siêu siêu siêu, Bùi Vạn Đỉnh thi triển quang mang thuật, trong nháy mắt đã lập tức xuất hiện ở trên lưng Hồng Hoang Thiên Long, huy kiếm chém về phía cái đầu to lớn của nó. Cùng lúc đó, Tân Tấn Thánh Vương, Âu Dương huyết luật thôi động Thượng Thanh Thiên Luân, phát động ra Thượng Thanh Thánh Quang. Toàn bộ đều đánh về phía Hồng Hoang Thiên Long. Thượng Thanh Thánh Quang xua tan long khí, dọi khắp con đường, cưỡng ép bóp méo thời không nơi đó, kiềm chế Hồng Hoang Thiên Long phản kích. Lão tử là Hồng Hoang Thiên Long, đứng bất động đấy cũng có thể đánh ngã các ngươi. Hồng Hoang Thiên Long vẫn không có tránh lui, nó tức giận hét lớn, huyết mạch toàn thân sôi trào đến cực hạn, ánh sáng hồng mông lưu chuyển, thời gian ngừng lại, không gian ngưng kết. Ở trước mặt ánh sáng hồng mông, Thượng Thanh Thánh Quang rõ ràng yếu đi mấy phần, không những không thể ảnh hưởng đến Hồng Hoang Thiên Long, ngược lại còn bị Hồng Hoang Thiên Long khống chế con đường thời không lưu chuyển. Hồng Hoang Thiên Long bộc phát khí thế đến vấn đề Thánh Hoàng, cuồn cuộn long uy, mênh mông sát uy, cơ hồ muốn đánh sụp đổ cả toàn bộ con đường. Giữa phán quyết nhấc lên xiềng xích kiếm chiều chém đầu, trước một khắc, cưỡng bức dùng ánh sáng hồng mông kiềm chế lại, gần như là đồng thời, Hồng Hoang Thiên Long mãnh liệt xoay chuyển. Quay đầu há mồm phun ra long khí, vô tình đánh bay Bùi Vạn Đỉnh. Hống hống hống. Hồng Hoang Thiên Long chấn kích hai cánh, cơ thể nhanh chóng gầy gò, kích phát khí tức long huyết, thôi động vảy rồng điên cuồng dơ cao lên chấn áp con đường, cũng thôi động long khí lao nhanh như biển động, từ hai bên lối đi tuôn ra bên ngoài,
đánh thẳng vào Âu Dương Huyết Luật đang muốn giết đến, cũng khiến cho Bùi Vạn Đỉnh vừa mới tháo chạy vò tới bên ngoài pháp trận. Ầm ầm, ầm ầm. Lúc này, 10 tầng pháp trận đã bộc phát toàn diện. Tầng ngoài cùng tiếp tục giám sát năng lượng cường hãn tới gần, tốc độ càng lúc càng nhanh, năng lượng càng ngày càng mạnh. Tất cả các tộc lão ở tế đàn trong các cung điện điên cuồng thôi động pháp trận, phóng xuất ra quang minh kiếm chiều không có tận cùng, tuyệt thế khủng bố, không chỉ có hình thành chặn đánh với bên ngoài, cũng hình thành áp bách đối với con đường xuyên suốt cửa bắc. Vảy rồng hồng hoang thiên long trống lên kịch liệt oanh động, không ngừng chìm xuống, như là con đường đều có thể khép lại bất cứ lúc nào. Đây cũng may mắn mà có Ngô Chính Uyên liều chết hủy đi tế trận cửa bắc, nếu không cái nguồn năng lượng áp chế này còn có thể mạnh lên gấp 10 lần nữa. Tùy tiện là có thể vỡ nát nó. Dù vậy, Hồng Hoang Thiên Long vẫn tiếp nhận đau đớn, tầng tầng pháp trận giống như là núi cao không có tận cùng, liên miên bất tuyệt bạo kích nó. Giống giống. Hồng Hoang Thiên Long cuồng loạn gầm thét, huyết mạch tiếp tục sôi trào, thân thể cao lớn mãnh liệt đong đưa, cố gắng chống đỡ con đường. Nhưng, Âu Dương Giật Phong đã giết tới, Âu Dương Huyết Luật bị ngăn cản cũng một lần nữa thôi động Thượng Thanh Thiên Luân. Bùi Vạn Đỉnh vừa mới bị vén đi ra cũng gào thét giết trở lại con đường. Một thánh hoàng, hai thánh vương, liên hợp bộc phát ánh sáng giống như là thiên quân vạn mã chật ních con đường 500 mét ngắn ngủi, bao phủ hoàn toàn Hồng Hoang Thiên Long. Hồng Hoang Thiên Long bay máu thịt tứ tung, nó kêu gào thê lương thảm thiết, phải rồng cưỡng ép chống cự cũng suýt chút nữa tháo chạy, mà 10 tầng pháp trận đang càng ngày càng mạnh, uy lực và năng lượng trấn áp lật thăng gấp đôi. Ầm ầm, răng rắc. 18 tấm huyết lân hung hăng nện ở trên người nó, lực trùng kích giống như là thiên băng địa liệt, để toàn thân nó run rẩy, gục ngay ở chỗ này. Hống hống hống, ta là Hồng Hoang Thiên Long, ai cũng không ép ta đổ được. Long quỳ đại đạo, hồng mông luyện càn khôn. Hồng Hoang Thiên Long liều chết hét lớn, long huyết tan rã, đánh mất long uy, thân rồng cường thịnh nhanh chóng uể oải, nhưng mặt ngoài lại hiện ra mê quang long văn quỷ bí dẫn bạo trong nháy mắt. Đây là tự tàn thức bộc phát, lấy thọ nguyên làm cái giá, đốt máu đốt hồn, luyện cốt thăng uy, trong chốc lát bộc phát ra uy lực thánh hoàng chân chính. Ánh sáng hồng mông như sóng chiều bộc phát, không còn là một sợi, mà là cuồn cuộn mãnh liệt. Uy thế bộc phát như là để sơn hà tề động, nhật nguyệt cùng run, chư thiên giao động, ánh sáng hồng mông vô tận cường thế nhấc lên vảy rồng, chống lên con đường cửa đá, trước sau tuôn trào ra ánh sáng hồng mông để không gian mơ hồ. Đại đạo bị chôn vùi. Tân tấn thánh vương, Âu Dương Huyết Luật lại bị bốc hơi, huyết nhục thần hồn đều biến mất không thấy đâu nữa. Bùi Vạn Đỉnh vừa mới vượt qua đến Hồng Hoang Thiên Long cũng đều giống như bị ném vào bên trong luyện lô, huyết nhục nhanh chóng bị hòa tan. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, tài quyết hoàng kiếm bộc phát xiềng xích vờn xung quanh hắn, khó khăn lắm với bảo trụ được hài cốt, hắn kinh dị mà lập tức chạy trốn. Âu Dương Giật Phong liên sát đến cũng đều đột nhiên biến đổi sắc mặt, quả quyết lui lại. Nhưng, khi thấy con đường cửa đá lại bị trống lên lần nữa, mà năng lượng pháp trận kiểm tra đo và lường ở tầng ngoài lại đã như cuồng phong bạo vũ nhấc mặt biển lên cuồn cuộn, biểu thị kẻ địch đã giết tới gần. Nếu như hắn không kịp ngăn cản nữa thì hậu quả thật sự khó mà lường được. Âu Dương Giật Phong hoàn toàn vứt bỏ khí chất nho nhã, gương mặt dữ tợn, phát cuồng diễn biến ra thiên đồ quỷ dị. Giống như nhấc lên chiến bào khoác ở trên thân, thánh quang cuồn cuộn, thượng thanh chảy xuôi, dứt khoát giết đến con đường cửa đá, nhất định phải chém giết cự long, khép lại con đường cửa bắc. Hồng Hoang Thiên Long triệt để phóng thích, hao hết tất cả tiềm lực, thậm chí là sinh cơ, nó mệt mỏi ầm vang ngã xuống, mà toàn bộ huyết lân vừa mới kích phát cũng đã mất đi khống chế, tại lúc pháp trận trấn áp xuống rơi xuống, vô tình đánh tới hướng Hồng Hoang Thiên Long. Cực hạn, thật sự đã quá mức cực hạn. Nó có thể làm được, chỉ có thể tới đây. Nhận lấy cái chết. Âu Dương Giật Phong tuôn ra một quyền, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, thượng thanh thánh quang thanh lý tất cả ô trọc trên thế gian, bao phủ yêu ma ác linh, hắn muốn đánh vỡ nát đống thịt nhão này, để con đường cửa bắc triệt để khép kín. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một đạo ngấn không gian uốn lượn như mở ra bất hủ thánh quang tuyên cổ, giống như bên trong hắc ám vô tận tuôn ra hồng hoang thiên lôi, rốt cuộc cũng chống đỡ được pháp trận chặn đánh. Vò tới trên lối đi đang dung hợp cửa đá. Đạo ngấn vặn vẹo, ba thân ảnh trong chớp mắt đã từ hư vô đi đến chân thực, đối diện cùng Âu Dương Giật Phong. Sắc mặt Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại tái nhợt, kịch liệt tiêu hao để bọn hắn bỏ ra cái giá nghiêm trọng,
thân thể đều bởi vì trong thời gian rất ngắn điên cuồng phóng thích mà thoáng run rẩy. Âu Dương Giật Phong ngưng tụ con ngươi, trái tim đều hung hăng run rẩy. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, hai vị thánh hoàng không gian, còn có Khương Phàm, bọn hắn quả nhiên là đang lừa gạt, bọn hắn muốn tấn công Quang Mang Thần Điện. Cái gọi là sát cục tại Thiên Lang Quan, không phải làm cho Xích Thiên Thần Triều nhìn, mà là cho bọn hắn nhìn. Lùi ra ngoài cho ta. Âu Dương Giật Phong đã giết đến con đường, lùi không thể lui, Thượng Thanh Thánh Quang toàn lực đánh về phía con đường kịch liệt vặn vẹo, hoắc loạn thời không, kiềm chế ba người vừa mới xuất hiện, đồng thời vung thiên đồ trên người lên, quét về phía Khương Phàm bị kéo lấy xông tới. Con đường chật hẹp lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà đã cuồng loạn bạo tẩu. Chết! Âu Dương Giật Phong vừa muốn gào thét, nhưng bất chợt trong chốc lát lại ớn lạnh toàn thân, không bị khống chế mà căng cứng, cơ hồ trong chớp mắt, một quang ảnh đỏ tươi đối diện bạo kích. Liệp thần thương! Khương Phàm từ đầu đến cuối đã làm tốt tư thái bạo kích, tại lúc hiển hiện chân thân, trong chốc lát, hắn đã đánh tới phía trước một kích. Hắn thậm chí đều không có nhận rõ ràng là ai, nhưng nếu đã gặp phải, thì chính là kẻ địch. Bành! Liệp thần thương quấn quanh sát khí lạnh thấu xương, hoàn toàn không nhìn đến uy thế thanh lý ô chọc cùng năng lượng hoắc loạn thời không của Thượng Thanh Thánh Quang, giống như là ác long điên cuồng từ bên trong hoắc loạn vô tận, đối diện đánh xuyên đầu Âu Dương Giật Phong. Khương Phàm đâm xuyên một kích, bạo tạc trong nháy mắt, đẩy Âu Dương Giật Phong xuyên qua cửa bắc con đường, chính thức bước vào Quang Mang Thần Điện. Vạn giới môn, mở. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại thoáng thở dốc, liên thủ tế lên vạn giới môn. Một thánh hoàng đỉnh phong, một tân tấn thánh hoàng, một trái một phải, cưỡng ép kéo ra hai bên giới môn, năng lượng không gian cường thịnh để nó hoàn toàn tỉnh lại uy thế. Vạn giới môn cấp bậc chuẩn thần khí, trong khoảnh khắc đã phát động ra hàng vạn đạo ngấn không gian, chật ních con đường cửa bắc, ngay sau đó đạo ngấn không gian diễn biến lên không giới huyền diệu, như là đến hàng vạn tiểu thế giới chật ních con đường 500 mét ngay tại thời khắc này, 10 tầng phong ấn điên cuồng trấn áp xuống, ầm vang sụp đổ. Hình thành không gian loạn lưu khủng bố tuyệt thế. Như biển gầm sôi trào, như đất trời lật úp, một cơn bạo tạc đinh tai nhức óc đánh sụp đổ lối đi chỗ cửa bắc, bình chướng 10 tầng phong ấn liên tiếp sụp đổ, 20 tòa tế đàn dính líu đến khu vực bắc bộ cũng vỡ nát, hình thành trận bạo tạc thảm liệt, lật tung địa tầng, cũng đánh vỡ nát vô số trưởng lão đệ tử. 10 tầng pháp trận ở khu vực bắc bộ lập tức xuất hiện khu trống không kéo dài hơn 10 dặm. Khu bắc của Quang Mang Thần Điện triệt để mở ra. Cùng lúc đó, Kiều Vô Hối, Khương Qua, Tặc Điểu phát giác được năng lượng vô cùng bạo động đã liên tiếp hành động, ánh mắt cuồng nhiệt, cơ thể run rẩy. Thành công! Ngô Chính Uyên và Hồng Hoang Thiên Long, thành công lừa gạt được bọn hắn. Lên lên lên! Báo thù cho Cửu Thiên Thần Tôn, đặt nền móng cho Vạn Thế Thần Triều. Giết! Nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tăng vọt, gầm thét đuổi giết đến Quang Mang Thần Điện. Bọn người Khương Quỳ lưu thủ càng xa xôi thì bắt đầu phá hư ở trong địa tầng, phá hủy một ít lối đi bí mật của Quang Mang Thần Điện, nghiêm phòng bọn hắn thừa dịp loạn chạy trốn. Trận chiến này, nếu đã muốn đánh thì phải đánh triệt để, một tên cũng không thể thả đi. Quang Mang Thần Điện thì triệt để hỗn loạn, từ lúc phát giác được hỗn loạn ở Bắc Bộ, đến khi Bắc Bộ đột nhiên sụp đổ, trước sau ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ mà thôi. Tại lúc Bắc Bộ xuất hiện biến cố, Bùi Tiêu tỏa chấn nội điện lập tức ý thức được bọn hắn đã bị gài bẫy. Nhưng chỉ dựa vào hai thánh vương, nếu như đánh phá vỡ pháp trận, không khác gì chuyện vô lý cả, hắn tin tưởng Âu Dương Giật Phong, cũng tin tưởng Bùi Vạn Đỉnh và Âu Dương Huyết Luật, hẳn là có thể thay hắn giải quyết. Nhưng, không đến 10 phút, khu vực Bắc Bộ đã ầm vang sụp đổ, tràng diện bạo động để mặt hắn xám như tro, như rơi vào hầm băng. Quang Mang Thần Tôn, quý khách đến cửa còn không ra tiếp. Khương Phàm nâng nghiêng Liệp Thần Thương, nhấc Âu Dương Giật Phong đang giãy giụa lên cao, tiếng gáy to mát lạnh vang vọng cả dãy núi. Âu Dương Giật Phong đau đớn, nhưng sát ý vô tận của Liệp Thần Thương lại trùng kích ý thức, tàn phá đến linh hồn của hắn, để hắn gần như là rơi vào trong hỗn loạn. Đông Hoàng Toại và Đông Hoàng Càn sau khi đánh vỡ vụn bình chướng, một trái một phải xuất hiện ở bên cạnh Âu Dương Giật Phong, nhấc lên lưỡi dao hư không, vô tình tách rời hắn. Khương Phàm là Khương Phàm. Làm sao hắn đến đây được? Rốt cuộc Bắc Bộ đã xảy ra chuyện gì? Các cường giả khu vực ngoài điện nhao nhao ngắm nhìn về phương Bắc, nơi đó có liệt diễm ngập trời, xen lẫn thành hình ảnh chu tước che trời,
giống như yêu thần lâm thế, quan sát dân chúng. Trong thiên hạ, người có thể hiện ra uy lực Chu Tước, chỉ có Khương Phàm. Khương Phàm, mục tiêu thật sự của ngươi là Quang Mang Thần Điện. Bùi Tiêu lắc lư ánh mắt, ngóng nhìn biển lửa che trời ở phương Bắc. Trước đó bọn hắn còn đang vì hành vi làm cục Xích Thiên Thần Triều của Khương Phàm mà cảm thấy điên cuồng, càng đang mong đợi có thể hoàn thành một trận phản sát đặc sắc ở nơi đó, nhưng... rõ ràng là Khương Phàm làm cục trong cục, lấy Xích Thiên làm mồi nhử, làm cục Quang Mang Thần Điện. Khương Phàm bỏ Ngô Chính Uyên và Hồng Hoang Thiên Long sắp chết vào Thông Thiên Tháp tu dưỡng, cách rất xa đã khóa chặt đến thân ảnh trong vùng nội điện, bạo tạc trong nháy mắt, lấy Lăng Thiên Thuật đánh vỡ vụn đạo ngấn không gian, lao thẳng đến khu nội điện. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại theo sát phía sau, tới gần khu nội điện. Bùi Tu Nghiệp ở đâu? Âu Dương Mục Thiên ở đâu? Đi ra nhận lấy cái chết. Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại tăng vọt chiến ý, một người kích phát cánh tay phải của thần, giống như cự thú hư không, gào thét giữa bầu trời, một người khống chế vạn giới môn, hoắc loạn trời đất, uy hiếp nội điện. Các ngươi chỉ là lừa gạt mở bên ngoài điện, đừng mơ tưởng tới gần nội điện. Giết cho ta. Bùi Tiêu chấn kinh nhưng không có bối rối, hắn thét lên ra lệnh sáu tòa phó điện bộc phát toàn diện. Các đệ tử và trưởng lão bên trong sáu tòa phó điện nhận được mệnh lệnh thì lập tức liên thủ thôi động tế đàn phía dưới phó điện. Thần cốt linh tủy thức tỉnh, khiên động các loại bảo cốt thánh hoàng thánh vương, cùng tinh thạch rộng lượng, nhấc lên năng lượng như đại dương mênh mông, thông qua phó điện bạo kích tới bầu trời. Sáu tòa phó điện, sáu bán thần, thông qua ba tầng pháp trận, bộc phát ra tuyệt thế kiếm chiều. Hàng trăm triệu quang minh thần kiếm hoành kích đất trời, so pháp trận ngoại điện cường thịnh không biết bao nhiêu lần. Bọn chúng bổ ra không gian, chém chết sinh tử đại đạo, khởi xướng tấn công mạnh đối với Khương Phàm ba người. Khương Phàm kích phát bảy bản thân, thực lực cường hãn bạo tăng lên gấp 7, lấy cảnh giới Thánh Hoàng cao giai chất chồng thêm, thực lực trực tiếp mạnh hơn Thánh Hoàng đỉnh phong, đạt đến Thánh Hoàng cực hạn, cũng chính là bước lên giai đoạn quá độ cảnh giới bán thần, thần linh đặc thù. Khương Phàm cầm Liệp Thần Thương trong tay, liệt diễm cuồn cuộn, sát khí như thủy triều, giống như là tuyệt thế sát thần. Đứng ngạo nghễ giữa đám mây, ngạnh kháng với quang minh kiếm chiều chém vào. Một màn này kích thích Bùi Tiêu đang đứng ở bên trong, Khương Phàm lại cường hãn đến trình độ này. Thật chẳng lẽ như bọn hắn suy đoán, hắn đã nuốt sống toàn bộ Kim Ô yêu tộc. Ngưng kết pháp trận, chủ công Bắc Bộ. Bùi Tiêu nghiêm nghị quát lớn, thanh âm hòa với năng lượng, nhắc nhở đám người chấn thủ sáu tòa phó điện. Năng lượng ở các phó điện tiếp tục dâng lên. Như đại dương cuồn cuộn vén trời cuồng kích, tam trọng pháp trận với uy thế tuyệt luân, hàng tỷ thanh kiếm chiều vặn vẹo các phương hướng, tràn ngập bao phủ tới chỗ Khương Phàm, tương đương với sáu bán thần toàn lực bạo kích, không ngừng để lại vết cắt thảm liệt trên người Khương Phàm, nhưng sinh cơ của hắn bành trướng, không ngừng khép lại. Khi kiếm chiều như lôi đình tiếp tục bao phủ tới, cơ hồ muốn xuyên qua hắn, con người của hắn có chút ngưng tụ, nhếch miệng lên một đường cong tàn nhẫn. Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên đều không có ở đây. Đôi mắt Khương Phàm bắn ra ánh sáng cuồng nhiệt, nếu như Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên là đang bế quan, bây giờ hẳn là đều đã đi ra, mà không thể nào hoàn toàn do vị tân tấn Thánh Hoàng này chỉ huy. Chậm chạp chưa hề đi ra, nói rõ căn bản bọn hắn cũng không ở đây. Mà Quang Mang Thần Tôn, hẳn là cũng đã chết rồi. Cho dù không chết, bây giờ cũng đang là thời khắc mấu chốt dung hợp thần nguyên, không thể tùy tiện lộ diện. Ngươi là Bùi Tiêu, Âu Dương Vân Quyệt đã viết qua tên của ngươi. Khương Phàm bộc phát chiến ý, vung lên Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương như là sát thần khôi phục, bộc phát ra cuồng chiều sát lục, huyết văn mặt ngoài như những con sông máu lao nhanh, tàn hồn thần ma yên lặng đang gào thét với càn khôn. Bên trong khí tức thần ma này, thình lình có cả Quang Mang Thần Tôn và Chu Thiên Thần Tôn. Tất cả cường giả bị Liệp Thần Thương đánh xuyên qua, đều sẽ bị cướp đoạt huyết khí và hồn khí. Trở thành ấn ký giống như chiến lợi phẩm, vĩnh viễn ở lại phía trên. Liệp Thần Thương tăng vọt quy mô, thẳng tới ngàn trượng, sát khí vô biên, ánh sáng của thế giới vô tận đều như là lâm vào màu đỏ quỷ bí, như là hoàn toàn đặt vào thế giới sát lục của Liệp Thần Thương, một loại xiềng xích siết chóc không cách nào nói rõ, vô hình vô chất, lại giống như là tồn tại thực sự, cưỡng ép quấn chặt Bùi Tiêu. Bùi Tiêu theo bản năng kinh sợ mà lui lại, như là bị tử thần tiếp cận. Khương Phàm giống to, thôi động Liệp Thần Thương bạo kích bình chướng. Ầm ầm, đỉnh chóp của Liệp Thần Thương kiên duệ mà khủng bố, nhanh chóng xoay tròn,
như là có thể đâm rách cửu trọng thiên. Bình chướng bên trong lắc lư kịch liệt, liên lụy trăm dặm quần sơn nội bộ đều đang lay động. Xung quanh tế đàn bên trong sáu tòa phó điện, tất cả trưởng lão đều lộ ra thể hiện đau đớn. Nhưng, nội tầng vẫn có pháp trận chống đỡ. Nhìn xem các ngươi có thể chịu được bao lâu. Khương Phàm lần nữa thôi động liệp thần thương, bạo kích bình chướng nội tầng. Đánh! Đông Hoàng càn lấy khí thức huyết nhục, thôi động cánh tay phải, cũng chống đỡ quang minh kiếm chiều tràn ngập đất trời, trùng kích bình chướng. Thực lực Thánh Hoàng đỉnh phong, dựa vào cánh tay phải của thần, bộc phát ra bạo động không gian không kém gì Khương Phàm. Mà Đông Hoàng toại thì tỏa chấn phía sau vạn giới môn, chống cự lại kiếm chiều, đồng thời thôi động không gian bạo động, như biển động liên miên bất tuyệt dung chuyển bình chướng. Cùng lúc đó, cung điện khu vực ngoại điện nghịch chuyển pháp trận, hình thành ánh sáng thẩm phán, cũng là ý đồ tập kích bọn người Khương Phàm. Nhưng, nghịch chuyển pháp trận tiêu hao số lượng lớn thời gian, mà bọn người Kiều Vô Hối cũng nhân cơ hội này được các võ giả không gian hiệp trợ mà vượt qua dãy núi, từ Bắc Bộ giết đến Quang Mang Thần Điện, quả quyết tấn công mạnh cung điện ở các nơi. Quang Mang Thần Điện, chúng ta tới đây, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Kiều Vô Hối hóa thân thành bất diệt thiên hoàng, sôi trào lên cuồn cuộn liệt diễm, hoành hành giữa thế gian, chống cự lại kiếm chiều đầy trời, phá hủy pháp trận chủ yếu. Khương Qua hóa thân thành bá thiên yêu hoàng, hoắc loạn trời đất, vỡ vụn không gian, giống như là phong bạo diệt thế, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thái Dương Đồ Đằng quay quanh tặc điểu, như là hóa thân thành mặt trời, cường quang vô biên, liệt diễm cuồn cuộn, Thái Dương Tinh Hỏa bá liệt hủy trời diệt đất. Ở xung quanh Đồ Đằng dâng lên 37 cán chiến kỳ màu vàng, lấy thần kim sáng chói đúc thành, phía trên thêu lên tam túc kim ô. Những chiến kỳ này đều là dùng di hài kim ô, phụ trợ thêm, xích huyết tinh kim, cùng, Thái Dương thần thạch, rèn đúc thành. Ở thời đại viễn cổ đã tồn tại, từng tổng cộng có 88 cán, có thể hóa thành mặt trời, có thể luyện thần ma, đây đã từng là tuyệt thế thần binh uy chấn một phương, sau khi truyền đến thời đại đương kim này, chỉ còn 25 cán, trải qua đời đời lão tổ Phù Tang Thần Cung tế hiến và rèn luyện, mở rộng đến 37 cán. Đây cũng là chiến binh mạnh nhất của Phù Tang Thần Cung. Rất đáng tiếc lúc ấy Thái Tổ Kim Ô còn chưa kịp dùng thì đã bị Khương Phàm chém giết. 37 cán Kim Ô chiến kỳ, phối hợp với Thái Dương Đồ Đằng, hình thành tuyệt thế luyện lô, dưới sự khống chế của tặc điểu mà có thể tùy ý hoành hành giữa thế gian, tàn phá đến cung điện ở các nơi, oanh sát các chấn thủ tế đàn. Đại Vương, Kim Hống, Đông Hoàng Trấn Nguyên, Lan Độ, Lỗ Tù mang theo 53 vị thánh linh, bán thánh, tấn công đến các tế đàn cung điện. Dạ An Nhiên, Tịch Nhan, Cơ Lăng Huyên, Phượng Bảo Nam, Thương Hàn Nguyệt, Kiều Linh Vận, Tiêu Phượng Ngô, gây dựng lại Đại Hoang Tù Thiên Trận, diễn biến ra Hỗn Độn Cự Long. Bảy vị tân tấn thánh linh, phóng xuất ra uy thế thánh vương đỉnh phong, lại nương theo thần nguyên của thần thụ thế giới trong thân thể, không ngừng liên tục cướp đoạt lấy năng lượng trong thế gian, những nơi đi qua, năng lượng đều lâm vào khô kiệt, đầu ngọn gió cũng đã có thể che lại tất cả thánh vương. Pháp trận ngoại điện của Quang Mang Thần Điện bộc phát toàn diện. Hàng tỷ thanh kiếm chiều tàn phá bừa bãi thiên địa, chảm phá hư không, chém vỡ sinh tử, cường thế chặn đánh các cường giả xâm lấn. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, Quang Mang Thần Điện lại có một ngày bị xâm lấn. Bọn hắn tức giận, cũng điên cuồng, thậm chí tại thời điểm cung điện của riêng mình gặp phải tiểu trừ, đã ngang nhiên dẫn bạo tế đàn, hình thành ngọn sóng chiều hủy diệt. Bọn hắn tuyệt đối không lùi bước, càng không sợ hãi, bởi vì tại thời điểm thần tôn trở về, bọn hắn đã tuyên thệ, muốn cùng tồn vong với thần điện. Nhưng, theo số lượng lớn tế đàn phá hủy, pháp trận đang hỗn loạn, sự điên cuồng của bọn hắn mặc dù đã để cho kẻ địch tổn thương thảm liệt, nhưng lại không cách nào thay đổi được cục diện. Ngoại điện hỗn loạn, nội điện oanh động, đánh thức Quang Mang Thần Tôn bên trong Đại Quang Mang Thần Điện. Quang Mang Thần Tôn từ đầu đến cuối vẫn đang điều trị linh hồn, cho đến sau khi Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên rời khỏi. Hắn mới bắt đầu dung hợp thần nguyên. Hắn cũng không phải sợ Bùi Tu Nghiệp dám, khi sư diệt tổ thật, mà là trước nay chưa từng có suy yếu và chật vật, để hắn cảnh giác và hoài nghi bất cứ chuyện gì. Mà dung hợp thần nguyên càng là khó khăn trùng điệp, cũng không phải là nói có thể tái tạo thân thể thì có thể làm được, cần thời gian từ từ tẩm bổ, càng cần hoàn cảnh an toàn ổn định hơn, không cho phép bị quấy rầy. Tại thời điểm Khương Phàm tập kích, Quang Mang Thần Tôn giao hòa cùng thần nguyên đang trong thời khắc mấu chốt. Trải qua mấy ngày kích phát, rốt cuộc thần nguyên cũng thức tỉnh, thần uy cuồn cuộn,
sinh cơ bành trướng, phóng xuất ra khí tức huyết nhục như đại dương, bao trùm linh hồn quang mang thần tôn. Thần huyết sôi trào, cốt nhục tân sinh. Linh hồn quang mang thần tôn một lần nữa cảm nhận được hình dáng thân thể. Từ khung xương đến mạch máu, từ nội tạng đến thịt tươi, từ khí hải đến kinh mạch, lại đến linh văn. Thần nguyên đang sinh trưởng, như trẻ con từ thai nghén đến thành hình. Quá trình thần kỳ, trùng sinh huyền diệu. Quang mang thần tôn kích động, thần nguyên quả nhiên thần kỳ như truyền thuyết, thật sự có thể để hắn tái tạo thần thể. Viên thần nguyên này là đến từ vị thần tôn thứ ba của quang mang thần điện, cũng là thần tôn truyền kỳ phát triển uy danh quang mang thần điện đến cực hạn, triệt để đặt vững địa vị trí tôn hoàng đạo không thể dung chuyển. Khi hắn còn sống đã tạo nên bước phát triển thần mới cho quang mang thần điện, đúc thành thời đại song thần có 102 trong lịch sử quang mang thần điện. Không chút khách khí khi nói, thời đại kia là thời đại thuộc về hắn, bất luận là Thương Huyền hay là Thiên Khải, đều từng lưu lại uy danh hiển hách. Cuối cùng trước khi chuẩn bị chịu chết, còn liên hợp Xích Thiên Thần Triều và Chu Thiên Thần Điện khởi xướng qua một cuộc chiến nghịch tập không sợ chết, trọng thương hơn 10 hoàng đạo Thiên Khải. Tại lúc lui về phía sau, hắn đã bỏ qua luân hồi, ngưng tụ thần nguyên, để bảo đảm quang mang thần điện trường thịnh không suy. Quang mang thần tôn cảm nhận được thân thể mình đang trùng sinh, như là cảm nhận được vị thần tôn truyền kỳ kia đang trở về. Cái lực lượng thần uy minh mông kia như là vượt qua thời kỳ đỉnh phong của hắn. Nhưng, khi mà quang mang thần tôn đang mong đợi tân sinh, đang mong đợi thực lực mạnh hơn, bên ngoài điện lại phát sinh hỗn loạn, nội điện lại gặp trùng kích, đều rõ ràng truyền tới trận tâm chân chính của quang mang thần giáo, đại quang mang điện. Cũng chính là nơi quang mang thần tôn đang bế quan. Linh hồn quang mang thần tôn ba động kịch liệt, khí tức huyết nhục đang ngưng tụ đều suýt chút nữa đã mất khống chế, hắn kinh hãi tranh thủ thời gian ổn định, không dám nghĩ lung tung. Nhưng hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng trùng kích đến đại quang mang điện đồng thời cũng đang kích thích hắn. Xảy ra chuyện gì? Vì sao thần điện lại gặp phải tập kích? Lại còn có thể ảnh hưởng đến khu nội điện trong thời gian ngắn? Chẳng lẽ là đã đột phá phòng ngự ngoại tầng, giết tới nơi này? Là ai? Ai có thể tùy tiện phá vỡ 10 tầng phòng ngự ngoại điện? Chẳng lẽ là Khương Phàm? Khẳng định là Khương Phàm. Trừ Khương Phàm ra thì sẽ không có người nào dám mạo phạm quang mang thần điện, cũng không có ai có thể trực tiếp giết tới khu nội điện. Không phải Khương Phàm muốn bố cục thiên lang quan sao? Chẳng lẽ mục tiêu thật sự của Khương Phàm là quang mang thần điện bọn hắn? Quang mang thần tôn càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng bối rối, Khương Phàm đáng chết, cũng dám khiêu chiến chí tôn hoàng đạo. Không biết hệ thống phòng ngự của chí tôn hoàng đạo mạnh mẽ đến đâu sao? Không biết quang mang thần điện còn có thần nguyên, có thể giúp hắn tái tạo thần khu sao? Khương Phàm là đang đi tìm cái chết sao? Khương Phàm liệp thần thương kéo dài phóng thích, như ác long xuất huyên, bạo kích bình chướng nội tầng. Lấy thánh hoàng đỉnh phong kích phát liệp thần thương, không thể nghi ngờ là thần uy chân chính, kéo dài bạo kích không chỉ có mang đến tàn phá nghiêm trọng cho ba tầng phòng ngự, cũng chấn động pháp trận bao viên nội điện. Địa tầng cứng cỏi sụp ra vết nứt đen kịt. Vô số đá vụn lăn xuống những ngọn núi nguy nga. Các đệ tử và trưởng lão trấn thủ tế đàn phó điện đau đớn không chịu nổi, cứ như là lúc nào cũng có thể bị đánh chết tươi. Nhưng khu nội điện là phòng ngự sau cùng của quang mang thần điện, bọn hắn tuyệt đối không thể từ bỏ, chỉ có thể điên cuồng thôi động pháp trận, phóng thích quang minh kiếm chiều, chém giết người xâm nhập ở phía ngoài. Bùi Tiêu mang theo vẻ mặt nghiêm trọng nhìn qua bạo kích ở phía ngoài, mặc dù hắn rất có lòng tin đối với pháp trận khu nội điện. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thần tôn. Mà đám tên điên xí thiên giới còn đang trắng trợn phá hư khu ngoại điện, nhổ cung điện, tàn sát đệ tử. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại bất lực. Quang mang thần tôn, ngươi đã chết thật rồi sao? Coi như chết ta cũng sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Không chết thì sẽ để ngươi thật sự chết một lần. Khương Phàm đột nhiên rút lui về phía sau, ý thức xuyên suốt sơn hà, không gian, cùng nhật nguyệt tinh thần. Cả người trở nên phiêu miểu mà hư vô, như là rời khỏi hệ thống thế giới, phân ly ở bên ngoài vạn đạo pháp tắc, ngay cả quang mang kiếm chiều tràn ngập đất trời đều không đụng được tới hắn. Đông Hoàng Toại và Đông Hoàng Càn quả quyết lui lại, kéo ra một khoảng cách an toàn. Trong pháp trận, sắc mặt Bùi Tiêu hơi biến đổi, mặc dù hắn không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng khẳng định không đơn giản. Hắn lên tiếng gào thét. Nhắc nhở tất cả các tộc lão bên trong phó điện kích phát năng lượng thần cốt linh thủy,
toàn lực bảo vệ vững chắc pháp trận. Khương Phàm mở ra hai tay, xung quanh hiện ra cảnh tượng quỷ bí, sơn hà cẩm tú, thiên địa mênh mông, nhật nguyệt tinh thần vần quanh ở hai bên, như là hệ thống thế giới đang chậm rãi trải rộng ra ở xung quanh hắn, toàn bộ thế giới lượn lờ ở xung quanh hắn. Thân thể Khương Phàm phiêu miểu trở nên thần thánh mà khủng bố, mênh mông máu tươi chảy ra từ giữa da thịt, hóa thành huyết chú quỷ dị, giải đầy xung quanh thế giới luân khuếch, nhuộm đỏ bên sông núi, đất trời, nhật nguyệt tinh thần ở bên trong. Khi huyết chú hoàn toàn khuếch tán, trải rộng toàn bộ hệ thống thế giới, thân thể Khương Phàm gầy gò trọn vẹn ba vòng, khô cạn suy yếu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, huyết quang bắn ra, thần uy nghiêm nghị, như là thiên thần thức tỉnh. Không chỉ có thế giới luân khuếch xung quanh chịu ảnh hưởng, mà cả trời đất đều nổi lên gợn sóng quỷ dị, hiện ra hình dáng phiêu miểu giống như vạn đạo pháp tắc. Một loại khí tức tuyệt vọng không cách nào nói rõ, lại kiềm chế, thấm vào không gian, bao phủ lấy quang mang thần điện đang hỗn loạn. Không chỉ có hai bên đang chém giết khu ngoại điện cảm nhận được, mà trưởng lão trấn thủ bên trong nội điện, thậm chí là quang mang thần điện đều cảm nhận được. Hỗn loạn cùng bạo động thoáng an tĩnh. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía thân ảnh mờ mịt với thế giới bên ngoài kia. Khương Phàm nhấc ngang hai tay, chỉ đến phía trước, nhẹ giọng nỉ non như là thế giới gõ vang chuông tang quỷ dị. Càn Khôn, Đại Táng, oanh, núi rừng vô tận, đất trời mênh mông, vũ trụ thâm thúy, trong phút chốc đều lắc lư mãnh liệt, do thế giới luân khuếch xung quanh Khương Phàm ba động mãnh liệt, quét sạch 10 vạn dặm. Ba động quỷ dị, thanh âm trầm muộn, để cho người ta sợ hãi. Để cho người ta ngạt thở, để thế giới sụp đổ. Đây không phải thật sự là táng diệt 10 vạn dặm thế giới, mà là kích phát ra năng lượng hủy diệt, phóng xuất ra uy lực táng diệt càn khôn. Thế giới luân khuếch xung quanh Khương Phàm bị huyết chú dẫn bạo, triệt để mai táng, như là một thế giới quy về bụi bặm ở trước mặt hắn, ngay sau đó hủy diệt khủng bố đến mức để chúng sinh tuyệt vọng mãnh liệt phóng thích, mạnh hơn khái niệm võ đạo, vượt qua gông cùng xiềng xích cảnh giới, thế công hoàn toàn đạt đến vấn đề thần linh. Muốn phá hủy trăm dặm nội điện hầu như không còn gì. Toàn diện kích phát, toàn diện kích phát. Các tộc lão bên trong 6 tòa thần điện nhao nhao bừng tỉnh, cuồng loạn gào thét, không quan tâm đến bất cứ thứ gì mà kích phát năng lượng. Giờ khắc này, 6 khối thần cốt, linh tủy toàn diện phóng thích, dẫn dắt và số lượng lớn bảo cốt thánh vương thánh hoàng, cùng năng lượng tinh thạch rộng lượng, kích động phó điện, oanh minh pháp trận. 6 tòa thần điện như là 6 tôn bán thần. Ánh sáng chiếu xa vạn trượng, năng lượng mênh mông, gầm thét triển khai chặn đánh. Sóng chiều táng diệt như biển động sôi trào, cuồng bạo che mất trăm dặm pháp trận. Đây là sơn hà, thiên địa, nhật nguyệt tinh thần dung hợp cực hạn. Đây là hủy diệt thế giới, để tai nạn diệt tuyệt vạn cổ giai không. Đây là Khương Phàm huyết tế càn khôn, mượn tới pháp chỉ thương thiên. Oanh! Răng rắc! Ba tầng pháp trận lắc lư kịch liệt. Như là trụ trời sụp đổ trong thế giới, lại như là đảo hoang giữa biển động sôi trào, gian nan chống cự, tuyệt vọng thủ vững. Ngắn ngủi vài phút, bình chứng pháp trận liên tiếp vặn vẹo, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Mà tuyệt thế bạo động kinh khủng trùng kích đến 6 tòa phó điện, lan đến gần pháp trận dưới đáy phó điện. Số lượng lớn đệ tử vỡ nát ngay tại chỗ, biến thành vết máu nhuộm đỏ cung điện, rất nhiều tộc lão miệng mũi đều chảy máu, đau đớn đến mức nhăn nhó mặt. 6 tòa phó điện náo động, lần nữa mãnh liệt ảnh hưởng đến đại quang mang điện. Quang mang thần tôn đang tức giận cùng lo lắng lại lần nữa mất khống chế, huyết nhục khí tức như biển dâng sóng cả hỗn loạn khuếch tán ra ngoài. Bùi Tiêu chấn kinh, hắn không ngờ Khương Phàm có thể sử dụng cảnh giới thánh hoàng, dung chuyển 3 tầng pháp trận nội điện. Vừa rồi đó là năng lượng nghịch thiên gì mà lại để hắn đều nhận ra được cảm giác tuyệt vọng hít thở không thông. Nhưng, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Càng không thể để các tộc lão bên trong nội điện lùi bước, hắn hô to lần nữa. Tiếp tục kiên trì, thần tôn đang tái tạo chiến khu, có thể xuất quan bất cứ lúc nào. Chỉ cần thần tôn xuất hiện, sức một mình ngài đã có thể săn giết Khương Phàm, kết thúc loạn chiến hôm nay. Tiếp tục kiên trì, thần tôn vẫn còn, thần điện vĩnh viễn sừng sững không ngã. Bên trong nội điện, các tộc lão ngăn chặn tuyệt vọng và đau đớn, nhao nhao hô to, để trấn khí thế chỗ tế tràng. Ngay cả trưởng lão cùng các đệ tử trấn thủ khu ngoại điện cũng đều gầm thét cổ lẫn nhau vũ, lợi dụng chỗ tế tràng của bọn hắn, phản kích mãnh liệt, kiềm chế cường giả xí thiên giới. Khương Phàm dùng đan dược, sau đó nhanh chóng khôi phục huyết khí, tinh thần, rất hài lòng thực lực kinh khủng của Càn Khôn Đại Táng, nhưng nghe được sau khi bên trong gào thét,
hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại càng vui mừng hơn, ngoài ý muốn chính là Quang Mang Thần Tôn lại còn sống, hơn nữa còn đang tái tạo chiến khu. Vui mừng chính là nghẹn đến bây giờ đều không có đi ra, khẳng định vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Đánh, đánh cho đến chết, mấu chốt phá trận nằm ở Quang Mang Thần Tôn. Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như thế này, bọn hắn tấn công mạnh đối với vết nứt của pháp trận. Đông Hoàng Càn dựa theo tạo nghệ không gian cao siêu, diễn biến ra đạo ngấn không gian dày đặc, tinh chuẩn bạo kích tất cả vết nứt. Giống như từng cây châm nhỏ cắm vào vết nứt, lập tức bạo tạc mãnh liệt, ngăn cản vết nứt khép lại. Đông Hoàng Toại thôi động vạn giới môn, nhấc lên con sóng không gian thao thao bất tuyệt, như là hàng vạn thế giới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích ba tầng pháp trận, mãnh liệt bạo động tiếp tục tăng lên để vết nứt khuếch tán. Không lâu sau đó, Khương Phàm khôi phục một bộ phận huyết khí, tiếp tục dùng đan dược, đồng thời tế lên Liệp Thần Thương bạo kích pháp trận khu nội điện, tuyệt đối không thể để vết nứt hắn gian nan đánh ra khép lại. Đều đang làm cái gì vậy, chống đỡ cho ta, chống đỡ. Bây giờ là thời điểm sinh tử tồn vong, toàn lực ứng phó cho ta. Kiên trì, cho dù các ngươi chết ở đây, cũng phải ổn định tế đàn. 30.000 năm huy hoàng của Quang Mang Thần Điện, tuyệt đối không thể chôn vùi ở trên tay chúng ta. Bùi Tiêu lo lắng du tẩu bên trong 6 tòa phó điện, nhắc nhở thậm chí là khiển trách các tộc lão trấn thủ tế đàn. Các tộc lão không ai lười biếng, bọn họ cũng đều đang điên cuồng phóng thích năng lượng của chính mình, kích phát ra uy thế pháp trận. Nhưng, Táng Diệt trước đó ảnh hưởng đối với pháp trận quá nghiêm trọng, mà Đông Hoàng Càn lại còn nhằm vào vết nứt đả kích tinh diệu, phối hợp với sóng chiều không gian từ vạn giới môn của Đông Hoàng Toại, hình thành áp chế để pháp trận từ đầu đến cuối khó mà khép lại được. Mỗi khi bọn hắn miễn cưỡng chống đỡ, muốn bắt đầu khép lại, Liệp Thần Thương lại tiếp tục bạo kích, luôn có thể để cố gắng của bọn hắn lâm vào sụp đổ. Sau nửa giờ ngắn ngủi, trận chiến đấu ở khu ngoại điện đã xuất hiện nghịch chuyển. Quang Mang Thần Điện điên cuồng phản kích, cũng không có đổi lấy hiệu quả mà bọn hắn mong đợi. Dưới sự dẫn dắt của Kiều Vô Hối và các thánh hoàng, hơn 80 tòa cung điện ở khu ngoại điện liên tiếp bị nhổ, tế đàn có thể bộc phát ra uy lực thánh hoàng cũng đều bị xử lý thảm tao. Thánh linh cùng bán thánh lưu lại tiếp tục càn quét chiến trường, thanh lý tài nguyên và săn giết người sống sót, Kiều Vô Hối cùng các thánh vương, thánh hoàng liên tiếp lao tới khu nội điện. Thánh hoàng tới trước bạo kích, thánh vương ở phía sau, cách rất xa đã phóng thích võ pháp, tiến hành trùng kích. Dưới sự kiên trì của Khương Phàm, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại, vết nứt ở ba tầng pháp trận nội điện từ đầu đến cuối đều không có khép lại, tầng ngoài cùng còn bị phá thành mảnh nhỏ. Cho nên, theo sự gia nhập của bọn người Kiều Vô Hối, Kim Hống, Khương Qua, từng luồng cuồng chiều năng lượng giống như là sao chổi tràn ngập đất trời, liên miên bất tuyệt bạo kích tới, tầng ngoài cùng của pháp trận ầm vang vỡ nát. Ngay sau đó, thế công cuồng bạo như mưa rông gió bão trút xuống đến trên tầng thứ hai. Ba tầng pháp trận khu nội điện, tầng ngoài cùng là phòng ngự là chính, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba đều là tiến công làm chủ. Cho nên, khi tầng pháp trận đầu tiên bị phá toái, tầng thứ hai đối mặt với thế công tràn ngập đất trời, vẻn vẹn chống đỡ được vài phút đã tuyên bố sụp đổ. Nhưng, tầng thứ hai điên cuồng bạo kích, vẫn diễn biến ra vô số lưỡi dao ánh sáng gần như là thần uy, còn có thượng thanh thánh quang kiềm chế không gian và thời gian vặn vẹo. Cái này đã khiến Khương Phàm và các thánh hoàng đều bị trọng thương, không thể không liên tiếp dùng đan dược, thánh vương càng lùi lại, giữ vững khoảng cách trăm dặm. Cho đến khi thiên hậu thét lên ra lệnh bọn hắn dùng đạo ngấn không gian đẩy các loại bảo cốt siêu tập ở khu ngoại địa tới, bao gồm cả thánh linh, thánh vương cùng thánh hoàng, toàn bộ đều đẩy đến pháp trận, lại cưỡng ép dẫn bạo, mới vỡ nát được tầng thứ hai. Nhưng đã đến lúc này, toàn bộ thánh vương đều lui lại, không còn trực tiếp tham dự tiến công. Bởi vì pháp trận tận cùng bên trong là sâu chuỗi cùng đại quang mang điện, có uy lực mạnh nhất, một khi quang mang thần tôn tiếp quản, uy lực khó có thể tưởng tượng được. Bùi Tiêu đứng trước đại quang mang điện, nhìn tiến công đã tạm thời ngừng lại, khẩn cấp chỉnh đốn bọn người Khương Phàm, trong lòng tức giận lại uất ức. Uy lực ba tầng pháp trận nội điện hẳn là có thể càng mạnh, nhưng, bởi vì thần tôn đang bế quan ở đại quang mang điện, tế đàn nơi đó không tiện mở ra quá mức, đến mức toàn bộ quá trình công thủ chủ yếu dựa vào phó điện thôi động. Nếu không bọn người Khương Phàm tuyệt đối sẽ không dễ dàng phá vỡ pháp trận như thế, cũng nhất định có thể bỏ ra cái giá càng đau đớn thê thảm hơn. Đến bây giờ, chỉ còn tầng cuối cùng,
hắn nhất định phải toàn diện khởi động tế đàn đại quang mang điện. Nơi đó có trọn vẹn 3 khối thần cốt linh tủy được khảm nạm lấy, vô số thần cốt cùng tinh thạch, còn sâu chuỗi cùng 6 tòa phó điện. Chỉ cần hắn tự mình thao túng, nhất định có thể uy hiếp được bọn người Khương Phàm, thậm chí có thể khiến cho bọn người Khương Phàm rời khỏi. Nhưng, Bùi Tiêu thật không biết thần tôn đã dung hợp thần nguyên tới trình độ nào, càng tưởng tượng đến tế chàng cưỡng ép thôi động đại quang mang điện sẽ sinh ra dạng ảnh hưởng đối với gì quá trình dung hợp của thần tôn.